Thiên Lý lớn tiếng kêu lên, thanh âm chấn động vùng biển, kích thích ngàn tầng sóng lớn đợt sóng, sáng đẹp nguy nga. Mãn không thiên tai bão tuyết, lăn lăn sấm cuồng mưa, càng tôn lên hắn vô địch khí thế uy nghiêm. Trong phút chốc, liền Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người, đều có điểm để không chịu nổi, gương mặt trắng bệch. Diệp Thần khẽ cắn răng, Thiên Lý cường hãn, ngược lại là ra hắn ý liêu, chính diện đối kháng Thuần Túy tìm chết, chỉ có trì hoãn thời gian, tranh thủ được Nhâm Phi Phàm xuất quan, mới có một đường sinh cơ. Đấu chữ quyết, trận tự quyết, đấu đế thiên kiếm trận. Diệp Thần quát to một tiếng, Phạm Thiên Thần công bùng nổ, đấu chữ quyết và trận tự quyết đồng thời phát động, thậm chí rất nhiều thiên kiếm, toàn bộ bạo giết đi ra. Lấy luân hồi thiên kiếm là hạch tâm, bảy thanh thiên kiếm, nhanh chóng hợp thành một cái đại trận, bao trùm ở Bắc Mãng tổ địa vốn là trên trận pháp, đấu khí chấn động, ngăn cản Thiên Lý đánh giết. Diệp Thần triệu hoán huyết long tới, ngự long bay lên trời, chấn giữ tại đại trận trung ương, hồng mông đại tinh không lại tách ra phát ra, gắt gao bảo vệ. Hắn không là chiến đấu, chỉ là thủ hộ, bảo vệ Nhâm Phi Phàm. Thiên Lý nhìn trong trận pháp lòng Diệp Thần và huyết long, mí mắt kéo động, toát ra vẻ tức giận, nói. Chính là các ngươi, cướp đi bầu trời long hồn, các ngươi nuốt xuống long hồn, ngày hôm nay liền cho ta phun ra. Tiếng nói rơi xuống, Thiên Lý đột nhiên cầm kiếm, tự mình hướng Diệp Thần và huyết long lướt đi. Thiên giới kiếm cuồng bạo ý chí, kịch liệt bùng nổ, kiếm khí gào thét dưới, trong hư không thậm chí triển khai một phiến thiên giới thần thánh lãnh thổ quốc gia, khoáng đạt vô địch. Vậy hào hùng thiên giới lãnh thổ quốc gia, hòa lẫn ngập trời kiếm khí, rắc rắc sát bạo chém xuống, để cho được Diệp Thần bố trí trận pháp, cũng là tấc tấc nổ tung, căn bản không ngăn được. Người đồ sát thánh bôi, cho ta ngăn trở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần quát to một tiếng, trực tiếp thả ra người đồ sát thánh bôi. Chanh! Người đồ sát thánh bôi kịp thời xuất hiện, chặn lại Thiên Lý một kiếm. Lăn lăn máu tươi, từ màu vàng kim thánh bôi bên trong dòng nước chảy ra, mang mùi máu tanh nồng nặc cùng sát khí mùi vị. Diệp Thần thúc giục người đồ sát thánh bôi, không ngừng chèn ép thánh bôi linh khí, dùng để bổ sung trận pháp. Rào! Ở thánh bôi linh khí bổ sung một chút, Diệp Thần thiên kiếm đại trận, còn có Bắc Mãng tổ địa trận pháp, đều là đổi được kiên cố đứng lên, vô địch. Chỉ là, thánh bôi ánh sáng, nhưng đang nhanh chóng ảm đạm. Diệp Thần đây là muốn hy sinh người đồ sát thánh bôi, cũng phải duy trì trận pháp vận chuyển. Thằng nhóc, ngươi! Thiên Lý ở người đồ sát thánh bôi chấn động hạ, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Vì bảo vệ Nhâm Phi Phàm, đáng giá không? Thiên Lý không tưởng tượng nổi, phải biết, người đồ sát thánh bôi vô cùng là chân quý, Diệp Thần hiện tại lại là muốn hy sinh thánh bôi, vậy phải bảo vệ Nhâm Phi Phàm. Đáng! Diệp Thần thanh âm vang vang có lực, chỉ cần có thể bảo vệ Nhâm Phi Phàm, chính là một người đồ sát thánh bôi, coi là cái gì? Nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ giây phút, hắn thậm chí liền mình đều có thể hy sinh. Rào, rào, rào. Ở người đồ sát thánh bôi linh khí bơm vào hạ, bảo vệ trận pháp ánh sáng, đổi được trước đó chưa từng có mênh mông. Thiên Lý tạm thời tới giữa, hoàn toàn đột phá không đi vào. Lấy hắn thực lực, nếu như cứng rắn muốn đột phá, vậy là có thể, nhưng nhất định phải bỏ ra giá không nhỏ, một khi tự thân bị vết thương, đến cuối cùng lại đối mặt Nhâm Phi Phàm. Chỉ có một con đường chết. Được, rất tốt, ngươi chịu hy sinh, ta cũng chịu hy sinh, vô vô thiên thư, cho ta trấn áp. Thiên Lý bỗng nhiên quát to một tiếng, sử dụng vô vô thiên thư. Vô vô thiên thư ông một tiếng, đi xuống phương bay đi, lại là trực tiếp đột phá Diệp Thần đám người trận pháp phòng vệ, đi Nhâm Phi Phàm nơi bế quan, bắn tới. Cái gì? Diệp Thần cả kinh thất sắc, lúc này nhưng là ra ý liêu. Vô vô thiên thư. Hàm chứa không không thời không quy luật, mà không không quy luật, quỷ dị nhất, có thể đột phá thực tế hết thảy bình phong che chở. Diệp Thần nơi bố trí trận pháp, chống đỡ được Thiên Lý, nhưng không ngăn được vô vô thiên thư. Ngay tức thì, vô vô thiên thư đã bay đến Nhâm Phi Phàm nơi bế quan, một tiếng nổ, nổ lên ngập trời đợt khí. Nhâm tiền bối. Diệp Thần lớn tiếng kêu lên, e sợ cho Nhâm Phi Phàm xảy ra chuyện. Nhâm Phi Phàm đang đột phá giây phút. Bị Thiên Lý như thế quấy rầy, rất có thể sắp thành lại hỏng, thậm chí phải bị cắn trả, trực tiếp vẫn diệt. Ha ha ha! Thiên Lý ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói có thể ngăn cản Nhâm Phi Phàm đột phá, ta coi như hy sinh vô vô thiên thư,
vậy coi là không uổng công. Đáng chết! Diệp Thần thấy Thiên Lý như thế liều lĩnh hình dáng, nội tâm tức giận, thủ quyết một nặn, người đồ sát thánh bôi tất cả linh khí, toàn bộ thả ra ngoài, hội tụ đến bảy thanh thiên kiếm bên trong. Bảy thanh thiên kiếm liên hiệp, toát ra trước đó chưa từng có ngút trời mũi nhọn, mang lăn lăn sát khí, nối thành một đường, hung hăng hướng Thiên Lý chém ngược đi. Người đồ sát thánh bôi đã tiêu hao hết linh khí, kim quang tiêu tán, lần nữa biến thành một cái cốt chất ly, ly thân nghiêm trọng tan vỡ, che lấp một tầng mạng nhện vậy vết rách. Diệp Thần bảy kiếm đủ giết, đây là hàm chứa người đồ sát thánh bôi sát khí nhất kích, tức giận ngút trời, mũi nhọn cực kỳ ác liệt. Thiên Lý thấy Diệp Thần như vậy công kích mãnh liệt, con người cũng là hơi co rúm một cái. Một kích này, chỉ sợ phần lớn thiên quân cường giả cũng không ngăn nổi. Mà Diệp Thần, chỉ có chạm ra cảnh thôi. Kiếm tốt khí, đáng tiếc ta là vô lượng chí tôn, ngươi còn không gây thương tổn được ta. Thiên Lý lui về phía sau chạy đi, cả người linh khí tách thả ra, các loại thế giới quy luật hội tụ, hóa thành một mặt quang thuẫn, che trước mặt mình. Phịch! Diệp Thần bảy kiếm bạo đi giết, chém ở quang trên lá chắn, nhưng không cách nào đem quang thuẫn chảm phá, bảy kiếm tan rã tản mát. Cảnh giới chênh lệch quá xa, Thiên Lý tu vi, là vô lượng cảnh. Diệp Thần chỉ có chảm ra cảnh, cho dù hao hết thánh bôi linh khí, cũng không cách nào thương tổn đến đối phương. Diệp Thần cái này một tí, là thật sâu cảm thấy cảnh giới chênh lệch. Ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch trước mặt, mạnh đi nữa binh khí pháp bảo, thần thông thuật pháp, đều là vô dụng, trừ phi không vô thần khí. Nhưng hết lần này tới lần khác, không vô thần khí, cũng không phải là thế giới hiện thật người, có thể chấp trường. Thôi, ngày hôm nay liền cho các ngươi một thống khoái. Thiên Lý ánh mắt chuyển động, gặp Diệp Thần bảy kiếm đủ giết, đã tiêu hao hết thánh bôi linh khí, để cho được vậy bảo vệ đại trận, phòng vệ cũng lại yếu đuối rất nhiều. Mà Nhâm Phi Phàm nơi bế quan bên kia, vậy không một tiếng động, muốn đến Nhâm Phi Phàm bị quấy dày, đột phá thất bại, hơn phân nửa vậy bị thương nặng. Thiên Lý nội tâm vui sướng, liền vung ra một kiếm, muốn chém phá đại trận phòng vệ, đem Diệp Thần các người toàn bộ giết chết. Kiếm khí cuốn lên mưa gió, bão tuyết lăn lăn, thanh thế thật lớn. Mắt xem Thiên Lý một kiếm, thì phải chém xuống, nhưng vào lúc này, một cái khớp xương rõ ràng, thon dài có lực bàn tay, nhẹ nhàng nắm hắn tay, đem hắn kiếm khí ngừng. Nháo đủ rồi sao? Một đạo lãnh khốc thanh âm rét lạnh, ở Thiên Lý bên người vang lên. Thiên Lý hù được hồn phi phách tán, nghiêng đầu vừa thấy, chỉ gặp Nhâm Phi Phàm không biết lúc nào, xuất hiện hắn bên người, còn bắt được hắn tay, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Nhâm Phi Phàm chung quanh khí lưu tách thả ra, để cho được đầy trời mây đen mưa xối xả, đầy trời sấm bão tuyết, toàn bộ tiêu tán. Bầu trời lần nữa khôi phục trong suốt, ánh mặt trời chiếu rọi liền xuống. Lúc này mặt trời còn không xuống núi, nhưng Nhâm Phi Phàm đã kết thúc bế quan, trước thời hạn hạ xuống. Ở Nhâm Phi Phàm sau lưng, có một quyển cổ xưa sách, ở chìm nổi toát ra ánh sáng. Đó chính là Vô Vô Thiên Thư. Nhâm Phi Phàm, ngươi, Thiên Lý không tưởng tượng nổi, ánh mắt gắt gao trợn to. Đa tạ ngươi Vô Vô Thiên Thư, để cho ta trước thời hạn đột phá. Nhâm Phi Phàm khóe miệng vuốt một chút lãnh khốc nụ cười. Diệp Thần thấy vậy, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Thiên Lý cái này một tí, thật là tự làm tự chịu. Hắn muốn dùng Vô Vô Thiên Thư, ngăn cản Nhâm Phi Phàm đột phá, nào nghĩ tới Vô Vô Thiên Thư, nhưng trợ lực Nhâm Phi Phàm, để cho hắn trước thời hạn đột phá. Oanh! Nhâm Phi Phàm trên thân thể, nổ lên kinh người đợt khí. Đó là vô lượng cảnh 9 tầng trời, hiện thế võ đạo tột cùng nhất hơi thở. Giờ khắc này Nhâm Phi Phàm, quả nhiên là thuận lợi đột phá, đạt tới nhất đỉnh cao cảnh giới, và Vũ Hoàng Cổ Đế, Nhâm Thiên Nữ, đứng ở thống nhất cái tình cảnh. Không thể nào, ngươi lại thật đột phá. Thiên Lý rợn cả tóc gáy, từng cơn kinh hoàng. Vô lượng cảnh tầng 8 trời, và 9 tầng trời tới giữa, là khác biệt một trời, chênh lệch cực lớn. Chỉ có 9 tầng trời, mới thật sự là võ đạo đỉnh cấp, ngạo thị vạn cổ. Nhâm Phi Phàm cái này một tí, chính là bước chân vào ngạo thị vạn cổ đỉnh cấp cảnh giới. Đáng chết! Thiên Lý rất chấn động, vội vàng rút người ra lui về phía sau, trở tay một kiếm ném hướng Nhâm Phi Phàm. Đi sao? Nhâm Phi Phàm cong ngón tay bắn ra, ngày trước giới kiếm, chỉ nhất kích, liền bị đánh được nghiền,
thiên giới ý chí cũng không che giấu được hắn trói lọi. Nhâm Phi Phàm ngoắc tay, thiên địa linh khí đúc thành kiếm, phá không chém chết hướng Thiên Lý. Một kiếm này mũi nhọn, là bén nhọn như vậy, thật là đủ để phá giết hoàn vũ vạn giới, kiếm khí biến dạng hư không, phát ra nhọn âm bạo thanh. Diệp Thần rung động không dứt, Nhâm Phi Phàm đột phá, thần uy ác liệt, cũng không biết so với trước kia cường hãn nhiều ít. Thiên Lý chết chắc, hắn không thể nào ngăn trở Nhâm Phi Phàm một kiếm. Diệp Thần nghĩ như vậy, nhưng vừa lúc đó, một cái trắng bệch bóng tối bàn tay, xé trời mở ra, đang đích một tiếng, đẩy ra Nhâm Phi Phàm một kiếm kia. Nhưng hiện tại, Diệp Thần cũng không cách nào cân nhắc quá nhiều, chỉ có rời đi trước nói sau. Chúng ta đi. Diệp Thần vung tay lên, lập tức mang Dạ Vô Tẫn và Nam Cung Vui Vẻ các người, rời đi Thiên Thanh Vực. Muốn chạy. Cổ Thanh Huyền giận dữ, chữ lôi thần văn bùng nổ, một trường cách không bổ ra vạn tiếng sấm, hung hăng hướng Diệp Thần các người đánh tới. Xin lỗi, Cổ Thanh Huyền, người địch thủ là ta. Cổ Thanh Hà lạnh cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên, khởi động Vọng Thư Thiên Châu, sáng trong ánh trăng hạ xuống, hắn giả nua bàn tay, giống như độ lên một tầng bạch ngọc, cử trọng nhược khinh vậy, đem Cổ Thanh Huyền sấm xét thế công hóa giải được. Cổ Thanh Hà trong lòng âm thầm vui mừng, nếu như không có Hạ Nhược Tuyết cho hắn mượn Vọng Thư Thiên Châu, hắn còn thật không chắc chắn, ở Cổ Thanh Huyền trên địa bàn, đem đối phương ngăn lại. Đáng chết. Cổ Thanh Huyền rất tức giận, bị Cổ Thanh Hà chặn lại một tí, Diệp Thần các người, đã hoàn toàn trốn cởi bỏ. Hắn chỉ khí được thất khiếu bốc khói, vậy ba viên thiên huyết thần đan, vậy toàn bộ bị Diệp Thần mang đi, hắn liền một viên cũng không lấy được. Đây chính là hắn tu luyện cần trọng yếu đan dược. Cổ Thanh Hà, Tinh Nguyệt Thần Giáo, Luân Hồi Chi Chủ, ta muốn các ngươi chết. Cổ Thanh Huyền dưới cơn giận dữ, liền liền gầm thét. Vũ Hoàng Cổ Đế, Luân Hồi Chi Chủ tới, mau rơi xuống thiên phạt, tru diệt Luân Hồi. Tức giận dưới, Cổ Thanh Huyền đầu óc ngược lại là thanh tỉnh. Hắn biết trong thời gian ngắn, không có thể đột phá Cổ Thanh Huyền ngăn trở, đuổi theo giết Diệp Thần. Cho nên, hắn dứt khoát kêu gọi Vũ Hoàng, muốn mượn Vũ Hoàng Cổ Đế tay, tru diệt Luân Hồi. Mặc dù, nếu như Diệp Thần, bị Vũ Hoàng Cổ Đế giết chết, hắn một chút chỗ tốt đều sẽ không đạt được, nhưng chí ít, có thể phát tiết mối hận trong lòng. Lúc này, Diệp Thần mang Nam Cung Vui Vẻ, Dạ Vô Tẫn các người, đã trốn ra Thiên Thanh Vực, nghe được Cổ Thanh Huyền triệu hoán, bọn họ nhất thời thần sắc đại biến. Ai yêu, Vũ Hoàng Cổ Đế nếu là hạ xuống, vậy cũng gay gâu hết sức, ta đi trước. Nam Cung Vui Vẻ thật sâu cảm thấy không ổn, nàng tự nhiên cũng biết, Diệp Thần và Vũ Hoàng Cổ Đế tranh đấu. Hôm nay Diệp Thần, ở Vũ Hoàng Cổ Đế trước mặt, còn khá là nhỏ bé. Một khi Vũ Hoàng Cổ Đế hạ xuống, đó chính là Diệp Thần ngày rỗ. Nam Cung Vui Vẻ không muốn nhảy vũng nước đục này, lập tức mang người thủ hạ, biến dạng hư không rời đi. Diệp Thần và Dạ Vô Tẫn nhìn nhau, vậy thật sâu cảm thấy uy hiếp, hai người vội vàng xé ra liền một cái không gian chỗ rách, muốn trở lại hạ giới. Nhưng mà, chung quanh không gian, đã loáng thoáng, mang một cổ mãnh liệt ý chí. Đó là thiên giới ý chí. Vũ Hoàng Cổ Đế là thiên giới chủ, đứng ở thái thượng thế giới tầng chót nhất, thái thượng thế giới mênh mông muôn vàn, hắn mặc dù không cách nào ở trong nháy mắt bên trong, phong tỏa tất cả hư không, nhưng lại có thể đem mình thiên giới ý chí, tản ra đi ra ngoài, cùng chư giới đồng tình. Như vậy thứ nhất, người bất kỳ, đều không cách nào chạy khỏi thiên giới ý chí bao phủ, vậy thì là không thể vào rời đi thái thượng thế giới. Diệp Thần và Dạ Vô Tẫn, biến dạng hư không, chỉ truyền đến tầng dưới chót nhất thế giới, cũng chính là bọn họ từ Hắc Ám Cấm Hải vượt biên, mới vừa bước vào địa phương. Cái này phiến tầng dưới chót nhất thế giới, không có trọng lực tồn tại, khắp nơi lơ lửng núi đá bụi bặm, rừng rậm cỏ cây, còn có rất nhiều nhiều, cổ xưa tàn toái thi hài, binh khí, pháp bảo vân. Vân, tiếng gió hô hô. Diệp Thần cùng Dạ Vô Tẫn, đặt mình vào ở nơi này phiến không có sinh linh, một chút vắng vẻ trong thế giới, nhất thời cảm thấy một hồi trống rỗng. Bất quá, bọn họ trống rỗng, cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì, thiên giới ý chí, đã chuyển tới nơi này, ùng ùng vang dội, kịch liệt sôi trào, chấn động không gian, nổ lên ngàn vạn nặng cương phong đợt khí, đem chung quanh lơ lửng núi đá bụi bặm, toàn bộ vặn được nghiền. Diệp Thần và Dạ Vô Tẫn, ở đó thiên giới ý chí vặn cắt lấy, cũng là cảm thấy vô cùng hung hiểm,
giống như gặp ngàn đao lăng trì. Vô tận, người tiên tiến tới. Diệp Thần mở ra hoàng tuyển đồ, đem Dạ Vô Tẫn thu vào, miễn được hắn bị trực tiếp phản cổ. Giao. Hoàng tuyển đồ hóa thành một bộ đạo bào, bao trùm ở Diệp Thần trên mình, giúp hắn ngăn cản thiên giới ý chí vạn cổ đánh vào. Nhưng mà, Vũ Hoàng cổ đế thiên giới ý chí, uy năng chân thực quá kinh khủng. Ở vô cùng cương phong đợt khí vạn cổ hạ, Diệp Thần chợt cảm thấy cả người ra biến dạng vậy đau đớn, chỉ sợ không bao lâu, hắn thì phải sống sờ sờ bị xé nát. Luân hồi chi chủ, không nghĩ tới à, người lại có thể có gan tới thái thượng thế giới. Vừa lúc đó, ngày trước giới ý chí lắng xuống, nhưng Diệp Thần cũng không có vui sướng chút nào, bởi vì hắn nghe được Vũ Hoàng cổ đế thanh âm. Ung ung, chín tầng trời trên bầu trời, Vũ Hoàng cổ đế sáng rực như trời, vô cùng huy hoàng hạ xuống xuống. Hắn một hạ xuống, mảnh phế tích này vậy thế giới, liền an ổn, thế giới quy luật lần nữa khôi phục, giữa trời đất lại có trọng lực. Trôi lơ lửng trên không trung núi đá thổ mộc, rối rít nặng rơi vào trên vùng đất đi. Tầng tầng vòng sáng, từ Vũ Hoàng cổ đế sau lưng mở ra. Mỗi một cái vòng sáng, đều là một cái khoáng đạt đại thế giới. Từng cái lớn trong thế giới, đứng sừng sững thiên thiên vạn vạn cường giả, đều ở đây hô to kêu gào. Bệ hạ uy vũ, bệ hạ uy vũ. Diệp Thần con ngươi hơi co rúc lại, so trước kia bất kỳ một lần, đều biết cảm nhận được Vũ Hoàng cổ đế cường hãn, bá đạo, quân lâm thiên hạ. Nếu như cái này thế gian, thật tồn tại cái gì nắm giữ hết thảy vương giả, vậy liền Diệp Thần cũng cảm thấy, người này hẳn là Vũ Hoàng cổ đế, mà không phải mình. Vũ Hoàng cổ đế quan sát Diệp Thần, như nhìn xuống một con kiến hôi, nói, luân hồi chi chủ, bàn cờ này, là ngươi thua. Diệp Thần ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, thật giống như giải thoát vậy, nói, ta thua. Vũ Hoàng cổ đế thấy Diệp Thần làm như vậy giòn nhận thua, không có nửa điểm giãy giụa hình dáng, lại cảm thấy không thú vị, khẽ mỉm cười nói, ngươi còn có một chiêu hậu thủ, còn có một đường sinh cơ, ngược lại cũng không có thua được hoàn toàn. Diệp Thần sửng sốt một chút, ở Vũ Hoàng cổ đế lời nói này rơi xuống thời điểm, hắn liền thấy từng luồng tiên quang, từ trên trời hạ xuống. Lạnh như băng xương khí, bắt đầu ở trong hư không lững lờ, hóa thành tất cả băng hoàng, ngửa mặt lên trời hí kêu, dương cánh, nhẹ nhàng múa lên, sáng đẹp nguy nga. Ở đầy trời băng hoàng vây quanh, một cái phong tư thướt tha tuyệt thế cô gái, tay cầm băng hoàng thiên kiếm, sau lưng mơ hồ có tiên khí nhô lên hồ cầu nguyện nước, quanh quẩn không ngừng, chính là Thái Thượng Thiên Nữ. Nhâm Thiên Nữ tới. Ở Vũ Hoàng cổ đế bên người, hầu hạ trước mấy vị thiên quân lão tổ, cao tầng trưởng lão, bao gồm Hồng Xuân Thu ở bên trong, thấy Nhâm Thiên Nữ hạ xuống, đều là kinh hô lên, dục dịch, muốn thừa dịp Thiên Nữ hơi thở không định, giành trước chu diệt Diệp Thần. Vũ Hoàng cổ đế khoát tay một cái, dừng lại bọn họ. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần Thiên Nữ ở chỗ này, Diệp Thần liền không chết được. Muốn giết Diệp Thần, chỉ có trước hết giết Thiên Nữ. Thiên Nữ tiền bối. Diệp Thần thấy Nhâm Thiên Nữ tới, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ không chạng. Nhâm Thiên Nữ đạp gió mát tuyết rơi, đi tới Diệp Thần bên người, trong mắt nhu tình trăm vòng, đầu tiên là bóp một tí Diệp Thần cánh tay, sau đó lại sờ một cái hắn ngực, nói. Ừ, thân thể ngươi gông xiềng đã chặt đứt, thân thể quả nhiên so với trước kia bền chắc hơn. Diệp Thần cảm thấy xấu hổ, nói, đáng tiếc ta cũng chỉ chặt đứt thân xác gông xiềng, tim gông xiềng chậm chạp không có thể đột phá. Nhâm Thiên Nữ nhẹ nhàng kéo hắn tay, nói, không sao, ta mang ngươi về nhà, ngươi ở ta hứa nguyện tiên chỉ bên trong, cũng có thể chạm ra, ta sẽ giúp ngươi đột phá tim gông xiềng. Diệp Thần nghe lời nói này, có vẻ cảm kích, đang muốn nói gì. Vũ Hoàng cổ đế vui vẻ cười to, ngắt lời nói, Nhâm Thiên Nữ, chỉ sợ ngày hôm nay, các ngươi không cơ hội rời đi. Nhâm Thiên Nữ cầm trong tay băng hoàng thiên kiếm, nhìn thẳng Vũ Hoàng cổ đế, nói, Vũ Hoàng cổ đế, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta quyết chiến, hoàn toàn xé rách ra mặt. Vũ Hoàng cổ đế gật đầu, nói, Nhâm Thiên Nữ sắc mặt run lên, cảm thấy không tưởng tượng nổi, nói, ngươi tình nguyện ngọc đá cùng vỡ, cũng phải giết ta. Nàng Tu Vi, là vô lượng cảnh tầng 8 trời, so với Vũ Hoàng cổ đế kém một nước, nhưng thật phải liều mạng, nàng cho dù chết, vậy đủ để đem Vũ Hoàng cổ đế tổn thương nặng. Một khi hai bên quyết chiến, ngọc đá cùng vỡ, Vũ Hoàng cổ đế cái mất nhiều hơn cái được. Đây cũng là Thiên Nữ, dám can đảm nhiều lần khiêu chiến Vũ Hoàng cổ đế sức lực,
nàng biết đối phương còn không quyết chiến dũng khí. Nhưng nào nghĩ tới, thời khắc này Vũ Hoàng Cổ Đế, lại tựa hồ như thật muốn quyết chiến. Vũ Hoàng Cổ Đế cười gằn nói, ai nói muốn ngọc đá cùng vỡ, ta hôm nay muốn giết ngươi, liền như bóp chết một con kiến hôi. Thanh âm rơi xuống, Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay, hiện ra một đoàn quang. Vậy một đoàn quang, không thể danh trạng, không cách nào miêu tả là màu gì và hình dáng, hiển nhiên là xuất xứ từ không không thời không năng lượng. Rồi sau đó, vậy một đoàn quang, ở rất nhiều thế giới hiện thật bơm vào hạ, dần dần than xúc, có thực tế hình thể, là một khối cổ xưa mảnh vỡ. Giao. Ngay sau đó, mảnh vỡ biến hóa, hóa thành một cái quyền trượng, bị Vũ Hoàng Cổ Đế vững vàng nắm trong tay. Vậy quyền trượng, màu vàng lưu quang tách thả ra, tràn ra một cổ kinh thiên tuyệt địa quân lâm khí thế, như mãi mãi truyền thuyết, tựa như ai chấp trưởng vậy quyền trượng, ai liền có thể chấp trưởng thiên hạ vậy. Không vô thần khí, truyền thuyết trượng. Nhâm thiên nữ thấy vậy quyền trượng ngay tức thì, bỗng nhiên thất sắc, thân thể mềm mại cũng kịch liệt run rẩy run đứng lên. Diệp thần đang cùng nàng hai tay tướng dắt, có thể cảm nhận được nàng ấm áp ư, mềm nhũn tay, lập tức thì trở nên được lạnh như băng cùng cứng ngắc. Diệp thần trong ánh mắt, cũng là mang kinh hãi, nhìn về Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay quyền trượng. Chuôi này quyền trượng, hiển nhiên không phải thế giới hiện thật pháp bảo. Thế giới hiện thật, không tồn tại hơi thở mạnh mẽ như vậy đồ, vậy chỉ có thể là không vô thần khí. Nhưng, và Tam Hoàng Chí Bảo không cùng, Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay quyền trượng, cũng không có cường hãn đến làm người không cách nào chấp trường bước. Đó không phải là hoàn chỉnh không vô thần khí, mà là một khối mảnh vỡ. Vô số kỷ nguyên trước kia, có rất nhiều cổ xưa chủng tộc, chưa từng không lúc nào không bên trong trốn ra được, bọn họ lộ ra rất nhiều không không thời không pháp bảo, chính là trong truyền thuyết không vô thần khí. Ở mãi mãi năm tháng rội rửa, phần lớn không vô thần khí, đều đã hư hại. Theo Diệp thần biết, hoàn hảo không vô thần khí, cũng chỉ còn lại có Tam Hoàng Chí Bảo. Nhưng mà, Tam Hoàng Chí Bảo, quá mức cường hãn, hiện thế người trong, không cách nào chấp trường. Thích hợp nhất thế giới hiện thật võ giả, ngược lại là không lành lặn không vô thần khí, cũng chính là không không thần khí mảnh vỡ. Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay quyền trượng, chính là không vô thần khí mảnh vỡ biến thành. Lấy Vũ Hoàng Cổ Đế uy năng, hắn không thể chấp trường Tam Hoàng Chí Bảo, nhưng muốn trưởng ngự một khối mảnh vỡ, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, truyền thuyết kia trượng, ở trong tay hắn, kim quang tách thả ra, đỏ nghê lăn, khí tượng muôn vàn, hào hùng quân lâm oai, làm người ta nghẹt thở cùng kiềm chế. Vũ Hoàng Cổ Đế cười lạnh nói, Nhâm thiên nữ, không nghĩ tới sao, ta truyền thuyết trượng, đã tích đầy năng lượng, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Nhâm thiên nữ mồ hôi lạnh nhễ nhại, kéo Diệp thần lui về phía sau mấy bước, liền gương mặt cũng đổi được trắng bệch. Diệp thần cho tới bây giờ không gặp qua, nàng như vậy thất thố hình dáng. Nàng đang sợ hãi. Nhâm thiên nữ cũng đích xác đang sợ hãi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Vũ Hoàng Cổ Đế sẽ cầm ra truyền thuyết trượng. Vậy mà nói, không vô thần khí mảnh vỡ, quy luật hư hại, muốn sử dụng, cần thích góp năng lượng. Một khối thần khí mảnh vụn năng lượng tích tụ, thường thường cần mấy chục cái kỷ nguyên thời gian, mới khá tích lũy viên mãn. Nếu như có thể tính bất mãn, lợi hại hơn nữa thần khí mảnh vỡ, cũng chỉ là phế phẩm thôi, không thể phát huy chút nào uy lực. Nhâm thiên nữ đã sớm biết, truyền thuyết trượng ở Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay, nhưng nàng cũng không để bụng. Bởi vì, nàng kết luận Vũ Hoàng Cổ Đế, trong vòng thời gian ngắn, không thể nào tập đầy năng lượng, phát động truyền thuyết trượng. Nhưng giờ phút này, truyền thuyết trượng kim quang tách thả ra, năng lượng hiển nhiên đã đầy đến không thể lại đầy. Ngươi từ nơi nào thu thập năng lượng? Nhâm thiên nữ cảm thấy không tưởng tượng nổi, hỏi. Vũ Hoàng Cổ Đế cười hắc hắc, nói, đây là ta bí mật, cũng không thể nói cho ngươi, các ngươi hai cái, ai muốn chết trước, đứng ra. Hắn nắm quyền trượng, quan sát Diệp thần và Nhâm thiên nữ, thật giống như nhìn hai cổ thi thể. Đứa nhỏ, ngươi đi trước. Nhâm thiên nữ ánh mắt chuyển động, đột nhiên trở tay một trường, đánh vào Diệp thần trên ngực, lại giơ cao băng hoàng thiên kiếm, vũ dậy đầy trời băng tuyết, nghịch không hướng Vũ Hoàng Cổ Đế chém chết đi. Thiên nữ tiền bối. Diệp thần kinh hãi, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng nhu hòa, đem mình đẩy ra, muốn đẩy hồi phía dưới thế giới. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy Nhâm thiên nữ, rốt cuộc ra tay, không khỏi được vui vẻ cười to, nói.
Thiên nữ, ta chấp trưởng truyền thuyết trưởng, quân lâm thiên hạ, ngươi ở ta trong mắt, đã là con kiến hôi tồn tại, tội gì vùng vẫy. Vũ hoàng cổ đế nắm quyền trượng, nhẹ nhàng vung lên. Nhâm thiên nữ băng hoàng thiên kiếm giết tới, chém ở vũ hoàng cổ đế quyền trượng trên, phát ra đinh một tiếng vang, lại không thể dung chuyển quyền trượng chút nào, ngược lại mình đã bị một hồi cự lực phản chấn, khí lưu vặn cắt, trên cánh tay quần áo, suy một xuống bể tan tành, lộ ra cánh tay ngọc trắng nõn. Vũ hoàng cổ đế trong tiếng cười lớn, vung lên quyền trượng, liền đem nhâm thiên nữ đánh rơi xuống đất. Thiên nữ tiền bối. Diệp thần thấy nhâm thiên nữ chỉ là vừa đối mặt, liền bị đánh rơi, kinh hãi được tột đỉnh, lại là thật sâu cảm thấy, vũ hoàng cổ đế trong tay quyền trượng lợi hại, lại có thể đáng sợ đến tình cảnh này. Vũ hoàng cổ đế hừ một tiếng, quyền trượng lại vung lên, một cổ lực lượng bao lại Diệp thần. Diệp thần vừa muốn bị thiên nữ đưa đi, nhưng rất miễn cưỡng bị vũ hoàng cổ đế kéo trở về, ném trên mặt đất, và thiên nữ lăn với nhau. Thiên nữ tiền bối, ngươi thế nào? Diệp thần ôm lấy nhâm thiên nữ, chỉ cảm thấy thân thể nàng lạnh như băng lợi hại. Mới vừa vũ hoàng cổ đế một kích kia, đã để cho nàng bị trọng thương. Vũ hoàng cổ đế vui vẻ cười to, nói, nhâm thiên nữ, ta để cho các ngươi làm đối với khổ mệnh uyên ương, ta điều tra suy diễn qua ngàn vạn lần, đại khái tra được thiên quân phong thần bia, là bị các ngươi nhâm gia lão tổ trộm đi. Ngươi vậy lão tổ, thật đúng là hảo tâm cơ à, bề ngoài trang được trung thành cảnh cảnh. Một chút dấu vết đều không bại lộ, nào nghĩ tới sau lưng nhưng trộm đi thần của ta bia. Hôm nay nhà ngươi lão tổ đã chết, thiên quân phong thần bia rơi xuống, cái này thế gian, sợ rằng chỉ có ngươi biết được. Nói cho ta, thiên quân phong thần bia ở nơi nào, ta cho các ngươi một thống khoái. Ha ha, thậm chí, ở các ngươi trước khi chết, để cho các ngươi uyên ương sung sướng một tràng, vậy không hại đến đại thể. Nhâm thiên nữ khẽ cắn răng. Nói, đừng nói ta không biết đạo thiên quân phong thần bia rơi xuống, ta cho dù biết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Vũ hoàng cổ đế sắc mặt run lên, chợt lại là cười to, nói, được, rất tốt, vậy các ngươi có thể lãnh cái chết. Tiếng nói rơi xuống, vũ hoàng cổ đế huy động truyền thuyết trượng, một cổ màu vàng kim thần mang, từ trên trời hạ xuống, như ngày tận thế kiếm quang vậy, hướng nhâm thiên nữ và diệp thần đánh chết đi. Cái này đạo kim sắc thần mang phát ra sau đó. Truyền thuyết trượng trói lọi, chính là nhanh chóng ảm đạm xuống, trong phút chốc đổi được xem một chi gậy gỗ vậy, mất đi tất cả thần thái, hiển nhiên là đã tiêu hao hết năng lượng, lại lâm vào yên lặng. Mặc dù truyền thuyết trượng, năng lượng hao hết, nhưng vũ hoàng cổ đế vẫn là mặt đầy hân duyệt. Bởi vì, có thể giết chết nhâm thiên nữ và diệp thần, hết thảy bỏ ra đều là đáng. Màu vàng kia thần mang, lăng không đánh đánh tiếp, vô luận là diệp thần, vẫn là nhâm thiên nữ. Đều cảm thấy đại họa ập lên đầu, lập tức phải bị giết chết. Hứa nguyện tiên trì, sắc. Sống chết trước mắt, nhâm thiên nữ sử dụng hứa nguyện tiên trì, ngăn ở mình và diệp thần trên đỉnh đầu. Suy. Màu vàng kia thần mang, đánh chết xuống, bị hứa nguyện tiên trì ngăn trở. Nhưng, hứa nguyện tiên trì ao nước, ở suy suy vang dội, không ngừng bốc hơi, hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu. Diệp thần đánh hơi được hơi thở tử vong. Vội vàng thiêu đốt lên luân hồi máu tươi, nắm thiên nữ tay, đem tự thân năng lượng chuyển vận đi vào, duy trì hứa nguyện tiên chỉ phòng ngự. Phí công vùng vẫy, thì có ích lợi gì? Vũ hoàng cổ đế uyển chuyển than thở, tựa hồ cảm thấy rất là không thú vị cùng nhàm chán. Diệp thần và nhâm thiên nữ, cũng không nguyện bó tay chờ chết, gắt gao phòng ngự trước. Mộ chủ đại nhân, ta tới giúp ngươi. Hỗn độn đất đế đem tự thân linh khí. Toàn bộ dốc vào đến Diệp thần trên mình. Đến cuối cùng, hắn thậm chí hy sinh mình thần hồn, tất cả năng lượng cũng dâng hiến cho Diệp thần. Hỗn độn đất đế, bóng người như khói xương vậy, hoàn toàn tiêu tán đi. Nhưng, mặc dù có hỗn độn đất đế chống đỡ, cũng là như muối bỏ biển. Vũ hoàng cổ đế truyền thuyết trượng, lực sát thương đích thực quá đáng sợ, hứa nguyện tiên chỉ phòng ngự bị đột phá, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng lão, mượn ta lực lượng. Diệp thần nội tâm gầm hét lên, hướng hoang lão kêu gọi. Hoang lão nhưng đánh một cái ngáp, nói, vùng vẫy được chật vật như vậy làm gì, ngược lại không như nhận thua phục chết thôi. Hắn trong ánh mắt, tràn đầy mệt mỏi cùng ảm đạm, tựa hồ vậy đón nhận thất bại bị giết vận mệnh. Nếu như vũ hoàng cổ đế, không có truyền thuyết trượng mà nói, hoang lão có lẽ sẽ chống lại phản kích. Nhưng, truyền thuyết trượng, chính là không vô thần khí.
cho dù chỉ là mảnh vỡ, uy năng bộc phát ra, cũng không phải trong thế gian lực lượng có thể ngăn trở. Từ Vũ Hoàng cổ đế, vận dụng truyền thuyết trượng một khắc kia bắt đầu, bàn cờ này, hắn liền thắng chắc, thế gian không có bất kỳ vật gì, có thể phản kháng không không thần khí sát phạt. Rắc rắc sát. Ở Diệp Thần và Nhâm Thiên Nữ liều chết ngăn cản, mặt đất cũng rạn nứt, chung quanh hư không, xuất hiện từng cái kẽ hở. Suy rồi. Rốt cuộc, vậy một đạo kim sắc thần mang, chém ra Hứa Nguyện Tiên chỉ phòng ngự, nổ lên nước lũ, hung hăng đánh vào ở hai người trên người. Phốc xích. Phốc xích. Diệp Thần và Nhâm Thiên Nữ, song song hộc máu, thân thể dọc theo mặt đất kẽ hở, song song rơi xuống. Cái thế giới này, đã là thái thượng thế giới tầng dưới chót nhất, lại rơi xuống, đó chính là cổ xưa đi xa di tích tử địa, so hỗn độn còn muốn hoang vu. Vũ Hoàng cổ đế thấy hai người, lại có thể không phải là bị hiện trường giết chết, mà là đánh mất cái hở bên trong đi, nhất thời thật sâu bộ dạng sợ hãi, từ trên ghế đứng lên. Hồng Xuân Thu khom người chúc mừng nói, chúc mừng bệ hạ, rốt cuộc giết chết Nhâm Thiên Nữ và Luân Hồi Chi Chủ. Bót! Vũ Hoàng cổ đế trở tay quạt Hồng Xuân Thu một bạt tai, người sau gương mặt, nhất thời liền sưng lên. Người mù mắt sao, không thấy bọn họ rơi xuống. Vũ Hoàng cổ đế giận dữ. Hồng Xuân Thu hoảng hốt vội nói, bọn họ bị truyền thuyết trượng đánh trúng, chỉ sợ đã chết. Vũ Hoàng cổ đế cặp mắt giấy lên lửa giận, thật sâu cảm thấy bất an, nói, cho ta tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Vũ Hoàng cổ đế biết rõ Diệp Thần và Nhâm Thiên Nữ khí vận bàng bạc, cả người cái luân hồi huyết mạch, một cái khác có bữa quân phong thần bia che chở, chỉ cần để cho bọn họ có một chút xíu sức sống, đều có giết ngược có thể. Giờ phút này, truyền thuyết trượng đã hoàn toàn ảm đạm không sáng, lần sau muốn tích lũy đầy năng lượng, cũng không biết muốn đợi tới khi nào. Một khi thiên nữ không có chết, Vũ Hoàng cổ đế cũng không chắc chắn lại trấn áp nàng. Dạ, bệ hạ. Hồng Xuân Thu lật đật mang một nhóm cường giả, đi xuống tìm kiếm Diệp Thần và Nhâm Thiên Nữ tung tích. Lại nói Diệp Thần và Nhâm Thiên Nữ hai người, một đường đánh mất, không biết rất bao lâu, cũng chưa tới cuối, thật giống như ở trong vô tận vực sâu xa vào vậy. Diệp Thần khó khăn mở mắt ra, phát hiện chung quanh một phiến đen nhánh, không thấy được chút nào ánh sáng, mà hắn đang nắm Nhâm Thiên Nữ tay, bàn tay của đối phương, lạnh như băng đáng sợ. Diệp Thần không biết thiên nữ có còn hay không còn sống, dù sao hắn miễn cưỡng còn dư lại một hơi. Vốn là, ở Vũ Hoàng cổ đế quyền trượng dưới sự công kích, Diệp Thần là chết chắc, liền hoang lão cũng ôm phải chết ý niệm, thậm chí liền phản kháng cũng lười được phản kháng. Nhưng ở cuối cùng, Nhâm Thiên Nữ là Diệp Thần chặn lại phần lớn sát thương, Diệp Thần chỉ được một chút nhỏ xíu đánh vào. Mặc dù điểm này nhỏ xíu đánh vào, cũng thiếu chút nữa muốn Diệp Thần mệnh. Nhưng thật may hắn thân xác không xiềng đã chặt đứt, thể chất tăng lên gấp bội, cuối cùng là miễn cưỡng tùy tiện sống sót, chính là không biết thiên nữ tánh mạng như thế nào. Huyết Long, đi ra đi. Diệp Thần kêu gọi một tiếng, Huyết Long bay ra, một tiếng gầm thét, chở Diệp Thần và thiên nữ, bay xuống phía dưới. Cũng không biết bay bao lâu, Diệp Thần rốt cuộc nhìn thấy một điểm ánh sáng mông lung, xanh mưa lất phất, trong suốt như ngọc thạch. Nhìn xuống phía dưới. Là một cái thế giới lòng đất, khắp nơi đều là gầy trơ xương quái thạch, và sáng lên đá, cũng không gặp chút nào cỏ cây sinh linh dấu vết, vắng lặng lạ thường, giống như tử địa. Chủ nhân, người không có sao chứ? Huyết Long bay đến vậy thế giới lòng đất, vô cùng ân cần hỏi. Tạm thời còn chưa chết, người đi bên ngoài trông nom. Diệp Thần ôm trước thiên nữ, đi xuống, lại phân phó. Hắn sợ cái này thế giới lòng đất, sẽ có cái gì yêu ma hung thú. Hiện tại hắn trạng thái rất là không ổn, nếu như gặp phải tập kích thì phiền toái. Huyết Long liền bay đi ra bên ngoài, bảo vệ canh gác. Diệp Thần ôm trước thiên nữ, chỉ cảm thấy nàng thân thể lạnh như băng, hơi thở yếu ớt được lợi hại. Hắn nắm thiên nữ tay, bơm vào bát quái thiên đan thuật linh khí đi vào, nhưng không có một chút tác dụng. Vậy bát quái thiên đan thuật, chỉ có thể chữa trị chính hắn, thiên nữ thương thế nghiêm trọng như vậy. Nhưng thì không cách nào chữa trị. Thiên nữ hơi hí ra mắt, ho khan hai cái, rất là yếu ớt. Thiên nữ tiền bối, người tỉnh. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng đem nàng ôm lấy. Thiên nữ mềm mềm tựa vào Diệp Thần trong ngực, nói, đứa nhỏ, ta không nhanh được, trước khi chết, ta có một số việc muốn phân phó ngươi. Diệp Thần nói, không,
Thiên nữ tiền bối, ta sẽ cứu sống ngươi, ngươi không muốn lo lắng. Thiên nữ lắc đầu một cái, nói ta chống đỡ không được bao lâu, ngươi phải nhớ kỹ, sau khi đi ra ngoài, ngươi đi ngay nguyện vọng thần giáo, thừa kế ta đạo thống, ta ở thần giáo phía sau núi trong bảo khố, cất chứa rất nhiều thiên tài địa bảo, thần công bí tịch, mở bảo khố chú ngữ là. Nàng khó khăn chống đỡ tinh thần, muốn phân phó hậu sự, đem nguyện vọng thần giáo đạo thống, truyền thừa cho Diệp thần. Diệp thần hoảng hốt vội nói, thiên nữ tiền bối, ngươi ăn trước hạ viên đan dược này nói sau, ngươi biết không có chuyện gì. Diệp thần móc ra Nam Cung vui vẻ cho hắn vô lượng tiên đan, lấy ra nhét vào thiên nữ trong miệng. Vô lượng tiên đan vào miệng tan đi, thiên nữ hơi cảm thấy ngạc nhiên, nói, ngươi lại có loại linh đan này diệu dược. Vô lượng tiên đan, cực kỳ chân quý, vậy luyện chế được, dược liệu đều là lấy đột phá tu vi, củng cố đạo tâm, hoặc là độc dược giết người làm chủ, sẽ rất ít có chữa trị dùng. Nhưng Diệp thần viên này vô lượng tiên đan, vừa vặn chính là chữa trị dùng, chỉ cần người không chết, uống vào, là được hồi sinh. Thiên nữ ăn vào vô lượng tiên đan, nguyên bản hơi thở yếu ớt, lập tức phấn chấn rất nhiều, liền gò má vậy khôi phục một chút đỏ thắm. Diệp thần đại hỉ, ôm nàng bả vai, nói thiên nữ tiền bối, người hiện tại thế nào? Trong đầu nghĩ mình quả nhiên là có đại khí vận, mới vừa cùng Nam Cung vui vẻ đổi vô lượng tiên đan, giờ phút này liền phái lên công dụng. Nếu như không có vô lượng tiên đan mà nói, thiên nữ nhất định là phải chết. Thiên nữ còn dựa vào ở Diệp thần trong ngực, hơi khôi phục một chút hơi thở, nói ta gãy lìa tim, đã nối liền trở về, tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng thương thế vẫn là rất nặng. Diệp thần tâm niệm vừa động, phá vỡ ngón tay mình, đưa đến thiên nữ mép, nói thiên nữ tiền bối, ta luân hồi máu tươi, có lẽ có thể giúp ngươi khôi phục thương thế. Thiên nữ sửng sốt một chút, do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái, rồi sau đó chính là ngậm vào Diệp thần ngón tay, nhẹ nhàng mút vào, hút lấy Diệp thần luân hồi máu tươi. Ở luân hồi máu tươi bồi bổ hạ, thiên nữ hơi thở, quả nhiên rất nhanh khôi phục vững vàng, thương thế khôi phục thấy hiệu quả thật nhanh. Diệp thần thấy hữu dụng, trong lòng đại hỉ, nhìn bầu trời nữ trạng thái đã không còn đáng ngại, liền muốn đưa ngón tay rút trở về. Đừng động, không muốn rút ra. Thiên nữ nhưng nắm Diệp thần cánh tay, không để cho hắn đưa ngón tay rút ra. Diệp thần ngạc nhiên, nói tại sao? Thiên nữ nói, ta giúp qua ngươi như thế nhiều lần, bây giờ muốn ngươi một chút luân hồi tinh hoa, ngươi còn không muốn cho. Khoan hãy nói, luân hồi máu quả nhiên mạnh mẽ. Lại đối với ta loại cấp bậc này cường giả cũng có dùng. Diệp thần lúng túng xấu hổ nói thiên nữ tiền bối, người cứ việc hút lấy, ta chịu nổi. Liền tiếp tục đem ngón tay mình, cắm ở thiên nữ trong miệng. Thiên nữ một hồi ôn nhu mút vào, diệp thần xốp giòn tê dại à, cảm thấy mình máu, đều phải bị nàng ép khô. Người vậy không nên kêu ta tiền bối, sau này nếu không chê, liền kêu ta một tiếng tỉ tỉ. Thiên nữ một bên mút vào Diệp thần ngón tay, lúc này lại lộ vẻ được có chút quyến rũ cùng hoạt bát, như bé gái ở liếm kẹo que vậy, một bên lại nói. Thiên nữ tỉ tỉ. Diệp thần liền lập tức đổi lời nói, trước đây ở địa ngục giới, Huyễn Mị Hâm để cho hắn kêu tỉ tỉ, hắn là không hề không gọi, nhưng thiên nữ vừa mở miệng, tựa như thì có một cổ ma lực vậy, hắn tự nhiên làm theo liền đổi lời nói. Rất tốt. Thiên nữ rất là hài lòng, liền buông lỏng miệng. Diệp thần đưa ngón tay rút trở về, ngón tay đã là một phiến trắng bệch, khí huyết bị hút lấy được lợi hại, đầu đều có chút choáng váng. Đang chóng mặt lúc đó, Diệp thần cảm thấy hai phiến thật mỏng mềm mềm môi, bu lại, sau đó hôn lên mình. Diệp thần ngạc nhiên, hôn người hắn, dĩ nhiên là thiên nữ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thiên nữ lại đột nhiên hôn mình, trong hoảng loạn đem nàng đẩy ra, nhưng lại thật giống như đụng phải cái gì không được vị trí. Lúng túng hơn. Ho, thiên nữ tỷ tỷ, ngươi. Diệp thần kịch liệt thở một hơi, không thể tưởng tượng nổi nhìn nhâm thiên nữ. Nhâm thiên nữ cười nói, làm sao, không thích sao? Đứa nhỏ, đây coi như là cảm ơn ngươi đan dược và máu. Diệp thần chóng mặt đầu, thoáng chấn định lại, mới vừa thiên nữ thân hắn thời điểm, đưa cho hắn chuyển vận một hơi linh khí, để cho hắn khôi phục tinh thần, hẳn mục đích chủ yếu là cái này. Không. Nhưng, luôn cảm giác là lạ. Diệp thần có chút tay chân luống cuống, ở trên trời nữ trước mặt, hoàn toàn không có dĩ vãng ổn định. Nhâm thiên nữ che miệng cười duyên, lại gần hướng về phía Diệp thần nói,
nơi này lại không có người ngoài, chúng ta coi như làm sao ẩu tả, cũng sẽ không bị người nhìn gặp. Mới vừa thiếu chút nữa bị Vũ Hoàng Cổ Đế giết chết, ta tâm cảnh cũng là khai ngộ liền rất nhiều, đời người trên đời, kịp thời vui chơi, ngược lại cũng không muốn kiềm chế mình, nếu không đột nhiên chết, như thứ gì cũng chưa có thử qua, vậy thì thật là thiên đại oan khuất. Diệp Thần không lời chống đỡ, chỉ ngơ ngác nói, thiên nữ tiền bối. Nhâm thiên nữ gắt giọng, lại kêu ta tiền bối. Diệp Thần liền vội vàng sửa lời nói thiên nữ tỷ tỷ. Thiên nữ rất là hài lòng, nói, rất tốt. Dừng một chút, nàng lại có chút nghiêm túc nói, chúng ta nguyên khí còn không khôi phục, hôm nay phải mau sớm điều dưỡng. Vừa nói, nàng sử dụng hứa nguyện tiên trì. Vậy hứa nguyện tiên trì, gặp phải truyền thuyết trượng chém, linh khí đã thật to suy yếu, chỉ còn lại 2-3 thành. Cái này còn dư lại 2-3 thành linh khí, vậy đủ để cho Diệp Thần và thiên nữ, điều dưỡng khôi phục. Lập tức, thiên nữ không cố kỵ chút nào, đưa lưng về phía Diệp Thần, cởi ra liền quần áo, hết sức chân thành gặp nhau, bước vào hứa nguyện tiên trì bên trong, ngâm ở trong ao nước, cười hì hì hướng Diệp Thần móc một cái tay, nói. Đứa nhỏ, người cũng tới đi. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, hắn bàn thạch chi tâm, ở trên trời nữ trước mặt, lại là không có chút nào tác dụng vậy. Nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, động tác cử chỉ, cũng làm động tới Diệp Thần tim. Diệp Thần vậy đi vào hứa nguyện tiên trì bên trong, và thiên nữ chung nhau tắm ngâm, dựa vào hứa nguyện tiên trì linh khí, khôi phục tự thân nguyên khí. Thiên nữ thái độ, rõ ràng so với trước kia, mở ra rất nhiều, chút nào cũng không tránh kỵ, và Diệp Thần cùng nhau tắm. Hai người ngâm một ngày, nguyên khí cũng kém không nhiều khôi phục. Thiên nữ ngắm nhìn Diệp Thần, bỗng nhiên thật sâu thở dài nói, đứa nhỏ, ta đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc. Diệp Thần ngạc nhiên nói, đáng tiếc cái gì? Thiên nữ nói, đáng tiếc tương lai, ta cuối cùng là muốn đích thân giết ngươi. Diệp Thần trong lòng giật mình, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, lại là hiểu ra. Thiên nữ là đang nuôi heo, nàng kế hoạch, vốn chính là đào tạo Diệp Thần, cùng Diệp Thần lớn mạnh, nàng nhất kiếm nữa giết chết, chộp lấy lớn nhất luân hồi khí vận chỗ tốt. Hai người cuối cùng là kẻ địch, mà không phải là bằng hữu. Diệp Thần nghe được thiên nữ điểm phá một điểm này, sống lưng rợn cả tóc gáy. Thiên nữ bị sương mù bao gồm thân thể, bơi tới, từ từ đến gần Diệp Thần, đưa tay ra, vuốt ve mặt hắn gò má nói, ta thật là có điểm bỏ không được ngươi, đáng tiếc ta cuối cùng vẫn là phải giết ngươi. Diệp Thần nói, thiên nữ tỷ tỷ, chúng ta cuối cùng, thủy chung là muốn sống chết gặp nhau. Thiên nữ nói, đúng vậy, ta muốn phi thăng không không, chỉ có đạp ngươi hài cốt đi vào. Không không thời không quy luật, càng ngày càng hỗn loạn, muốn phi thăng, vậy so thời đại hồng hoang, khó khăn gấp trăm ngàn lần, ta muốn chứng đạo mà nói, phải giết chết ngươi, chiếm đoạt ngươi hết thảy, nếu không tuyệt không chứng đạo cơ hội. Diệp Thần nhếch mép, không lời chống đỡ. Thiên nữ bây giờ đủ loại cử động, như vậy thân mật, sau này nhưng muốn sống chết gặp nhau, Diệp Thần cũng không biết nói cái gì cho phải, cho dù lấy hắn đạo tâm bền bỉ. Vậy khó có thể tưởng tượng cuối cùng binh khí gặp nhau đáng sợ kết cục. Thiên nữ cười một tiếng, nhẹ nhàng ở Diệp Thần bên tai thở ra một hơi, nói, bất quá, hôm nay chúng ta, ngược lại là có thể không cần phải để ý đến tương lai sống chết, tận tình tiêu giao sung sướng chính là, đáng tiếc ta tu vi vượt qua ngươi quá nhiều, một khi tương hợp, ngươi luân hồi huyết mạch, ngay tức thì liền muốn bị ta ép khô, vậy một bước cuối cùng, nhưng là tuyệt đối không thể làm. Nàng lời nói được vô cùng thẳng thắn lộ liễu, một chút cũng không che giấu, có chút thương tiếc buông lỏng Diệp Thần, từ hứa nguyện tiên chỉ đi ra, tay một chiêu, băng tuyết khói mù vần quanh, hóa thành một bộ trắng như tuyết quần áo, bao trùm ở trên người nàng, che ở vậy tuyệt đẹp thân thể. Diệp Thần bừng tỉnh mất mát, suy nghĩ xuất thần. Thiên nữ quay đầu lại cười nói, đứng lên đi, cũng một ngày, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không tìm tới nơi này, xem ra chúng ta là hết rơi vào quay về Khư Tử Địa. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, vậy từ hứa nguyện tiên trì bên trong đi ra, mặc vào quần áo, nói, quay về Khư Tử Địa. Thiên nữ nhẹ nhàng ngừ một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, nói thái thượng thế giới, phân chia thiên thiên vạn vạn tầng, có ở đây không biết nhiều ít kỷ nguyên trước kia, có vô số tầng thế giới tan biến, xa vào ở rốt nát thời không bên trong, không ngừng chất đống, tạo thành tử địa, chính là trong truyền thuyết quay về Khư Tử Địa. Quay về Khư Tử Địa, tọa độ mờ ảo. Người ngoài không thể nào tìm được.
Diệp Thần nghe đến chỗ này, một hồi sợ hãi, nói, người ngoài không tìm được, chúng ta há chẳng phải là vậy không ra được. Thiên nữ cười một tiếng, nói, sợ cái gì, ta có hứa nguyện tiên trì, rất nhiều cái nguyện vọng liền có thể biết đường ra. Tay nàng một chiêu, hứa nguyện tiên trì bay trở về, co lại thành một giọt nước, trôi lơ lửng ở nàng đầu ngón tay. Nàng ngưng mắt nhìn một giọt nước, tựa như thấy được vô số nhân quả ảo diệu, khóe miệng chính là gợi lên nụ cười. Diệp Thần thấy thiên nữ mây thưa gió nhẹ hình dáng, cũng biết nàng có chắc chắn, trong lòng đại định. Nơi này là quay về Khư Tử Địa, cất giấu chút cổ xưa pháp bảo, thậm chí có thể có không vô thần khí mảnh vụn tồn tại, người đi theo ta. Thiên nữ hướng Diệp Thần ngoắc tay, dẫn đầu đi về trước phương chạy cướp đi. Diệp Thần triệu hồi huyết long, vội vàng đi theo thiên nữ đi lên. Thiên nữ nói, Vũ Hoàng cổ đế có không không thần khí mảnh vỡ, ta phải cũng phải có, nếu không thế lực không thăng bằng, ta sớm muộn phải bị hắn giết chết. Diệp Thần tâm niệm vừa động, lấy ra nhân hoàng thánh đao, giao cho thiên nữ, nói thiên nữ trước. Tỷ tỷ, thanh đao này, người xem có thể hay không rút ra. Thiên nữ nhìn một cái, liền lắc đầu một cái, nói, không cần thử, khẳng định không rút ra được, đây là hoàn chỉnh không vô thần khí, toàn bộ thế giới hiện thật, chỉ có người luân hồi huyết mạch, mới có một chút xíu cơ hội thúc giục, những người khác cũng không được. Ta yêu cầu, là không không thần khí mảnh vỡ. So với hoàn mỹ không sứt mẻ không vô thần khí mảnh vỡ, ngược lại thích hợp hơn thế giới hiện thật người, còn có chấp trưởng có thể. Diệp Thần hồi tưởng lại Vũ Hoàng cổ đế, truyền thuyết kia trượng đáng sợ, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, nói, không vô thần khí, đúng là đáng sợ, Vũ Hoàng cổ đế trong tay, chỉ là một khối mảnh vỡ, thiếu chút nữa giết chết chúng ta. Thiên nữ mỉm cười cười một tiếng, nói, hắn cũng chỉ có thể vận dụng một lần thôi, không vô thần khí mảnh vỡ, quy luật không hoàn toàn, mỗi lần sử dụng, đều cần thu thập đầy năng lượng, một lần thu thập, chính là ngàn vạn cổ thời gian, cực kỳ khó khăn. Ta không biết Vũ Hoàng cổ đế là làm sao tích đầy truyền thuyết trượng năng lượng, nhưng hắn đã dùng qua một lần, năng lượng hao hết, lần sau không thể nào lại dùng, hắn không có năng lực lại giết ta. Diệp Thần chấn động trong lòng, xem ra không vô thần khí mảnh vỡ, đơn giản là lá bài tẩy ở giữa lá bài tẩy, đại chiêu ở giữa đại chiêu, không động thì thôi, động một cái chính là kinh thiên liệt địa, giá phải trả bỏ ra cũng là to lớn. Này, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Vậy tìm được không không thần khí mảnh vụn, đứa nhỏ, người thật là ta ngôi sao may mắn à. Thiên nữ bỗng nhiên dừng lại ở bước chân, thanh âm nói chuyện bên trong tràn đầy vui vẻ. Diệp Thần sửng sốt một tí, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy phía trước, có một miếng sụp đổ môn hộ. Cánh cửa kia hộ, vô cùng là cổ xưa, lưu truyền một tầng màu xanh nhạt ánh sáng, môn hộ trên khắc đầy các loại huyền diệu thần văn ký hiệu. Tuy sụp đổ trên đất, tàn tạ không hoàn toàn. Nhưng Diệp Thần nhìn cánh cửa kia hộ thời điểm, nội tâm cũng là cảm thấy một hồi bình tĩnh, tâm cảnh rất là vui sướng, thật giống như thân ở đám mây vậy. Đó là cái gì? Diệp Thần có chút ngạc nhiên nói. Không vô thần khí, chúng diệu chi môn mảnh vỡ. Thiên nữ tiêm vung tay lên, vậy phiến sụp đổ môn hộ, lại lần nữa dựng lên, một hồi chấn động, đem bụi bẩm tích đất cũng đáng địch liền đi xuống. Chúng diệu chi môn. Diệp Thần càng cảm ngạc nhiên. Thiên nữ nhẹ giọng nói. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa sơ khai, nổi danh, vạn vật mẫu. Này hai người, cùng ra mà dị tên, cùng vị huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Nàng nhẹ giọng ngâm sướng, Diệp Thần nghe không hiểu lắm, nhưng trong lòng nhưng lại yên lặng, thật giống như có loại đại đạo hay ngộ. Thiên nữ nói tiếp, chúng diệu chi môn, chính là huyền diệu khó giải thích. Đại lộ ký thác chỗ, truyền thuyết xuyên qua chúng diệu chi môn, là có thể siêu thoát thực tế, bước vào không không lúc nào không, đạt được vĩnh hằng vượt qua. Thiên nữ bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới chúng diệu chi môn trước, nhẹ nhàng đem cửa hộ đẩy ra. Môn hộ đẩy ra sau đó, là một phiến không thể danh trạng, thần bí khó lường động thiên thế giới, tản ra thanh huyền khí tức cổ xưa. Diệp Thần một hồi khẩn trương, nói cái này thật có thể trực tiếp xuyên qua đi không không lúc nào không? Thiên nữ cười nói, chỉ là truyền thuyết phục, huống chi cái này chúng diệu chi môn, cũng chỉ là một khối mảnh vỡ, cũng không phải là nguyên vẹn, cũng không khả năng thật để cho người siêu thoát. Thiên nữ khẽ vuốt ve môn hộ, nói chúng ta vận khí cũng không tệ lắm, cái này chúng diệu chi môn,
còn dư lại một nửa năng lượng, đánh giết chưa đủ, nhưng phòng thủ dưỡng sinh dư sức có thừa, ta cùng ngươi si quấn một ngày, đạo tâm như có sở ngộ, nếu như bước vào chúng diệu chi môn, có lẽ có thể để cho ta đột phá. Diệp Thần nghe được nàng lời nói, gương mặt hơi đỏ lên, lại có chút lúng túng. Thiên nữ xì cười một tiếng, nói, làm sao, không thích ta sao? Diệp Thần vội nói, không, không có, chỉ là. Thiên nữ khẽ vuốt ve mặt hắn gò má, nói, không cần nhớ chuyện sau này, buông xuống chấp niệm, trực diện nội tâm, chỉ cần ngươi dưới mắt là vui sướng, vậy thì vậy là đủ rồi. Buông xuống chấp niệm, trực diện nội tâm. Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, đây chính là võ tổ và Hồng Quân, đặc biệt dạy bảo qua hắn, đột phá tim gông xiềng ảo diệu chỗ. Lúc này nghe được thiên nữ nói ra, Diệp Thần càng cảm thấy tâm cảnh sáng sủa, vậy theo bản năng nhích tới gần thiên nữ mấy phần. Thiên nữ bỗng nhiên có chút thay đổi, nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, nói, được rồi, ở chỗ này chờ ta đi vào bế quan. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, nói thiên nữ tỷ tỷ, ta thời gian không nhiều lắm, còn phải đi về Nhâm Phi Phàm tiền bối bên người, ta cùng hắn có trọng yếu ước định. Thiên nữ ai yêu một tiếng, giận trách, ngươi mới vừa cùng ta sống sót sau tai nạn, nhanh như vậy liền quên ta. Chỉ nhớ ngươi Nhâm Phi Phàm tiền bối. Diệp Thần cười khanh khách, trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Thiên nữ vừa cười một tiếng, nói thôi, ta sẽ không trì hoãn quá lâu, tối đa một ngày thời gian, ngươi chờ ta là được. Diệp Thần trong đầu nghĩ, chỉ là một ngày nói, vậy hẳn là tới kịp trở về gặp Nhâm Phi Phàm, liền nói, được, thiên nữ tỷ tỷ, ngươi mau sớm. Thiên nữ than thở một tiếng, nói, à, đứa nhỏ, xem ra ở ngươi trong lòng, vẫn là tiểu phàm phân lượng, quan trọng hơn một ít, tương lai ta cùng hắn thiên mệnh tranh, ngươi hơn phân nửa là giúp hắn không giúp ta. Diệp Thần yên lặng, cũng không trả lời. Thiên nữ biết Diệp Thần trong lòng, tất nhiên là lưỡng nan, mỉm cười nói, thôi, ta cũng không ép ngươi, chỉ mong ta tương lai nếu là thật bị tiểu phàm giết, ngươi có thể giúp ta nhặt xác. Diệp Thần nói, thiên nữ tỷ tỷ. Thiên nữ nhìn Diệp Thần, suy tính chốc lát, vẫn là đi tới nhẹ nhàng ôm Diệp Thần một tí, tựa hồ là loại nào đó nói tạm biệt, xoay người tiến vào chúng diệu chi môn. Phịch! Chúng diệu chi môn đóng lại, tất cả ánh sáng, đều là tiêu tán. Chung quanh rơi vào mờ tối, Diệp Thần cảm thấy không khí đều thay đổi. Trước đây thiên nữ một mực ở hắn bên người, hắn chóp mũi tới giữa, từ đầu đến cuối quanh quẩn đối phương đạm nhã mùi thơm. Lúc này thiên nữ tiến vào chúng diệu chi môn tu luyện, vậy đạm nhã thơm dịu vậy biến mất, để cho được hắn một hồi buồn bã. Diệp Thần tâm tình thật là có chút phức tạp, không biết tương lai phải như thế nào đối mặt thiên nữ, thật muốn sống chết gặp nhau, hắn cũng không biết phải như thế nào ra tay. Nhưng dừng một chút, Diệp Thần chính là lắc đầu một cái, thu liễm lại tạp niệm của nội tâm. Chuyện tương lai nói sau, hiện tại làm hết thảy, chỉ cần không thẹn với lương tâm. Không lưu tiếc nuối, như vậy là đủ rồi. Diệp Thần ở chúng diệu chi môn bên ngoài, yên lặng chờ. Thiên nữ vào đi tu luyện, là một chút hơi thở cũng không có tiết lộ ra ngoài, chúng diệu chi môn thủy chung là yên lặng, Diệp Thần là một chút tiếng thở cũng dò không nghe được. Rốt cuộc, một ngày sau. Vậy phiến cổ xưa yên lặng chúng diệu chi môn, dần dần tràn ra một món thanh quang, rồi sau đó, thanh quang càng ngày càng nồng đậm. Như trời thương huyền, có cực đạo hay uẩn tách thả ra. Rào rào. Cuối cùng, vậy chúng diệu chi môn, bỗng nhiên mở ra. Một đạo trong trẻo lạnh lùng lịch sự tao nhã bóng người, ở cửa thế giới hiện lên, ở ngàn vạn nặng thanh quang, ngàn vạn số tiền lớn quang, ngàn vạn nặng đỏ nghê vây quanh, từng bước một đi ra. Đó chính là Nhâm Thiên Nữ. Thời khắc này Nhâm Thiên Nữ, tu vi hơi thở bạo tăng, vượt xa trước kia. Bàng bạc đến không thể tưởng tượng nổi bước. Thiên nữ tỷ tỷ, Diệp Thần con ngươi có rúc lại, có thể rõ ràng cảm nhận được, Nhâm Thiên Nữ đã đột phá. Thời khắc này nàng, đã đứng ở đời này võ đạo nhất đỉnh cấp, vô lượng cảnh 9 tầng trời hàng ngũ. Quanh thân của nàng, băng hoàng vần quanh, hứa nguyện tiên chỉ ánh sáng rực rỡ lớn thả. Vốn là, hứa nguyện tiên chỉ bị truyền thuyết trượng chém, hơi thở đã thật to suy yếu. Nhưng giờ phút này, hứa nguyện tiên trì linh khí, đã hoàn toàn khôi phục. Thiên nữ đột phá, hơi thở vô lượng vô địch, vậy hứa nguyện tiên trì vậy hoàn toàn khôi phục. Oanh! Nàng đột phá khí tức cuồng bạo, thậm chí phóng lên cao, chọc thủng cái này phiến quay về khư tử địa,
nghiền nát hàng tỷ nặng không gian bình phong che chở, trực tiếp thông suốt thái thượng thế giới. Thái thượng thế giới ánh sáng, chiếu sáng đến cái này phiến quay về khư tử địa bên trong. Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, có thể thấy thái thượng thế giới mặt trời gay gắt, còn có một đạo đạo thân ảnh, trưng bày ở trên bầu trời cao bên trong, chính là Vũ Hoàng Cổ Đế các người. Vũ Hoàng Cổ Đế không có tìm được Diệp Thần và Thiên Nữ thi thể, liền vẫn không có rời đi, tìm kiếm khắp nơi. Giờ phút này, thấy Thiên Nữ đột phá khí tượng, phóng lên cao, vậy khí tượng bên trong, tiên quang kích động, băng hoàng lững lờ, đám người hay đạo uẩn giao hội, để cho được Vũ Hoàng Cổ Đế, Hồng Xuân Thu các người, đều là rơi vào to lớn rung động bên trong. Nhâm Thiên Nữ, người này lại có thể đột phá. Vũ Hoàng Cổ Đế cả người phát run, nắm truyền thuyết trượng bàn tay, vậy đang không ngừng run rẩy run. Vốn là, đời này bên trong, có thể bước vào vô lượng cảnh 9 tầng trời, chỉ có hắn một cái. Nhưng giờ khắc này, cái này võ đạo nhất đỉnh cấp cảnh giới, lại thêm một người. Đó chính là, Nhâm Thiên Nữ. Vũ Hoàng Cổ Đế tuyệt đối không nghĩ tới, Nhâm Thiên Nữ không có bị tự giết chết, ngược lại đột phá. Hồng Xuân Thu mồ hôi lạnh nhễ nhại, nói, bệ hạ, Thiên Nữ đột phá, như thế nào cho phải? Truyền thuyết trượng năng lượng đã tiêu hao hết. Nếu như Vũ Hoàng Cổ Đế còn có thể vận dụng truyền thuyết trượng, có lẽ có thể trấn áp Nhâm Thiên Nữ. Nhưng vấn đề là, truyền thuyết trượng cái loại này không vô thần khí mảnh vỡ, mỗi lần sử dụng, đều phải tích góp năng lượng. Hiện tại truyền thuyết trượng năng lượng đã hao hết, muốn lại dùng, trừ phi lại tích đầy năng lượng, nhưng đó là khó hơn lên trời sự việc. Được, rất tốt, Thiên Nữ, không nghĩ tới ngươi lại có thể đột phá. Thậm chí lấy được rồi chúng diệu chi môn. Ngươi Nhâm gia quả nhiên có bữa quân phong thần bia che chở, thân có đại khí vận à. Vũ Hoàng Cổ Đế ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, xuyên thấu trăm triệu vạn dặm không gian, có thể thấy Nhâm Thiên Nữ và Diệp Thần, đang sóng vai đứng chung một chỗ, bên người đứng sừng sững một tôn môn hộ, chính là chúng diệu chi môn. Hôm nay là ngươi thắng, nhưng ta vạn khư chấn giữ thiên giới, ngươi muốn nghịch phạt ta, còn xa xa không cái này tư cách. Chúng ta đi. Vũ Hoàng Cổ Đế gương mặt thần sắc không ngừng biến ảo, cuối cùng cũng không có lựa chọn tái chiến, mà là dẫn người rời đi. Hắn biết, coi như tái chiến, cũng không khả năng đè thêm chế Thiên Nữ, chỉ có thể là ngọc đá cùng vỡ kết quả, không có ý nghĩa. Thiên Nữ tỷ tỷ, Vũ Hoàng Cổ Đế đi. Diệp Thần thấy Vũ Hoàng Cổ Đế rời đi, trong lòng đại hỉ, sau đó cảm thấy một cái mềm hồ hồ thân thể xít tới gần, môi đỏ mọng nhẹ một chút. Thiên Nữ như hời hợt. Vũ cười quyến rũ nói, ngày hôm nay ta có thể đột phá, chuyển nguy thành an, có ngươi một phần công lao, đây coi như là thưởng ngươi. Diệp Thần lúc này đã không lại lúng túng, hoặc là bức xúc cái gì, hắn lựa chọn trực diện mình nội tâm, cho nên rất tự nhiên làm theo, ôm Thiên Nữ mềm mại eo, nói. Vậy ngươi báo đáp thế nào ta, có thể hay không đem băng hoàng thiên kiếm, cho ta mượn. Diệp Thần nhìn trời nữ bên hông băng hoàng thiên kiếm, nội tâm nhưng là nóng rực. Lần này nói đến khẩn yếu tránh sự, Thiên Nữ nhưng nghiêm túc, nhẹ nhàng đẩy ra hắn, nói ta nói qua, người muốn mượn kiếm, trừ phi trảm ra trăm đạo. Giọng mang một chút không cho phản bác uy nghiêm. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, hắn còn lấy vì mình và Thiên Nữ, quan hệ như thế thân mật, có thể là tùy ý là, xem ra vẫn là muốn được quá nhiều. Thiên Nữ có mình ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc, tuyệt không phải này sao nghe vậy, một khi liên quan đến trọng đại nhân quả. Thiết thân lợi ích, nàng sẽ không hùa theo Diệp Thần. Thấy Diệp Thần có chút mất mát hình dáng, Thiên Nữ mỉm cười cười một tiếng, nói, hiện tại ta cũng không thể mượn kiếm cho ngươi, nhưng có thể mang ngươi đi ta băng hoàng giới đạo tràng xem, ta hứa nguyện tiên chỉ đã khôi phục, ngươi cùng ta về nhà, chúng ta cùng nhau nữa ngâm tắm, sung sướng mấy ngày, vậy là có thể. Nàng nói chuyện rất là thẳng thắn, không có gì dè đặt cùng kín đáo, đặc biệt thẳng thừng biểu đạt ra mình ý. Chỉ muốn cùng Diệp Thần tiêu hồn sung sướng, mặc dù một bước cuối cùng không thể làm, nhưng có thể chung một chỗ gặp nhau, thật là thiên thượng nhân gian, không khỏi vô cùng vui. Diệp Thần nội tâm đại động, nhưng nhớ tới Nhâm Phi Phàm còn ở đợi hậu mình, liền lắc lắc đầu nói, lần sau đi, Nhâm tiền bối còn ở đợi ta muốn đi về trước, Thiên Nữ tỷ tỷ. Thiên Nữ gặp Diệp Thần từ đầu đến cuối nhớ không quên Nhâm Phi Phàm, trong lòng một hồi chướng ý, thở dài nói, được rồi. Lần sau gặp lại, các người chú ý Vũ Hoàng Cổ Đế, hắn sẽ không mặc cho tiểu phàm đột phá. Diệp Thần nói,
vậy ta cáo từ trước, nói xong liền xoay người rời đi. Diệp Thần rời đi Thái Thượng Thế Giới, trở lại Hắc Ám Cấm Hải, chỉ cảm thấy mình xem giống như nằm mơ, đi bộ đều là nhẹ bóng, rất không nỡ. Thiên nữ đổi được lái như vậy thả cùng nóng rực, thật là để cho Diệp Thần như mộng như ảo, như ở đám mây. Hoặc là nói, nàng vẫn luôn là lái như vậy thả, chỉ là đè nén mình. Cho đến giờ phút này, thiếu chút nữa bị Vũ Hoàng Cổ Đế giết chết, nàng mới rõ ràng sinh mạng chân lý, quyết định quý trọng trước mắt, cho nên lại nữa che giấu mình cảm tình. Diệp Thần trong lòng lại là vui mừng, vừa lo lắng, cái này chỉ sợ là một đoạn nghiệt duyên, sẽ không có kết quả tốt. Lắc đầu một cái, hắn tự nhiên cũng là tuân theo nội tâm lựa chọn, cũng không có lại lo lắng quá nhiều, không thẹn với lương tâm là được. Cùng lúc đó, Thái Thượng Thế Giới chóp đỉnh, Vũ Hoàng Thiên Giới bên trong. Vũ Hoàng Cổ Đế sát vũ mà về, toàn bộ Vạn Khư Thần Điện, bầu không khí đều là vô cùng kiềm chế. Thiên nữ đột phá đến vô lượng cảnh tầng thứ 9, cùng Vũ Hoàng Cổ Đế cùng nhau, chung nhau đứng ở thế giới hiện thật nhất đỉnh cấp, tin tức này, tự nhiên cũng là để cho được Vạn Khư Thần Điện, lòng người bàng hoàng. Tuy nói lấy Vạn Khư Thần Điện nội tình, hùng phách thiên giới, còn không có người nào có thể dung chuyển, chỉ theo trước thời gian đưa đẩy, tương lai ai thắng ai thua, còn rất khó nói. Vũ Hoàng Cổ Đế thật sâu cảm thấy uy hiếp, lo lắng trùng trùng. Trong đại điện, Hồng Xuân Thu chắp tay bẩm báo, bệ hạ, hạ giới tựa hồ có huyết nguyệt khí tượng truyền tới, Nhâm Phi Phàm tựa hồ cũng phải đột phá. Vũ Hoàng Cổ Đế lông mày nhướn lên, tức giận nói, Nhâm Thiên Nữ đã đột phá, nếu như Nhâm Phi Phàm lại đột phá, Nhâm gia muốn vô địch, ta còn như thế nào có thể trấn áp bọn họ. Hồng Xuân Thu yên lặng cúi đầu, không dám làm tiếng. Trong đại điện cái khác cao tầng các trưởng lão, cũng là cúi đầu, e sợ cho bị Vũ Hoàng Cổ Đế gọi tới, phái đi ra ngoài đối phó Nhâm Phi Phàm, vậy thì phiền toái. Nhâm Phi Phàm mũi nhọn, sát phạt vô địch, toàn trường tất cả trưởng lão, cũng là không dám nhìn thẳng, bao gồm Hồng Xuân Thu ở bên trong. Thôi, chỉ có để cho Thiên Lý ra tay, mới khá đem Nhâm Phi Phàm trấn áp. Vũ Hoàng Cổ Đế than thở một tiếng, rồi sau đó chính là truyền ra thiên giới ý chí, tuyên cho đòi Thiên Lý. Hồng Xuân Thu các người, biết mình không cần đi đối mặt Nhâm Phi Phàm, đều là thở phào nhẹ nhõm. Vũ Hoàng Cổ Đế phất tay một cái, đám người chính là lui xuống. Chỉ chốc lát sau, trong đại điện, nổi lên một đoàn quang. Vậy một đoàn quang, hoàn toàn là quy tắc cùng đạo pháp tụ hợp, thả ra hòa hợp minh mông hơi thở. Rồi sau đó, vậy đoàn quang không ngừng cô đọng, cuối cùng hóa thành một cái mày kiếm tinh mắt nam tử. Thiên Lý, thật lâu không gặp, người cũng có thể hiển hóa như vậy hình người. Vũ Hoàng Cổ Đế thấy Thiên Lý xuất hiện, thậm chí có thể để cho người cảm giác không hay, thanh âm khẽ hơi trầm xuống một cái. Hiển nhiên, Thiên Lý tu vi, cũng có đột phá. Ta hiểu vô vô thiên thư, đã lĩnh ngộ một chút không không bí ẩn, có chút đột phá. Thiên Lý tự đắc cười một tiếng, sau lưng có một quyển cổ thư lững lờ, chính là trong truyền thuyết vô vô thiên thư. Vô vô thiên thư, hàm chứa vô số kỷ nguyên, vô số tiên nhân, đối không không thời không chiết tư, có cực lớn ảo diệu chỗ. Lúc này Thiên Lý hiểu vô vô thiên thư, tu vi tiến nhiều, có thể hiển hóa thân thể con người, đây là Vũ Hoàng Cổ Đế không có nghĩ tới. Vũ Hoàng Cổ Đế tỉnh bơ, cười nói, rất tốt, hôm nay Nhâm Phi Phàm sắp quật khởi, ta xem chỉ có ngươi, mới khá ngăn trở hắn. Một khi Nhâm Phi Phàm đột phá, ngươi Thiên Lý vị, chỉ sợ lại cũng không giữ được. Thiên Lý cười nói, như Nhâm Phi Phàm quật khởi, ngươi cũng phải không ngủ yên giấc chứ. Vũ Hoàng Cổ Đế mỉm cười không nói, nói ta khó mà hạ xuống đi xuống, chỉ có dựa vào ngươi ra tay. Thiên Lý cười nói, ta cũng đang có ra tay giải quyết Nhâm Phi Phàm ý, mời ta mượn ngươi một cái thiên giới kiếm. Vũ Hoàng Cổ Đế nghe được Thiên Lý muốn mượn kiếm, ra mặt hơi co rúm. Cái gọi là thiên giới kiếm, liền là khí vận kiếm, do trời giới địa mạch gió thủy linh khí hội tụ mà thành, ngàn năm mới sản sinh ra một cái. Vậy thiên giới kiếm ra đời sau đó, Vũ Hoàng Cổ Đế liền đem trấn thủ bốn phương, củng cố thiên giới thế giới quy luật, như vậy thứ nhất, liền có thể để cho Vạn Khư Thần Điện, thiên thu vạn đại truyền thừa tiếp, khí vận vô địch, hùng phách thiên hạ. Thiên Lý thấy Vũ Hoàng Cổ Đế khổ sở hình dáng, nói, làm sao, không chịu mượn sao. Vũ Hoàng Cổ Đế hắc đích một tiếng cười, nói, chỉ cần ngươi có thể giết chết Nhâm Phi Phàm, mượn ngươi một thanh kiếm thì như thế nào.
Dứt lời, Vũ Hoàng Cổ Đế vung tay lên, Vạn Khư Thần Điện chỗ sâu, chính là có một thanh phi kiếm nổ bắn ra tới, rơi xuống Thiên Lý trong tay. Phi kiếm kia toàn thân sáng bóng, hội tụ hào hùng thiên giới ý chí, nguyện lực mênh mông, uy năng vô địch, là đại khí vận tượng trưng. Xem Thiên Lý, Nhâm Phi phàm loại cấp bậc này cao thủ, quyết định chiến đấu thắng bại, không chỉ là bề ngoài tu vi, khí vận vậy rất là mấu chốt. Thiên Lý lấy được thiên giới kiếm, khí vận tăng lên gấp bội, trong lòng đối với chiến đấu thắng bại, chính là nhiều một phần chắc chắn. Nhâm Phi phàm khí vận thông trời, tu vi vô địch, ta lần này đi xuống, vậy không chắc chắn có thể giết chết hắn, nhưng có nắm chắc đem hắn tổn thương nặng. Thiên Lý cũng không có đem lời nói đầy, đổ cầm thiên giới kiếm, hướng Vũ Hoàng Cổ Đế chắp tay một cái. Ta sẽ chặt xuống hắn một cánh tay, mang về gặp ngươi. Vũ Hoàng Cổ Đế vuốt râu cười nói, rất tốt. Hắn biết Nhâm Phi phàm thật khó giết chết, chỉ cần làm thương nặng đối phương, có thể gây tổn thương cho tổn đến đối phương căn cơ, hắn vậy vô cùng hài lòng. Lập tức, Thiên Lý liền tạm biệt Vũ Hoàng Cổ Đế, mang vô vô thiên thư cùng thiên giới kiếm, lướt đi hạ giới. Lúc này, Diệp Thần trở lại Bắc Mãng Tổ Địa, nhưng phát hiện Hạ Nhược Tuyết đã không có ở đây, chỉ có Thái Thượng Thế Giới truyền tới một đạo phù chiếu. Phù chiếu trên nói, Hạ Nhược Tuyết đã đi theo Cổ Thanh Hà, đi Tinh Nguyệt Thần Giáo, chuẩn bị thừa kế Thanh Nguyệt Nữ Đế Y Bát, chấp trưởng Tinh Nguyệt Giới Đạo Thống. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người, biết Hạ Nhược Tuyết thật đi Thái Thượng Thế Giới, tất nhiên kinh hãi. Nhược Tuyết, người thật là... Diệp Thần trong lòng lại là cảm kích, vừa áy náy. Hắn biết Hạ Nhược Tuyết hành động này, hoàn toàn là vì mình. Nếu như không phải là muốn bảo vệ mình, nàng cũng không khả năng một thân một mình, đáp ứng Tinh Nguyệt Thần Giáo yêu cầu. Phải biết, Tinh Nguyệt Thần Giáo bên kia, cũng không phải là gió êm sóng lặng, mà là dòng nước ngầm mãnh liệt. Hạ Nhược Tuyết thật đi qua, có thể hay không thuận lợi thừa kế Y Bát, bước lên vô cùng giáo chủ, đều là không biết số. Nhâm tiền bối đâu? Diệp Thần hướng Kỷ Tư Thanh các người hỏi, lần này đi Thái Thượng Thế Giới, hắn thu hoạch rất nhiều, mặc dù trước mắt vẫn là không có dò thám biết đến thiên bia rơi xuống, nhưng chỉ ít thuận lợi bắt được thiên huyết thần đan, hơn nữa còn có hai viên. Nhâm tiền bối còn đang bế quan, hơi thở chìm nổi không chừng, cũng không biết có thể hay không đột phá thành công. Kỷ Tư Thanh khá có chút lo âu nói. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, cũng biết đột phá khó khăn. Lật đật chạy đi Nhâm Phi phàm nơi bế quan. Phải biết, thiên nữ có thể đột phá thành công, là dựa vào chúng diệu chi môn. Nhâm Phi phàm muốn đột phá, phải cũng phải có chỗ ỷ lại. Thiên huyết thần đan, chính là thích hợp nhất phụ trợ đột phá đan dược. Diệp Thần đi tới nơi bế quan, liền nghe được núi sâu bên trong, truyền ra Nhâm Phi phàm thanh âm. Thằng nhóc, trở về được thật sớm, thiên huyết thần đan lấy được rồi sao? Nhâm tiền bối. Lấy được rồi. Diệp Thần lật đật đem vậy linh hộp móc ra, linh hộp mở ra, hai viên thiên huyết thần đan chứa ở bên trong. Rất tốt, so ta tưởng tượng muốn thuận lợi. Nhâm Phi phàm thanh âm thanh tĩnh lại, mang một chút vui vẻ. Diệp Thần cười khổ một tí, thật ra thì lần này đi Thái Thượng Thế Giới, không hề thuận lợi, cũng không nhẹ nhõm, hắn thiếu chút nữa đều chết hết. Bất quá, vì không quấy rầy Nhâm Phi phàm, hắn tự nhiên không có nói tỉ mỉ. Vù vù, một viên thiên huyết thần đan, tự động từ linh trong hộp bay ra, đi trong núi sâu bay đi. Nhâm Phi phàm chỉ cần một viên đan dược, một viên khác để lại cho Diệp Thần, tương lai trảm ra sử dụng. Có thiên huyết thần đan phụ trợ, ta đột phá tất sẽ thành công, ở ngày hôm nay trước mặt trời lặn, ta liền có thể xuất quan. Nhâm Phi phàm thanh âm nhàn nhạt nói. Diệp Thần đại hỉ, nhìn sắc trời một chút, lúc này mặt trời di chuyển về Tây. Đã là buổi chiều, khoảng cách mặt trời lặn, tối đa liền 4 tiếng. Nói cách khác, 4 tiếng sau đó, Nhâm Phi phàm liền có thể đột phá xuất quan. Nghĩ đến Nhâm Phi phàm, cũng có thể bước vào vô lượng cảnh nhất đỉnh cấp, Diệp Thần nội tâm chính là một vui mừng như điên, không biết vậy sẽ là như thế nào cảnh giới. Hắn liền ở nơi bế quan bên ngoài, yên lặng chờ. Đợi không 15 phút, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy dưới chân mặt đất, kịch liệt chấn động lên. Ngẩng đầu vừa thấy, bầu trời bên trong, khắp nơi toát ra một đoàn đoàn trắng xóa chói lọi. Mênh mông thiên lý quy luật, ở khắp nơi hỗn loạn, như có bữa cơn giận lửa, kịch liệt bùng nổ. Bầu trời bên trong, rất nhanh nổ lên sấm sét, bão tuyết, mưa xối xả, gió lớn,
hô hô vang dội, giống như ngày tận thế. Rào 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 rào. Mưa như chút nước mưa to, rơi vào Bắc Mãng tổ địa trên đảo. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người, đều là một hồi chấn động ngạc. Diệp Thần bắt được nguy hiểm, lập tức đem Huyết Long, Tiểu Hoàng, Dạ Vô Tấn, Vậy Triệu Hoán liền đi ra. Ở động trời mưa xối xả cùng trong gió tuyết, một đạo thân ảnh dần dần hiển hóa liền đi ra, cả người còn quấn ngàn vạn nặng tinh mang, huy hoàng như cổ xưa thần minh, sau lưng thiên thư lững lờ, trong tay nghiêng nắm một thanh kiếm. Thanh kiếm kia, lại là vâng chịu thiên giới ý chí, có bữa giới đại khí vận, mênh mông muôn vàn. Thiên lý. Diệp Thần thấy thân ảnh kia, nhất thời cả kinh thất sắc. Đó chính là thiên lý, hơn nữa đã có thể hiển hóa hình người. Nhâm Phi Phàm, đi ra đi, người ta tới giữa, cũng là thời điểm một phần cao thấp. Ta đây muốn xem, người cái này nhâm ra thiên mệnh, có thể hay không thay thế ta thiên lý vị trí. Thiên lý thanh âm vang vọng, xa xa truyền ra ngoài, để cho được Bắc Mãng tổ địa quy luật chấn động, rừng rậm tốc tốc rung, thiên sơn vạn hác tới giữa, cũng vang lên hồi âm. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người, nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực. Nhâm Phi Phàm cũng không trả lời, hắn hiển nhiên là thuộc về đột phá nguy cấp. Bảo vệ Nhâm tiền bối đột phá, kiên trì đến mặt trời lặn. Diệp Thần gầm thét một tiếng, nhanh chóng quyết đoán, phân phó. Dạ, chủ nhân. Tiểu Hoàng lập tức mở ra Bắc Mãng tổ địa bảo vệ đại trận, hình một vòng tròn vòng bảo vệ vậy trận pháp, đem toàn bộ tổ địa bảo vệ được. Trong Bắc Mãng tổ địa cao tầng trưởng lão, rất nhiều các cường giả, cũng là hiện thân đi ra. Thấy vậy trôi lơ lửng ở trên trời nam tử, tất cả người đều cảm ngưng trọng. Nam tử kia chính là trong truyền thuyết thiên lý, thời khắc này hắn, chấp trưởng thiên giới kiếm, lại có vô vô thiên thư vần quanh, khí tượng so trước kia bất cứ lúc nào, đều phải huy hoàng bàng bạc. Huyết Long, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Dạ Vô Tấn các người, cũng cảm nhận được thiên lý uy hiếp, rối rít thả ra tự thân linh khí, tăng cường bảo vệ trận pháp. Thiên lý nắm thiên kiếm, hung hăng một kiếm phách đánh tiếp. Vậy bảo vệ trận pháp không có động tính, nhưng rất nhiều duy trì trận pháp Bắc Mãng cường giả, nhưng là tại chỗ hộc máu, chán nản ngã xuống đất, hiển nhiên được phản chấn. Ha ha, các ngươi trận pháp này, phòng vệ ngược lại không tệ, nhưng ta muốn xem, các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Thiên lý khinh thường cười một tiếng, khua kiếm liền chém liên tục ra, từng đạo cuồng bạo kiếm khí, hung hăng chém ở đó bảo vệ đại trận bên trên. Bắc Mãng tổ địa bảo vệ đại trận. Cực kỳ cường hãn, thiên lý trong thời gian ngắn, cũng không thể đột phá. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt, chỉ cần đem duy trì trận pháp người, toàn bộ động chết, trận pháp kia tự nhiên không đánh tự thua. Nhâm Phi Phàm trước khi mặt trời lặn, đem sẽ xuất quan. Bây giờ cách mặt trời lặn, còn có 4 tiếng, thời gian vậy là đủ rồi. Thiên lý mang mỉm cười, từng kiếm một đánh xuống, mỗi một kiếm đều có ngàn vạn quân nặng nề, mỗi một kiếm rơi xuống. Cũng để cho được không thiếu Bắc Mãng cường giả hộc máu. Nhâm Phi Phàm, người còn không ra, chẳng lẽ muốn nhìn bọn họ, toàn bộ bị ta giết chết sao? Thiên lý lớn tiếng kêu lên, thanh âm chấn động vùng biển, kích thích ngàn tầng sóng lớn đợt sóng, sáng đẹp nguy nga. Mãn không thiên tai bão tuyết, lăn lăn sấm cuồng mưa, càng tôn lên hắn vô địch khí thế uy nghiêm. Trong phút chốc, liền Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh các người, đều có điểm để không chịu nổi, gương mặt trắng bệch. Diệp Thần khẽ cắn răng, thiên lý cường hãn, ngược lại là ra hắn ý liêu, chính diện đối kháng thuần túy tìm chết, chỉ có trì hoãn thời gian, tranh thủ được Nhâm Phi Phàm xuất quan, mới có một đường sinh cơ. Đấu chữ quyết, trận tự quyết, đấu đế thiên kiếm trận. Diệp Thần quát to một tiếng, Phạm Thiên Thần công bùng nổ, đấu chữ quyết và trận tự quyết đồng thời phát động, thậm chí rất nhiều thiên kiếm, toàn bộ bạo giết đi ra. Lấy luân hồi thiên kiếm là hạch tâm, 7 thanh thiên kiếm. Nhanh chóng hợp thành một cái đại trận, bao trùm ở Bắc Mãng tổ địa vốn là trên trận pháp, đấu khí chấn động, ngăn cản thiên lý đánh giết. Diệp Thần triệu hoán Huyết Long tới, Ngự Long bay lên trời, chấn giữ tại đại trận trung ương, Hồng Mông đại tinh không lại tách ra phát ra, gắt gao bảo vệ. Hắn không là chiến đấu, chỉ là thủ hộ, bảo vệ Nhâm Phi Phàm. Thiên lý nhìn trong trận pháp lòng Diệp Thần và Huyết Long, mí mắt kéo động, toát ra vẻ tức giận, nói. Chính là các ngươi, cướp đi bầu trời long hồn, các ngươi nuốt xuống long hồn, ngày hôm nay liền cho ta phun ra. Tiếng nói rơi xuống, thiên lý đột nhiên cầm kiếm, tự mình hướng Diệp Thần và Huyết Long lướt đi.
thiên giới kiếm cuồng bạo ý chí, kịch liệt bùng nổ, kiếm khí gào thét dưới, trong hư không thậm chí triển khai một phiến thiên giới thần thánh lãnh thổ quốc gia, khoáng đạt vô địch. Vậy hào hùng thiên giới lãnh thổ quốc gia, hòa lẫn ngập trời kiếm khí, rắc rắc sát bạo chém xuống, để cho được Diệp Thần bố trí trận pháp, cũng là tấc tấc nổ tung, căn bản không ngăn được. Người đồ sát thánh bôi, cho ta ngăn trở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần quát to một tiếng, trực tiếp thả ra người đồ sát thánh bôi. Chanh! Người đồ sát thánh bôi kịp thời xuất hiện, chặn lại thiên lý một kiếm. Lăn lăn máu tươi, từ màu vàng kim thánh bôi bên trong dòng nước chảy ra, mang mùi máu tanh nồng nặc cùng sát khí mùi vị. Diệp Thần thúc giục người đồ sát thánh bôi, không ngừng chèn ép thánh bôi linh khí, dùng để bổ sung trận pháp. Rào! Ở thánh bôi linh khí bổ sung một chút, Diệp Thần thiên kiếm đại trận, còn có Bác Mãng tổ địa trận pháp, đều là đổi được kiên cố đứng lên, vô địch. Chỉ là, thánh bôi ánh sáng, nhưng đang nhanh chóng ảm đạm. Diệp Thần đây là muốn hy sinh người đồ sát thánh bôi, cũng phải duy trì trận pháp vận chuyển. Thằng nhóc, ngươi! Thiên lý ở người đồ sát thánh bôi chấn động hạ, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Vì bảo vệ Nhâm Phi Phàm, đáng giá không? Thiên lý không tưởng tượng nổi, phải biết, người đồ sát thánh bôi vô cùng là chân quý, Diệp Thần hiện tại lại là muốn hy sinh thánh bôi, vậy phải bảo vệ Nhâm Phi Phàm. Đáng! Diệp Thần thanh âm vang vang có lực, chỉ cần có thể bảo vệ Nhâm Phi Phàm, chính là một người đồ sát thánh bôi, coi là cái gì? Nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ giây phút, hắn thậm chí liền mình đều có thể hy sinh. Rào, rào, rào. Ở người đồ sát thánh bôi linh khí bơm vào hạ, bảo vệ trận pháp ánh sáng, đổi được trước đó chưa từng có mênh mông. Thiên lý tạm thời tới giữa, hoàn toàn đột phá không đi vào. Lấy hắn thực lực, nếu như cứng rắn muốn đột phá, vậy là có thể, nhưng nhất định phải bỏ ra giá không nhỏ, một khi tự thân bị vết thương, đến cuối cùng lại đối mặt Nhâm Phi Phàm. Chỉ có một con đường chết. Được, rất tốt, ngươi chịu hy sinh, ta cũng chịu hy sinh, vô vô thiên thư, cho ta trấn áp. Thiên lý bỗng nhiên quát to một tiếng, sử dụng vô vô thiên thư. Vô vô thiên thư ông một tiếng, đi xuống phương bay đi, lại là trực tiếp đột phá Diệp Thần đám người trận pháp phòng vệ, đi Nhâm Phi Phàm nơi bế quan, bắn tới. Cái gì? Diệp Thần cả kinh thất sắc, lúc này nhưng là ra ý liêu. Vô vô thiên thư. Hàm chứa không không thời không quy luật, mà không không quy luật, quỷ dị nhất, có thể đột phá thực tế hết thảy bình phong che chở. Diệp Thần nơi bố trí trận pháp, chống đỡ được thiên lý, nhưng không ngăn được vô vô thiên thư. Ngay tức thì, vô vô thiên thư đã bay đến Nhâm Phi Phàm nơi bế quan, một tiếng nổ, nổ lên ngập trời đợt khí. Nhâm tiền bối. Diệp Thần lớn tiếng kêu lên, e sợ cho Nhâm Phi Phàm xảy ra chuyện. Nhâm Phi Phàm đang đột phá giây phút. Bị thiên lý như thế quấy dày, rất có thể sắp thành lại hỏng, thậm chí phải bị cắn trả, trực tiếp vẫn diệt. Ha ha ha! Thiên lý ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói có thể ngăn cản Nhâm Phi Phàm đột phá, ta coi như hy sinh vô vô thiên thư, vậy coi là không uổng công. Đáng chết! Diệp Thần thấy thiên lý như thế liều lĩnh hình dáng, nội tâm tức giận, thủ quyết một nặn, người đồ sát thánh bôi tất cả linh khí, toàn bộ thả ra ngoài, hội tụ đến bảy thanh thiên kiếm bên trong. Bảy thanh thiên kiếm liên hiệp, toát ra trước đó chưa từng có ngút trời mũi nhọn, mang lăn lăn sát khí, nối thành một đường, hung hăng hướng thiên lý chém ngược đi. Người đồ sát thánh bôi đã tiêu hao hết linh khí, kim quang tiêu tán, lần nữa biến thành một cái cốt chất ly, ly thân nghiêm trọng tan vỡ, che lấp một tầng mạng nhện vậy vết rách. Diệp Thần bảy kiếm đủ giết, đây là hàm chứa người đồ sát thánh bôi sát khí nhất kích, tức giận ngút trời, mũi nhọn cực kỳ ác liệt. Thiên lý thấy Diệp Thần như vậy công kích mãnh liệt, con người cũng là hơi co giúp một cái. Một kích này, chỉ sợ phần lớn thiên quân cường giả cũng không ngăn nổi. Mà Diệp Thần, chỉ có chạm ra cảnh thôi. Kiếm tốt khí, đáng tiếc ta là vô lượng chí tôn, ngươi còn không gây thương tổn được ta. Thiên lý lui về phía sau chạy đi, cả người linh khí tách thả ra, các loại thế giới quy luật hội tụ, hóa thành một mặt quang thuẫn, che trước mặt mình. Diệp Thần bảy kiếm bạo đi giết, chém ở quang trên lá chắn, nhưng không cách nào đem quang thuẫn chảm phá, bảy kiếm tan rã tản mát. Cảnh giới chênh lệch quá xa, thiên lý tu vi, là vô lượng cảnh. Diệp Thần chỉ có chảm ra cảnh, cho dù hao hết thánh bôi linh khí, cũng không cách nào thương tổn đến đối phương.
Diệp Thần cái này một tí, là thật sâu cảm thấy cảnh giới chênh lệch. Ở tuyệt đối cảnh giới chênh lệch trước mặt, mạnh đi nữa binh khí pháp bảo, thần thông thuật pháp, đều là vô dụng, trừ phi không vô thần khí. Nhưng hết lần này tới lần khác, không vô thần khí, cũng không phải là thế giới hiện thật người, có thể chấp trường. Thôi, ngày hôm nay liền cho các ngươi một thống khoái. Thiên Lý ánh mắt chuyển động, gặp Diệp Thần bảy kiếm đủ giết, đã tiêu hao hết thánh bôi linh khí, để cho được vậy bảo vệ đại trận, phòng vệ cũng lại yếu đuối rất nhiều. Mà Nhâm Phi Phàm nơi bế quan bên kia, vậy không một tiếng động, muốn đến Nhâm Phi Phàm bị quấy dày, đột phá thất bại, hơn phân nửa vậy bị thương nặng. Thiên Lý nội tâm vui sướng, liền vung ra một kiếm, muốn chém phá đại trận phòng vệ, đem Diệp Thần các người toàn bộ giết chết. Kiếm khí cuốn lên mưa gió, bão tuyết lăn lăn, thanh thế thật lớn. Mắt xem Thiên Lý một kiếm, thì phải chém xuống, nhưng vào lúc này, một cái khớp xương rõ ràng, thon dài có lực bàn tay, nhẹ nhàng nắm hắn tay, đem hắn kiếm khí ngừng. Nháo đủ rồi sao? Một đạo lãnh khốc thanh âm rét lạnh, ở Thiên Lý bên người vang lên. Thiên Lý hù được hồn phi phách tán, nghiêng đầu vừa thấy, chỉ gặp Nhâm Phi Phàm không biết lúc nào, xuất hiện hắn bên người, còn bắt được hắn tay, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Nhâm Phi Phàm chung quanh khí lưu tách thả ra, để cho được đầy trời mây đen mưa xối xả, đầy trời sấm bão tuyết, toàn bộ tiêu tán. Bầu trời lần nữa khôi phục trong suốt, ánh mặt trời chiếu rọi liền xuống. Lúc này mặt trời còn không xuống núi, nhưng Nhâm Phi Phàm đã kết thúc bế quan, trước thời hạn hạ xuống. Ở Nhâm Phi Phàm sau lưng, có một quyển cổ xưa sách, ở chìm nổi toát ra ánh sáng. Đó chính là Vô Vô Thiên Thư. Nhâm Phi Phàm, ngươi, Thiên Lý không tưởng tượng nổi, ánh mắt gắt gao trợn to. Đa tạ ngươi Vô Vô Thiên Thư, để cho ta trước thời hạn đột phá. Nhâm Phi Phàm khóe miệng vuốt một chút lãnh khốc nụ cười. Diệp Thần thấy vậy, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ. Thiên Lý cái này một tí, thật là tự làm tự chịu. Hắn muốn dùng Vô Vô Thiên Thư, ngăn cản Nhâm Phi Phàm đột phá, nào nghĩ tới Vô Vô Thiên Thư, nhưng trợ lực Nhâm Phi Phàm, để cho hắn trước thời hạn đột phá. Oanh! Nhâm Phi Phàm trên thân thể, nổ lên kinh người đợt khí. Đó là vô lượng cảnh 9 tầng trời, hiện thế võ đạo tột cùng nhất hơi thở. Giờ khắc này Nhâm Phi Phàm, quả nhiên là thuận lợi đột phá, đạt tới nhất đỉnh cao cảnh giới, và Vũ Hoàng Cổ Đế, Nhâm Thiên Nữ, đứng ở thống nhất cái tình cảnh. Không thể nào, ngươi lại thật đột phá. Thiên Lý rợn cả tóc gáy, từng cơn kinh hoàng. Vô lượng cảnh tầng 8 trời, và 9 tầng trời tới giữa, là khác biệt một trời, chênh lệch cực lớn. Chỉ có 9 tầng trời, mới thật sự là võ đạo đỉnh cấp, ngạo thị vạn cổ. Nhâm Phi Phàm cái này một tí, chính là bước chân vào ngạo thị vạn cổ đỉnh cấp cảnh giới. Đáng chết! Thiên Lý rất chấn động, vội vàng rút người ra lui về phía sau, trở tay một kiếm ném hướng Nhâm Phi Phàm. Đi sao? Nhâm Phi Phàm cong ngón tay bắn ra, ngày trước giới kiếm, chỉ nhất kích, liền bị đánh được nghiền, thiên giới ý chí cũng không che giấu được hắn trói lọi. Nhâm Phi Phàm ngoắc tay, thiên địa linh khí đúc thành kiếm, phá không chém chết hướng Thiên Lý. Một kiếm này mũi nhọn, là bén nhọn như vậy, thật là đủ để phá giết hoàn vũ vạn giới, kiếm khí biến dạng hư không, phát ra nhọn âm bạo thanh. Diệp Thần rung động không dứt, Nhâm Phi Phàm đột phá, thần uy ác liệt, cũng không biết so với trước kia cường hãn nhiều ít. Thiên Lý chết chắc, hắn không thể nào ngăn trở Nhâm Phi Phàm một kiếm. Diệp Thần nghĩ như vậy. Nhưng vừa lúc đó, một cái trắng bệch bóng tối bàn tay, xé trời mở ra, đang đích một tiếng, đẩy ra Nhâm Phi Phàm một kiếm kia. Cựu Nhật Chi Chủ khẽ gật đầu nói, ừ, chúng sanh giới thần vũ trụ, chính là kêu chân lý Phật Tổ, thần thông quảng đại, là bạn của ta. Chúng sanh giới, và địa ngục giới như nhau, đều là luân hồi sáu giới một trong, là cái gọi là trí cao ý chí, vì mai táng luân hồi mà sáng lập. Diệp Thần cả kinh nói như vậy. Vậy chân lý Phật Tổ, há chẳng phải là cũng muốn giết ta? Cựu Nhật Chi Chủ lắc lắc đầu nói, sẽ không, chân lý Phật Tổ chỉ theo đuổi chân lý, hắn cho rằng cái gọi là trí cao ý chí, chẳng qua là một cái người ăn trộm, ăn cắp không không thời không quy luật năng lượng thôi. Không không lúc nào không, căn bản không tồn tại cái gọi là ý chí, vậy trí cao ý chí rất có thể, chính là một tên trộm mà thôi. Diệp Thần nhớ lại Hoang Lão danh hiệu, chính là để cho trộm Thiên Lão Tổ. Liền nói, thiết câu người giết, thiết quốc người hầu,
có thể ăn cắp không không người, có thể nói nghịch thiên, cũng không thể kêu ăn trộm. Cựu Nhật chi chủ nói, ngươi nói cũng phải, nhưng tóm lại, vậy chí cao ý chí muốn giết ngươi, chân lý Phật tổ lại không ý định này, ngươi có thể yên tâm. Thậm chí, hắn ngược lại đứng ở luân hồi trận doanh bên này, cũng muốn để cho không không lúc nào không, thành lập được luân hồi trật tự, thoát khỏi hư không mờ mịt, hỗn loạn không chịu nổi vận mệnh. Diệp Thần nghe đến chỗ này, trong lòng đại định. Xem ra ở không không lúc nào không bên trong, cũng không tồn tại cái gọi là chí cao ý chí. Không không lúc nào không, sẽ không kháng cự người bất kỳ. Cựu Nhật chi chủ nhìn Già Thiên Ma Đế một mắt, nói tiếp, luân hồi chi chủ, nếu như ngươi chẳng muốn để cho hắn chết, có thể đi một chuyến chúng sanh giới, tìm được ban đầu cái đó em bé. Trên người hắn mang theo ta sư đệ thiện niệm, có thể ung dung hóa giải được trong cơ thể hắn hồn trùng. Diệp Thần và Ma Đế nghe được có biện pháp, nhất thời ánh mắt sáng lên. Diệp Thần nói, thật không? Cựu Nhật chi chủ nói, tự nhiên coi là thật, ta cũng không cần phải lừa gạt ngươi. Dừng một chút, hắn lại nói, chỉ là, vậy em bé đã lớn lên người lớn, nếu như bị hắn biết, hắn chính là ta sư đệ một cái phân thân, hắn khẳng định sẽ không để ý hết thảy, trở lại ta sư đệ bên người. Đến lúc đó, ta sư đệ có mới đổ đựng, rất có thể sẽ nghịch thiên quật khởi, đem các ngươi toàn bộ giết chết. Nghe vậy, Diệp Thần có chút ra đầu tê dại. Đúng là, vậy em bé chính là vô thiên thiện niệm phân thân, tương đương với vô thiên thiện một mặt, là một cái đặc biệt hoàn mỹ đồ đựng, so với Già Thiên Ma Đế còn hoàn mỹ hơn. Một khi ma tổ vô thiên, thành công dung hợp, vậy khẳng định là hiếu thắng thế quật khởi, lại cũng không người có thể ngăn được hắn. Nhưng, nghĩ đến vậy em bé là thiện niệm hóa thân, Diệp Thần lại có chút may mắn, nói, ma tổ vô thiên nếu như dung hợp, thiện ác giao hội, va chạm đánh vào, hắn chưa chắc có thể chịu được. Cựu Nhật chi chủ gật gật đầu nói, ta sư đệ chính là có cái này lo âu, cho nên mới không có hành động, nhưng ta muốn hắn là quá lo lắng, vậy em bé nếu là thiện niệm hóa thân, làm sao sẽ ngược lại tổn thương hắn. Chỉ cần vậy em bé trở lại hắn bên người, hắn nhất định có thể hoàn mỹ dung hợp. Diệp Thần nghe đến chỗ này, vậy cảm thấy nguy hiểm cùng khó giải quyết, nhìn về Nhâm Phi Phàm nói. Nhâm tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? Nhâm Phi Phàm khoanh tay, bình tĩnh nói, chính ngươi quyết đoán, không cần hỏi ta, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, đại trượng phu làm việc, không thẹn lương tâm, ngươi sau này không nên hối hận là được. Diệp Thần gật đầu một cái, nội tâm nhất thời kiên quyết định, hướng Cựu Nhật chi chủ nói, tiền bối, ta muốn đi chúng sanh giới một chuyến, tìm được ban đầu cái đó em bé, cứu vãn Ma Đế, xin ngươi hãy chỉ dẫn. Ma Đế hồn trùng, thực cây đã đặc biệt sâu, hắn thậm chí không cách nào hoàn toàn khống chế mình ý thức. Diệp Thần biết, sự việc đã đến vô cùng nguy hiểm bước, phải mau sớm giải quyết Ma Đế hồn trùng vấn đề. Nếu như tìm được ban đầu cái đó em bé, sự việc là được giải quyết dễ dàng. Mặc dù làm như vậy kết quả, rất có thể sẽ để cho ma tổ vô thiên, đạt được một cái hoàn mỹ hơn đồ đựng, nhưng Diệp Thần không sợ, cũng không hối. Hắn chỉ biết là, nếu như bây giờ nhìn Ma Đế bị giết chết, hắn khẳng định sẽ hối hận. Cựu Nhật chi chủ nhưng lắc lắc đầu nói, ngươi kêu ta chỉ dẫn, đây có thể khó làm. Ta đưa đi vậy em bé, cũng không biết là nhiều ít 10.000 năm trước chuyện, thời gian trôi qua lâu như vậy, cuộc bể dâu biến hóa, vậy chúng sanh giới tọa độ, rốt cuộc ở nơi nào, ta đều không thể xác định. Hơn nữa đi đến chúng sanh giới sau đó, ngươi muốn gặp chân lý Phật tổ, cũng là khó hơn lên trời sự việc. Ta vốn là gìn giữ có tín vật, có thể để cho ngươi ung dung thấy chân lý Phật tổ. Nhưng tiếc là năm đó ta cùng Vạn Khư tranh đấu, quá mức kịch liệt, tin kia vật vậy hủy ở chiến hỏa bên trong. Diệp Thần ngạc nhiên, nói tiền bối, ngươi đây không phải là đùa giỡn hay sao? Nói như thế nhiều, ngươi liền chúng sanh giới tọa độ, đều không thể xác định, ta làm sao đi tìm người? Cựu Nhật chi chủ nói, đây chính là ngươi vấn đề, đầu mối ta đã cho ngươi, tiếp theo thì phải dựa vào chính ngươi, ta tin tưởng ngươi năng lực. Nói xong. Cựu Nhật chi chủ liền lại nữa quản Diệp Thần, tự mình trở lại thiên kiếm bên trong, lại ngủ say đi xuống. Diệp Thần khóe miệng hơi co quắp, nhìn về phía Nhâm Phi Phàm nói, Nhâm tiền bối, người biết chúng sanh giới tọa độ sao? Nhâm Phi Phàm thật sâu cau mày, nói, luân hồi sáu giới, tọa độ thời thời khắc khắc thay đổi, ta trước kia biết, nhưng không có đặc biệt lưu ý, hiện tại vậy mơ hồ không rõ. Luân hồi sáu giới, đều là nhảy ra thế giới hiện thật tồn tại. Vô cùng thần bí.
vậy chúng sanh giới, cũng cùng địa ngục giới như nhau, tọa độ thường xuyên thay đổi, nếu như không phải là tận lực chú ý, chớp mắt một cái liền mất đi mục tiêu, mờ ảo không thể tìm. Nhâm Phi Phàm kiến thức rộng, du lịch rộng lớn, hắn năm đó vậy từng đặt chân qua chúng sanh giới, nhưng cũng không biết vô thiên thiện niệm phân thân bí mật, cho nên không có đặc biệt lưu ý, bây giờ là hoàn toàn mất đi tọa độ. Dừng một chút, Nhâm Phi Phàm lại nói, cho ta 3 ngày thời gian, ta giúp ngươi điều tra vậy chúng sanh giới tọa độ. Diệp Thần đại hỉ, nói, đa tạ. Nhâm Phi Phàm mừ một tiếng, trên dưới quan sát Diệp Thần, nói, ngươi còn có thể tiếp tục trảm ra sao? Diệp Thần cẩn thận cảm ứng mình một chút thân thể, trước mắt hắn trảm ra số lượng, đã có 90 đạo, còn thiếu xương cổ 6 tiết gông xiềng, đầu lâu gông xiềng, cặp mắt gông xiềng, tim gông xiềng không có chặt đứt. Những thứ này gông xiềng, mỗi một đạo đều là vô cùng vững chắc, muốn chặt đứt, dựa hết vào tự thân linh khí, xa xa không đủ, nhất định phải ngoại giới năng lượng phụ trợ bổ sung. Diệp Thần chính là lắc đầu một cái, nói, không được, trảm ra 90 đạo, đã là ta trước mắt cực hạn, vì thế, ta thậm chí hy sinh nguyện vọng thiên tinh. Diệp Thần có chút đau lòng sử dụng nguyện vọng thiên tinh, lúc này viên tinh cầu này, đã hoàn toàn khô héo ảm đạm, đã tiêu hao hết tất cả linh khí. Vậy nguyện vọng thiên tinh linh khí, toàn bộ bị Diệp Thần rút ra trảm ra, nếu như không phải là có nguyện vọng thiên tinh phụ trợ, hắn xương cổ gông xiềng, có thể liền một đoạn cũng chém không ngừng. Nhâm Phi Phàm vậy nhìn thấu Diệp Thần khó xử, nếu như hiện tại Diệp Thần còn muốn tiếp tục trảm ra mà nói, có thể thì phải hy sinh Hoàng Tuyền Đồ, 8 đại thiên kiếm, luân hồi huyền bi vân. Vân hạch tâm bảo bối, đây là không có thể tiếp nhận. Lập tức hắn liền nói. Thôi. Ngươi không nên miễn cưỡng mình, chờ ta tra rõ chúng sanh giới tọa độ. Ngươi thân cái đại khí vận, nếu như có thể bước vào chúng sanh giới, nhất định có kỳ ngộ, đến lúc đó, ngươi liền có thể lại đột phá trảm ra. Diệp Thần vui vẻ nói, đa tạ Nhâm tiền bối thông cảm. Hắn sợ nhất Nhâm Phi Phàm cưỡng bách mình trảm ra, vậy rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Hôm nay hắn trảm ra số lượng, đã có 90 đạo, lại trảm ra mà nói, không cần phải đặc biệt sân phụ trợ. Chỉ phải có đầy đủ linh khí là được. Nói cách khác, coi như không có ở đây cấm thiên khu, không có ở đây trảm ra võ trường, Diệp Thần ở tùy ý địa phương, đều có thể lại tiến hành trảm ra. Thỏa thuận xong, Nhâm Phi Phàm chính là rời đi cấm thiên khu, đi bí mật điều tra chúng sanh giới tọa độ. Diệp Thần và Ma Đế, ở lại cấm thiên thành bên trong, ở tạm ở thần nữ Mộc Âm Hy trong phủ, chờ đợi Nhâm Phi Phàm tin tức. 3 ngày thời gian, vội vã mà qua. Nhâm Phi Phàm đúng hẹn trở về. Diệp Thần đang cùng Ma Đế, Mộc Âm Hy, Thiện Nhu các người, ở thần nữ phủ đệ trong hậu viện, tỉ thí với nhau kiểm chứng võ nghệ, thấy Nhâm Phi Phàm trở về, nhất thời đại hỉ, tiến lên nghênh đón nói. Nhâm tiền bối, người trở về. Nhâm Phi Phàm mừ một tiếng, gương mặt hơi ngưng trọng. Diệp Thần có chút bất an, hỏi, chúng sanh giới tọa độ, tra được chưa? Nhâm Phi Phàm thở dài nói, ta không tra được. Nhưng thiên nữ tra được, chỉ là nàng không chịu nói cho ta. Diệp Thần sửng sốt một chút, hồi tưởng lại cùng thiên nữ từng ly từng tí, đối phương nhiệt độ cơ thể cùng thể thơm, tựa như lại đang chóp mũi quanh quẩn, không khỏi được tâm thần nóng ran, nói, trời. Thiên nữ tỷ, thiên nữ tiền bối không chịu nói sao. Nhâm Phi Phàm hơi có chút cổ quái nhìn Diệp Thần, nói thiên nữ nói, ngươi như muốn biết chúng sanh giới vị trí, liền tự mình đi băng hoàng giới gặp nàng. Nàng nói nàng muốn gặp ngươi. Băng hoàng giới, chính là thiên nữ thống quản thế giới, nguyện vọng thần giáo đạo tràng chỗ. Nhâm Phi Phàm lời nói này rơi xuống, Ma Đế, Thiện Nhu, Mộc Âm Hy, đều là ngạc nhiên, sau đó lại lộ ra một mặt xem kịch vui bát quái diễn cảm, nhìn Diệp Thần. Diệp Thần đỏ mặt lên, không biết làm sao. Nhâm Phi Phàm nói, địa ngục giới có một cái xanh đậm đường, có thể thông đi thái thượng thế giới, người muốn không muốn đi. Ta để cho thiên nữ đi ra đón ngươi, ngươi gặp nàng một mặt là được. Diệp Thần khoát tay lia lịa, khô nóng bất an nói, tiền bối, chớ có nói đùa, thiên nữ lời này, chẳng lẽ là ở tiêu khiển ta? Nhâm Phi Phàm cười nói, nàng không phải tiêu khiển ngươi, nàng là thật tâm thích ngươi, ngươi chìa tay ra. Diệp Thần nói, cái gì? Nhâm Phi Phàm nói, đưa tay, tay trái. Diệp Thần ga một tiếng, liền đưa tay trái ra bàn tay. Nhâm Phi Phàm cong ngón tay bắn ra, một đạo băng tuyết vậy linh quang bắn ra, quấn quanh ở Diệp Thần ngón trỏ trái trên. Nguyên lai là một cái cọng tóc.
Diệp Thần kinh ngạc nói, đây là cái gì? Nhâm Phi Phàm nói, thiên nữ tơ tình. Nàng nói, điều này tơ tình, mới có thể bảo vệ được ngươi. Nàng nói cái này thế gian, trừ nàng ra, không người có thể giết ngươi. Nàng nói nàng đối ngươi tình dễ sâu trồng, ngươi chính là nàng tâm ma. Nàng tương lai sẽ có một ngày, tự tay chặt đứt điều này tơ tình. Làm điều này tơ tình bị chém đứt ngày, cũng chính là ngươi ngày rỗ. Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, nhìn quấn quanh ở trên đầu ngón tay sợi tóc, có thể cảm thấy thiên nữ khắc cốt nhu tình, khắc cốt quyến luyến, còn có vô biên che chở cùng chúc phúc. Có điều này tơ tình bảo vệ, vậy cường giả muốn tổn thương hắn, thật là khó hơn lên trời. Ma đế, Mộc Âm Hy, Thiện Nhu thấy vậy, đều là sợ ngây người. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, trong truyền thuyết Thái Thượng Thiên Nữ, lại có thể sẽ như vậy quyến luyến Diệp Thần. Mà đây loại quyến luyến, nhưng mang sát ý. Cuối cùng có một ngày, Thái Thượng Thiên Nữ sẽ khua kiếm chém tơ tình, đem Diệp Thần giết chết. Nhâm Phi Phàm nói, như thế nào? Ngươi phải đi hôm nay nữ sao? Nghe vậy, Diệp Thần vẫn là ngơ ngác ngẩn ra hình dáng, nhìn trên đầu ngón tay tơ tình, không lời chống đỡ. Nhâm Phi Phàm lại nói, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi, xem nàng vậy cổ nóng rực hình dáng, ngươi nếu là đi đến nàng bên người, nàng sợ không phải muốn không nhịn được ăn ngươi. Diệp Thần hồi tưởng lại thiên nữ đã từng là nóng bỏng cùng ôn nhu, cả người run một cái. Nhâm Phi Phàm nói, lại cho ta mấy ngày thời gian đi, ta sẽ giúp ngươi tra một chút. Nói xong, Nhâm Phi Phàm liền muốn rời đi, lại đi ra điều tra chúng sanh giới tọa độ. Chờ một chút. Vừa lúc đó, thần nữ Mộc Âm Hy lại đột nhiên đứng ra, có chút ngạc nhiên hỏi. Ngươi, các ngươi là muốn đi chúng sanh giới sao? Đi qua 3 ngày thời gian bên trong, Diệp Thần cũng không có tiết lộ qua, chúng sanh giới sự việc, cho nên nàng là bây giờ mới biết. Nhâm Phi Phàm nói, cô nương, chẳng lẽ ngươi có đầu mối? Mộc Âm Hy nói, ta đi qua chúng sanh giới. Lời này rơi xuống, Nhâm Phi Phàm lấy làm kinh hãi. Liền liền Diệp Thần, cũng là phục hồi tinh thần lại, cả kinh nói, Mộc tiểu thư, người đi qua chúng sanh giới. Mộc Âm Hy nói, đúng vậy, ta trước đây xuất ngoại du lịch, tình cờ bước vào chúng sanh giới, cũng tiếp xúc đến Địa Hoàng Thần Thư. Diệp Thần kinh hãi, nói, Địa Hoàng Thần Thư liền ở chúng sanh giới. Hắn biết Mộc Âm Hy thần thông, cùng Địa Hoàng Thần Thư có liên hệ cực lớn, chỉ là không nghĩ tới vậy Địa Hoàng Thần Thư, ngay tại chúng sanh giới bên trong. Mộc Âm Hy nói, ta chính là ở chúng sanh giới bên trong, gặp Địa Hoàng Thần Thư, hơn nữa thiếu chút nữa thì cầm Địa Hoàng Thần Thư mang về, đáng tiếc cuối cùng gặp phải một người, hắn cắt đứt ta cơ duyên. Diệp Thần theo bản năng hỏi, là ai? Mộc Âm Hy mày liễu khẽ nhíu, tựa hồ đang hồi tưởng ngày xưa trải qua, nói hắn kêu. Diệp Lâm Uyên, phải, Diệp Lâm Uyên, chính là cái danh tự này. Diệp Lâm Uyên, nghe được cái này 3 chữ. Diệp Thần gương mặt nhất thời chấn động. Nhâm Phi Phàm cũng là thân thể chấn động một cái, nói, Địa Hoàng Thần Thư bị Diệp Lâm Uyên mang đi. Mộc Âm Hy lắc lắc đầu nói, ta không biết, Địa Hoàng Thần Thư loại bảo bối này, không phải bằng vào man lực là có thể cướp đi, muốn xem duyên phận, chỉ ít ta có thể đem Địa Hoàng Thần Thư nâng lên tới, vậy Diệp Lâm Uyên lại không được, ở ta trước khi rời đi, hắn còn đang cố gắng, nhưng tựa hồ không quá có thể thành công dáng vẻ. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm nhìn nhau, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần lại liền vội vàng hỏi, vậy Diệp Lâm Uyên không đau hại ngươi sao? Mộc Âm Hy nói, hắn vốn là muốn giết ta, nhưng cuối cùng lại thả ta, muốn đến là võ tổ che chở. Diệp Thần âm thầm là Mộc Âm Hy lau mồ hôi một cái, Diệp Lâm Uyên và Luân Hồi cũng có quan, nhưng là vô cùng tàn bạo cường giả, năm đó hắn cũng thiếu chút nữa chết ở trong tay đối phương. Mộc Âm Hy xuất thân cấm thiên khu và võ tổ tới giữa, có thiên ti vạn lũ liên lạc, có thể chính là bởi vì làm cái này, Diệp Lâm Uyên cuối cùng không có ra tay, coi là nàng vận khí tốt, đích xác là võ tổ che chở. Mộc Âm Hy nói tiếp, vậy Diệp Lâm Uyên cuối cùng còn muốn thu ta làm đồ đệ, hắn nói hắn là thái thượng người của Diệp gia, dựa lưng vào Vạn Khư Thần Điện, thế lực hùng hậu, muốn mang ta đi thái thượng, nhưng ta không đồng ý, thật may hắn vậy không làm khó ta. Thả ta rời đi, thật là võ tổ che chở. Nói xong lời cuối cùng, Mộc Âm Hy mang trên mặt may mắn vẻ, hiển nhiên vậy hết sức kiêng kỵ Diệp Lâm Uyên uy nghiêm, nếu như không phải là sau lưng nàng có võ tổ che chở, nàng cũng không biết chết liền bao nhiêu lần.
Các ngươi quen biết Diệp Lâm Uyên sao? Mộc Âm Hy thấy Diệp Thần bộ dáng như Lâm Đại Địch, còn có Nhâm Phi Phàm cũng là khá là ngưng trọng, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, chuyện này nói đến nói dài, Mộc tiểu thư, xin ngươi hãy đem chúng sanh giới tọa độ nói cho ta. Mộc Âm Hy có chút chần chờ nói, Diệp đại ca, ngươi phải đi chúng sanh giới sao? Đây chính là chân lý Phật tổ địa bàn à, chí cao ý chí muốn mai táng luân hồi, ngươi nếu là đi chúng sanh giới, chân lý Phật tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Trước đây cựu Nhật chi chủ, kể chúng sanh giới bí ẩn thời điểm, Mộc Âm Hy, Thiện Nhu và Cấm Thiên Tứ lão các người, tất cả đều lui trận, cho nên nàng cũng không biết chúng sanh giới bí ẩn, còn lấy là chân lý Phật tổ muốn giết Diệp Thần. Diệp Thần cười nói, yên tâm, Mộc tiểu thư, chân lý Phật tổ sẽ không làm thương tổn ta, ngươi cứ việc nói cho ta chúng sanh giới tọa độ là được. Mộc Âm Hy như cũ có chút lo âu, nhưng cuối cùng vẫn là móc ra một phần bản đồ, nói, Diệp đại ca, đây là chúng sanh giới bản đồ, địa hoàng thần thư chỗ, ta cũng đánh dấu ở phía trên, ngươi cẩn thận là hơn. Diệp Thần nhận lấy bản đồ, trong bản đồ còn kẹp một phần tư liệu, phía trên đơn giản thu lục chúng sanh giới thế lực phân phối tình huống. Diệp Thần đem địa đồ mở ra, quả nhiên thấy phía trên rõ ràng ghi chú, địa hoàng thần thư vị trí, ngay tại một cái kêu là địa hoàng hang địa phương. Mộc Âm Hy nói, vậy Diệp Lâm Uyên, có thể còn không mang đi địa hoàng thần thư, hắn không phải người có duyên, Diệp đại ca, người có lẽ có thể đi xem, nhưng hết thảy đều phải chú ý. Vậy Diệp Lâm Uyên thực lực, cho dù thả vào thái thượng thế giới, cũng là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Diệp Thần trong lòng động một cái, địa hoàng thần thư là tam hoàng chí bảo một trong, nếu như có thể đạt được, tự nhiên không thể tốt hơn nữa, liền hướng Mộc Âm Hy nói, Mộc tiểu thư, đa tạ. Ma đế nhìn vậy chúng sanh giới bản đồ, thiên cơ bắt, hết thảy cũng rõ ràng đứng lên, hắn ngay tức thì cảm ứng được chúng sanh giới tọa độ, hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc. Chúng ta đi liền chúng sanh giới một chuyến, tìm ngày xưa cái đó em bé. Hắn cảm thấy hắn ngày giờ không nhiều lắm, không bao lâu, tối đa một năm, thậm chí năm ba tháng thời gian, thì phải hồn chủng bùng nổ, hoàn toàn thất thủ. Chỉ có tìm được vô thiên thiện niệm hóa thân, ban đầu cái đó em bé, mới có khả năng giải quyết trước mắt khốn cảnh. Mộc Âm Hy nghi ngờ nói, cái gì em bé? Diệp Thần cười nói, không việc gì, Mộc tiểu thư, tóm lại, đa tạ ngươi. Mộc Âm Hy mỉm cười cười một tiếng, nói, Diệp đại ca, người đối với ta có ân cứu mạng, điểm này trợ giúp không coi vào đâu, chính ngươi chú ý, ta thần nữ phủ cửa, vĩnh viễn vì ngươi mở ra, ngươi vĩnh viễn là bạn tốt của ta. Diệp Thần lần nữa nói cảm ơn, liền chuẩn bị cùng ma đế cùng đi, đi chúng sanh giới. Mộc Âm Hy hiền hòa mềm, cùng Diệp Thần bịn dịn lưu luyến. Ở trước khi đi, Nhâm Phi Phàm lại cảnh tỉnh Diệp Thần, nói, chú ý Diệp Lâm Uyên. Diệp Thần trong lòng rét một cái, gật đầu một cái, trong lòng duy trì phòng bị, liền cùng ma đế biến dạng hư không, lao tới chúng sanh giới. Chúng sanh giới, là một cái hướng Phật thế giới. Này phương thế giới chúng sinh, đều là lấy Phật vi tôn, đối chân lý Phật tổ quỳ bái. Chân lý Phật tổ, chính là chúng sanh giới thần vũ trụ, chấp trưởng trí cao quyền bính địa vị. Thật may chân lý Phật tổ, chỉ theo đuổi chân lý, cũng không ý cùng luân hồi là địch. Thậm chí cho rằng luân hồi chính là chí cao chân lý. Cho nên, Diệp Thần bước vào nơi đây, cũng không cần lo lắng chân lý Phật tổ chặn đánh, đối phương sẽ không làm thương tổn mình, chí cao ý chí uy nghiêm, ở chỗ này cơ hồ có thể không đáng kể. Bởi vì chân lý Phật tổ, căn bản liền không thờ phượng cái gọi là chí cao ý chí. Diệp Thần và Ma Đế, tiến vào chúng sanh giới sau đó, liền thấy phương xa sơn hà, khắp nơi đều là từng ngọn nguy nga lộng lẫy miếu. Thật nhiều đỉnh núi, đều bị gọt tạo thành cổ Phật hình dáng, nguy nga nguy nga. Bầu trời bên trong, thỉnh thoảng có Phật gia kim quang trào đãng, toát ra đóa đóa màu xanh đài sen, trong không khí đưa tới Phật môn phạm thơm mùi vị, làm người ta tâm thần sảng khoái, nội tâm bình tĩnh. Diệp Thần ở chỗ này, thậm chí không bắt được sát ý, chỉ có đối theo đuổi chân lý. Hàng tỷ tín đồ, theo đuổi thuần túy chân lý, để cho dỗi dãnh khí cũng đổi được vô cùng tinh khiết. Không có ngoại giới nhiều như vậy lục đục với nhau. Vù vù. Đây là, giả thiên ma đế ấn đường, hiện ra một đạo màu đen đài sen ma đạo dấu vết, đó là hắn hồn chủng dấu vết. Ma tổ vô thiên thiện niệm hóa thân, quả nhiên liền ở cái thế giới này. Ma đế ấn đường dấu vết, lóe lên không chừng, hắn nhìn vòng quanh thiên địa khắp nơi, nói tiếp, nếu như ta đến gần vậy thiện niệm hóa thân,
ấn đường dấu vết nhất định có kích động. Diệp Thần liền vội vàng hỏi, có thể cảm ứng được vậy thiện niệm hóa thân vị trí sao? Ma đế lắc đầu một cái, mi tâm dấu vết, vậy vào thời khắc này tắt đi xuống, hắn nói, chúng sanh giới quá lớn, mặc dù không xem địa ngục giới như vậy, lớn đến vô cùng lớn bước, nhưng lãnh thổ cũng là mênh mông vô biên, ta trong chốc lát, cũng khó mà phong tỏa vậy thiện niệm hóa thân chỗ. Diệp Thần nhíu mày một cái, nói, nếu vậy thiện niệm hóa thân, là bị cựu Nhật chi chủ, đưa cho chân lý Phật tổ nuôi dưỡng, vậy hắn nhất định ở chân lý Phật tổ tọa hạ tu luyện, chúng ta chỉ cần tìm được chân lý Phật tổ, liền có thể biết vậy thiện niệm hóa thân rơi xuống. Ma đế nói, cũng vậy, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp, đi gặp vậy chân lý Phật tổ. Hai người thương lượng xong, liền ngự gió bay về phía trước một tòa thành lớn, tạm thời nghỉ ngơi. Tòa kia thành lớn, tên là Vong Ưu Thành, cây đàn hương lượn lờ, cổ trung thong thả, khắp nơi kiến tạo khoáng đạt to lớn tượng Phật, chính là chân lý Phật tổ tượng Phật. Chân lý Phật tổ, bảo tương trang nghiêm, uy nghiêm minh mông, cho dù chỉ là một cái pho tượng, cũng mang theo lớn chân lý ảo diệu hơi thở, làm người ta ngưỡng mộ. Vong Ưu Thành dân chúng, thấy Diệp Thần và Ma Đế hai cái người ngoài, không hề phòng bị, cũng không lo lắng bọn họ làm loạn. Bởi vì có chân lý Phật tổ trấn giữ, bất kỳ đối chúng sanh giới ôm ác ý kẻ địch, cũng sẽ lập tức bị thấy rõ, bị chân lý Phật tổ rơi xuống thật giận, trực tiếp tiêu diệt. Cho nên vạn cổ năm tháng tới nay, chúng sanh giới thủy chung là bình tĩnh, cho tới bây giờ không người nào dám ở chân lý Phật tổ dưới sự che chở gây chuyện. Diệp Thần và Ma Đế, ở Vong Ưu trong thành ở, hướng người hỏi thăm chân lý Phật tổ tin tức. Trong thành dân chúng, nghe nói bọn họ muốn gặp chân lý Phật tổ, cũng gọi bọn họ chết liền điều này tim, không muốn mộng tưởng hảo huyền. Bởi vì, chân lý Phật tổ, là chúng sanh giới thần vũ trụ, hàng tỷ chúng sanh tín đổ bên trong thần trí cao. Tất cả người, cũng đối Phật tổ quỳ bái, hết sức cuồng nhiệt thành kính cung phụng. Coi như là ở chúng sanh giới bên trong, có tư cách yết kiến chân lý Phật tổ người, đều là lông phượng và sừng lân, ít chi lại càng ít. Diệp Thần và Ma Đế hai cái người ngoài, muốn gặp Phật tổ hình dáng, đó là ý nghĩ hảo huyền. Coi như là phổ thông đi nữ hiền lành tín đồ, nghe được Diệp Thần và Ma Đế nói sau đó, cũng không nhịn được giễu cợt cười lớn, bởi vì cái này căn bản không có thể. Chân lý Phật tổ cư ngụ ở lớn chân lý chùa bên trong, lớn chân lý chùa, chính là chúng sanh giới thánh địa. Người bình thường đừng nói gặp Phật tổ, liền liền bước vào thánh địa nửa bước, đều là khó hơn lên trời. Diệp Thần và Ma Đế ở trong thành ở 3 ngày, từ đầu đến cuối không có thám thính được có thể gặp Phật tổ đường tắt, càng thám thính, càng cảm thấy chân lý Phật tổ địa vị cao quý, uy nghiêm long trọng, người bình thường căn bản không thể nào tiếp xúc tới. Bọn họ hai cái người ngoài, càng không tư cách đến gần lớn chân lý chùa. Nếu như không thấy được chân lý Phật tổ, muốn ở mờ mịt biển người bên trong, tìm vô thiên vậy thiện niệm hóa thân, còn khó hơn lên trời. Lại qua mấy ngày, như cũ không có kết quả, Diệp Thần và Ma Đế, đều có điểm nản lòng ủ rũ. Diệp Thần thoáng lên tinh thần, hướng Ma Đế nói, Ma Đế tiền bối, ta trước đi ra ngoài một chuyến, tìm vậy Địa Hoàng Thần Thư, người tiếp tục thám thính tin tức. Địa Hoàng Thần Thư, ngay tại Địa Hoàng trong hang mặt, nói không chừng còn không bị Diệp Lâm Uyên mang đi. Diệp Thần xem gặp mặt Phật Tổ vô vọng, liền muốn đi chỗ đó Địa Hoàng hang, tìm Địa Hoàng Thần Thư. Ma Đế nhưng không có tinh thần gì, nói, người đi đi, cẩn thận một chút. Diệp Thần nư một tiếng, vội vã rời đi Vong Ưu Thành, biến dạng hư không, chạy thẳng tới Địa Hoàng hang. Lòng hắn muốn mình đạt được Hỗn Độn Đất Đế truyền thụ, tu thành bàn thạch tâm pháp, nói không chừng cùng Địa Hoàng Thần Thư có duyên phận. Hư không nứt ra, rất nhanh, Diệp Thần chính là xuất hiện ở Hoàng hang vòng ngoài. Một hạ xuống, Diệp Thần lại nhạy cảm phát hiện, hang chung quanh bố trí cường đại cấm chế, ẩn núp từng đạo phù văn, nếu như tùy tiện đạp vào, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Là Diệp Lâm Uyên bày ra cấm chế sao? Hắn quả nhiên không có thể mang đi Địa Hoàng Thần Thư. Diệp Thần nhìn những cấm chế kia, tìm nghĩ nếu như Diệp Lâm Uyên, ban đầu mang đi Địa Hoàng Thần Thư, vậy cũng không cần phải bố trí lại cấm chế. Hiện tại hang chung quanh cấm chế, nghiêm mật như vậy khủng bố, muốn đến vậy Địa Hoàng Thần Thư, Diệp Lâm Uyên hơn phân nửa là không có thể mang đi, còn ở lại trong hang mặt. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Thần phá vỡ cấm chế, tiến vào hang, Địa Hoàng Thần Thư chính là hắn. Diệp Thần tim đập bịch bịch đứng lên, hiện tại hắn chạm ra 90 đạo,
sức chiến đấu so với trước kia thật to tăng lên, coi như là thiên huyền cảnh 5 tầng thiên cường giả, hắn đều có thể đối kháng và chém chết. Những cấm chế kia mặc dù mạnh mẽ, nhưng lấy Diệp Thần thực lực, chỉ phải chuẩn bị sẵn sàng, chưa chắc không thể phá mở. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền muốn chuẩn bị phá cấm, nhưng vào lúc này, nhưng phát hiện một cái thời không hố đen xuất hiện, có người tới. Hắn vội vàng che giấu hơi thở, núp ở một cây đại thụ phía sau. Chỉ gặp một cái cô gái đồ xanh, từ không trung đáp xuống, hình dáng nhẹ nhàng, tướng mạo tươi đẹp, xem hắn hơi thở, thiên huyền cảnh 5 tầng thiên cỡ đó, nhưng mà nàng trên người tán phát ra khí nhân quả, nhưng để cho Diệp Thần hết sức quen thuộc. Là nguyện vọng thần giáo, thiên nữ người bên dưới. Diệp Thần thầm giật mình, cái này cô gái đồ xanh, lại là nguyện vọng thần giáo đệ tử. Thiên nữ phái người tới làm gì, chẳng lẽ nàng cũng muốn cướp lấy địa hoàng thần thư? Vẫn là nói, nàng biết ta tới chúng sanh giới. Diệp Thần tim đập được lợi hại, lập tức lướt qua vô số ý niệm. Chỉ gặp vậy cô gái đồ xanh, từng bước một đi tới hang vòng ngoài, khẽ cau mày, lại lui về phía sau một bước. Lẩm bẩm, Diệp Lâm Uyên quả nhiên bố trí cấm chế, thật may thiên nữ đại nhân anh minh. Vừa nói, nàng liền móc ra một khối tinh thạch. Vậy tinh thạch tràn ngập một chút địa ngục hơi thở, Diệp Thần cẩn thận vừa thấy, con người nhất thời co rúc lại, đó chính là thiên ngục hồn tinh. Thiên ngục hồn tinh, đối Diệp Thần mà nói, vô cùng trọng yếu, là hắn bổ toàn luân hồi thánh hồn thiên hy vọng duy nhất. Trước thiên nữ muốn giao dịch, muốn Diệp Thần dâng ra thiện nhu tim. Nhưng Diệp Thần không có đáp ứng, ngày trước ngục hồn tinh, hắn vậy từ đầu đến cuối không lấy được tay. Lúc này thấy vậy cô gái đồ xanh, móc ra thiên ngục hồn tinh, Diệp Thần dĩ nhiên là vô cùng động tâm. Chỉ gặp vậy cô gái đồ xanh, thúc giục thiên ngục hồn tinh linh khí, thả ra ngoài, phía trước cấm chế, chính là từng tầng một tán loạn, tất cả phù văn đều bị phai mờ. Rất tốt, không có cấm chế ngăn trở, địa hoàng thần thư chính là chúng ta nguyện vọng thần giáo. Vậy cô gái đồ xanh thấy cấm chế tản đi, nhất thời đại hỉ, sải bước đi về phía trước. Nhưng mà, làm nàng mới vừa đi tới hang lối vào, lại nghe một hồi tiếng gầm gừ truyền ra, một cái xanh sâu kín long tích, từ trong hang đạp chết đi ra. Ai yêu? Cô gái đồ xanh la thất thanh, điều này long tích 10 phần quỷ dị, lại có thể không có nửa điểm hơi thở để lộ ra tới, nàng căn bản không có nhận ra được. Cho đến lúc này, long tích bạo như vậy giết ra. Cổ sát khí kia cùng ma khí, phóng lên cao, mới để cho nàng kinh hoàng không chạng, nhưng đã hơi trễ. Long tích hung hăng huy động móng nhọn, hướng cô gái đồ xanh ngực lướt đi. Xúc sinh! Cô gái đồ xanh giận dữ, nhanh chóng rút ra trường kiếm phản kích. Nhưng, vậy long tích động tác cực nhanh, một móng vuốt đẩy ra trường kiếm của nàng, lại hung hăng đánh trúng nàng ngực, suy rồi một tiếng, biến dạng quần áo, hung hăng thổi ra liền một dấu máu. Cô gái đồ xanh bị đau, cắn răng, hoảng hốt lui về phía sau. Long tích cướp được tiên cơ, lại chiếm hết thượng phong, lại là được thế không buông tha người, gầm thét liều chết xông tới. Cô gái đồ xanh sợ hãi, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau né tránh, lui lui, đều lui đến Diệp Thần bên người. Chú ý! Diệp Thần biết nàng là thiên nữ dưới quyền, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc, lập tức rút ra luân hồi thiên kiếm, ngự kiếm bay chém. Phốc xích một tiếng, chỉ một kiếm, liền đem vậy long tích chém chết. Vậy long tích rên rỉ một tiếng, nhưng không có một chút máu tươi bay tràn ra, chỉ là hóa thành thuần túy ma khí, hoàn toàn tiêu tán đi. Không không thời không ma vật. Diệp Thần thấy vậy, chau mày. Đầu này long tích, hơi thở rất quỷ dị, rõ ràng không phải thế giới hiện thật tồn tại, mà là xuất từ không không thời không ma vật. Thật may bây giờ Diệp Thần, đã chạm ra 90 đạo. Thực lực tiến nhiều, nếu không, thật vẫn chưa chắc có thể giết chết đầu này ma vật. Ngươi là... Vậy cô gái đồ xanh, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, chỉ cảm thấy Diệp Thần cả người cũng đang sáng lên. Không có sao chứ. Diệp Thần thu hồi thiên kiếm, nhìn vậy cô gái đồ xanh. Thật ra thì, nàng có thiên huyền cảnh 5 tầng thiên thực lực, nếu như cùng vậy long tích ma vật, chính diện tỉ thí, cũng sẽ không như vậy chật vật, chỉ là một đối mặt liền bị đánh lén. Mất thiên cơ, mới làm được như thế quẫn bách. Đệ tử Tô Uyển Như, gặp qua luân hồi chi chủ. Vậy cô gái đồ xanh phục hồi tinh thần lại, lật đật quỳ xuống đất, hướng Diệp Thần thi lễ. Hiện tại nguyện vọng thần giáo bên trong, người người đều biết, thiên nữ thích Diệp Thần, thậm chí tặng cho Diệp Thần một cái tơ tình.
Cho nên, cái này Tô Uyển Như, đối Diệp Thần cũng là 10 phần cung kính. Bởi vì Diệp Thần, chính là trời nữ nhận định người đàn ông. Tô cô nương, đứng lên nói sau. Diệp Thần đem Tô Uyển Như đỡ dậy, có chút hiếu kỳ hỏi, là thiên nữ tỷ tỷ phái ngươi xuống. Tô Uyển Như nói, chúng ta nhận được tin tức, nói địa hoàng thần thư rất có thể liền ở chỗ này, thiên nữ đại nhân muốn cướp lấy. Diệp Thần nói, thiên nữ tỷ tỷ, có đề cập tới ta sao? Tô Uyển Như nói, có, thiên nữ đại nhân nói, luân hồi chi chủ có thể cũng ở đây chúng sanh giới, kêu ta nếu như gặp phải, liền thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Diệp Thần nói, vậy ta cũng muốn địa hoàng thần thư, thiên nữ cũng sẽ cho sao? Tô Uyển Như nói, thiên nữ đại nhân nói, địa hoàng thần thư là không vô thần khí, người có duyên có. Dừng một chút, nàng xem về phía trước hang, nói, luân hồi chi chủ, địa hoàng thần thư ngay ở phía trước, chúng ta đi vào xem, ai là người có duyên, thử một lần liền biết. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, được. Lập tức, hai người chính là hướng hang đi tới. Vừa đi, Diệp Thần một vừa quan sát Tô Uyển Như, phát hiện nàng trên mình, còn mang có chúng sanh giới nhân quả hơi thở, liền hỏi. Ngươi là chúng sanh giới người. Tô Uyển Như nói, ta chính là xuất thân chúng sanh giới, nhà ở Vong Ưu Thành, sau đó bị gia chủ đưa đến thiên nữ đại nhân tọa hạ tu luyện. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, Vong Ưu Thành, chính là hắn và ma đế đặt chân thành phố, liền nói, thì ra là như vậy, thật đúng là duyên phận. Tô Uyển Như không biết theo như lời hắn duyên phận, là chỉ cái gì, nói thiên nữ đại nhân nói nàng ban đêm, thường xuyên giá rét cô quạnh, luân hồi chi chủ ngươi nếu có thì giờ rảnh, xin đi cùng thiên nữ đại nhân tụ họp một chút. Diệp Thần cười khổ, thuận miệng qua loa lấy lệ nói, nhất định, nhất định. Ngay lúc nói chuyện, hai người đã đi tới hang chỗ sâu, dọc theo đường đi không đụng phải nguy hiểm gì. Vậy Long Tích ma vật, không biết là Diệp Lâm Uyên an bài. Vẫn là mình chưa từng không lúc nào không bên trong bỏ ra, cũng chỉ có một đầu. Hang chỗ sâu, hoàn cảnh lại là 10 phần tồi tệ, khắp nơi đều là dung nham, lưu tương, ngọn lửa, cự thạch khí tượng. Ở một tòa dung nham đánh tạo thành trên thạch đài, để một bản cổ xưa sách. Quyển sách kia, hoàn toàn là bằng đá, dùng đá chế tạo mà thành, than phóng nhi mở, bằng đá trên trang sách, nhưng không có một cái chữ viết. Đó chính là địa hoàng thần thư sao? Diệp Thần nhìn quyển sách kia, nội tâm khó hiểu dâng lên một chút sợ hãi tâm trạng. Vậy bản cổ xưa vô hình sách, tựa như hàm chứa mặt đất uy nghiêm, chung quanh tất cả dung nham nham thạch nóng chảy vân. Vân, toàn bộ là từ quyển sách kia bên trong chảy ra. Diệp Thần thậm chí có một loại ảo giác, quyển sách kia năng lượng, bàng bạc đến cả thế giới, cũng không chứa được bước. Cơ hồ là lần đầu gặp trong nháy mắt, Diệp Thần liền có thể khẳng định, đó chính là không vô thần khí. Tam hoàng chí bảo bên trong địa hoàng thần thư, khí cơ cùng thiên hoàng cổ chung, nhân hoàng thánh đao là tương thông. Địa hoàng thần thư, Diệp Lâm Uyên quả nhiên không tư cách cướp đi. Nếu là bị thiên nữ đại nhân chấp trưởng, vậy ta nguyện vọng thần giáo muốn vô địch. Tô Uyển Như nhìn vậy địa hoàng thần thư, trong tròng mắt cũng là lộ ra nóng rực thần sắc. Ban đầu Diệp Lâm Uyên, không có thể mang đi địa hoàng thần thư, quyển sách này còn êm đẹp ở lại chỗ này. Lập tức. Tô Uyển Như mang tâm tình kích động, từng bước một đi tới vậy dung nham thạch đài trước, đầu ngón tay hội tụ linh khí, muốn đem địa hoàng thần thư nâng lên tới. Nhưng, một màn kinh người xuất hiện, cho dù là lấy nàng thiên huyền cảnh 5 tầng thiên thực lực, lại có thể cũng không cách nào nâng lên địa hoàng thần thư. Đá chế tạo địa hoàng thần thư, hiển nhiên là cực kỳ nặng nề. Ồ, Tô Uyển Như gặp nâng không dậy nổi địa hoàng thần thư, có chút không cam lòng, hít sâu một hơi. Vận đủ lực lượng, lần nữa thử nghiệm nâng sách, nhưng như cũng không thể dung chuyển chút nào. Vậy địa hoàng thần thư, thật giống như cùng thạch đài nối liền thành một thể, căn bản cầm không đứng lên. Khó khăn đạo thiên nữ đại nhân, không phải địa hoàng thần thư người có duyên. Tô Uyển Như mày liễu hơi cao lại, nàng đại biểu thiên nữ ý chí, nhưng nàng nâng không dậy nổi địa hoàng thần thư, ý vị này, thiên nữ và Diệp Lâm Uyên như nhau, cũng không phải địa hoàng thần thư người có duyên. Ta đi thử một chút. Diệp Thần tim tăng tốc độ nhảy lên, vậy là hứng thú, đi tới thạch đài trước. Tô Uyển Như vội vàng tránh ra, hơi có chút cung kính cùng mong đợi nhìn Diệp Thần. Nàng rất muốn biết, liền nàng đều không thể nâng lên địa hoàng thần thư, Diệp Thần có thể hay không nâng lên. Diệp Thần nhìn vậy không không một chữ trang sách,
cũng là hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng luyện, rồi sau đó trầm thấp quát một tiếng, điều động khí lực toàn thân, thử nghiệm đi nâng lên Địa Hoàng Thần Thư. Gia Diệp Thần Ý Liêu, hắn đặc biệt thuận lợi, lập tức liền đem Địa Hoàng Thần Thư nâng dậy rồi. Vậy Địa Hoàng Thần Thư là đá chế tạo, mặc dù nặng nề, nhưng cũng không có nặng đến nâng không dậy nổi bước, Diệp Thần điều động khí lực toàn thân, ngược lại dùng sức quá mạnh, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa rơi xuống. Tô Uyển như lật đật đỡ Diệp Thần, ngơ ngác nhìn trong tay hắn Địa Hoàng Thần Thư, nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi nâng dậy rồi. Diệp Thần nhưng là khẽ cau mày một cái, có chút cảm giác không chân thật. Tô Uyển như nói, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Thần cau mày nói, không có cảm giác gì, quyển sách này, thật giống như chỉ là thông thường sách đá, cũng không có gì đặc biệt linh khí. Tô Uyển như nói, đúng rồi, Địa Hoàng Thần Thư, chính là không vô thần khí, thế giới hiện thật người, khó mà chấp trưởng, người không cảm giác được đặc biệt, cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Thần lật một cái trang sách, gặp mỗi một trang sách, đều là không không một chữ hình dáng, nói cái này Địa Hoàng Thần Thư, liền một chữ cũng không có sao. Tô Uyển như nói, chỉ có chân chính chấp trưởng Địa Hoàng Thần Thư sau đó, mới có thể thấy được Địa Hoàng Thần Thư bí ẩn. Diệp Thần khóe miệng kéo một cái, bất đắc dĩ nói, không vô thần khí, nơi nào có như thế dễ dàng chấp trưởng, cái này Địa Hoàng Thần Thư, ta tuy nâng dậy rồi, nhưng xem ra ta cũng không người có duyên. Diệp Thần trong đầu nghĩ, mình có thể liền Mộc Âm Hy cũng không bằng. Dẫu sao, Mộc Âm Hy là chân chính lĩnh ngộ được một chút Địa Hoàng Thần Thư bí mật, cũng có thể bùng nổ mặt đất uy giận thần thông. Nhưng hiện tại, Diệp Thần là hoàn toàn không sợ tới Địa Hoàng Thần Thư bí ẩn, chỉ là đơn thuần nâng lên tới thôi. Tô Uyển như trong mắt vừa chuyển, móc ra ngày trước ngục hồn tinh, nói, luân hồi chi chủ, nếu như ngươi không muốn Địa Hoàng Thần Thư mà nói, có thể hay không đưa cho chúng ta nguyện vọng thần giáo. Ta có thể dùng viên này thiên ngục hồn tinh trao đổi. Diệp Thần nghe được Tô Uyển như mà nói, nhất thời cả người chấn động một cái, gắt gao nhìn chằm chằm ngày trước ngục hồn tinh. So với hư không mờ mịt Địa Hoàng Thần Thư, hắn quan tâm hơn thiên ngục hồn tinh. Bởi vì, chỉ phải lấy được thiên ngục hồn tinh, hắn luân hồi thánh hồn trời, liền có thể bổ toàn nguyên vẹn. Diệp Thần có chút không dám tin tưởng, nói, ngươi cầm thiên ngục hồn tinh trao đổi, hỏi qua thiên nữ liền sao? Tô Uyển như nói, đây chính là thiên nữ đại nhân ý. Diệp Thần trong đầu nghĩ, thiên nữ thần thông quảng đại, có lẽ đã dự liệu được, mình có thể nâng lên Địa Hoàng Thần Thư. Địa Hoàng Thần Thư cái loại này không vô thần khí, không phải thế giới hiện thật người, có thể nắm giữ. Diệp Thần liền rút ra Nhân Hoàng Thánh Đao, cũng không có so cố hết sức. Nếu như thu Địa Hoàng Thần Thư, hơn phân nửa cũng là ném ở trong góc ăn xám, ngược lại không như cùng thiên nữ trao đổi, đổi lấy thiên ngục hồn tinh. Nếu như có thể bắt được thiên ngục hồn tinh, hắn luân hồi thánh hồn trời, là có thể khôi phục nguyên vẹn, đối trảm ra nhất định có nhiều chỗ tốt. Được, vậy chúng ta liền trao đổi, Địa Hoàng Thần Thư cho ngươi, thiên ngục hồn tinh cho ta. Diệp Thần quyết định chủ ý, liền đem Địa Hoàng Thần Thư giao cho Tô Uyển Như. Tô Uyển Như nhận lấy Địa Hoàng Thần Thư, nâng ở trong tay, một hồi mừng rỡ. Nàng trước đây nâng không dậy nổi Địa Hoàng Thần Thư, nhưng hiện tại Diệp Thần giao cho nàng, liền có thể ung dung lấy, chỉ là trong sách vẫn không có một cái chữ viết hiện lên, hiển nhiên nàng cũng cùng Địa Hoàng Thần Thư vô duyên. Tô Uyển Như trong đầu nghĩ, ta cùng Địa Hoàng Thần Thư vô duyên, nhưng thiên nữ đại nhân nhất định là người có duyên. Ta nguyện vọng thần giáo đạt được này cùng không vô thần khí, vậy sẽ không sợ Vũ Hoàng Cổ Đế chân áp. Lập tức, Tô Uyển Như liền đem thiên ngục hồn tinh, giao cho Diệp Thần, luân hồi chi chủ, cho. Hai bên hoàn thành giao dịch. Dừng một chút, Tô Uyển Như lại móc ra một cái chai nhỏ tử, đưa cho Diệp Thần còn có cái này. Diệp Thần nhìn bình nhỏ kia tử, ngẩn người, nói, đây là cái gì? Tô Uyển Như nói, là thiên nữ đại nhân nước tắm. À, không phải, là hứa nguyện tiên chỉ ao nước, nàng nói cùng nhau đưa cho ngươi, coi như là tặng lễ. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nhận lấy bình nhỏ kia tử, đem nắp bình vẹt ra, chỉ gặp trong bình mặt, đựng một chai trong suốt hòa hợp mưa móc quỳnh tương, linh khí dồi dào, hiển nhiên là hứa nguyện tiên chỉ ao nước, bên trong còn hàm chứa thiên nữ pháp lực, thậm chí có nàng thể thơm. Diệp Thần một hồi tâm diêu thần trì, trong đầu nghĩ ta nguyện vọng thiên tinh hao hết linh khí, đã khô kiệt, có chai này tiên nước, có lẽ có khôi phục cơ hội. Nguyện vọng thiên tinh,
vốn chính là từ hứa nguyện tiên trì bên trong đản sanh ra, hiện tại có hứa nguyện tiên trì linh thủy, viên tinh cầu này có lẽ có thể khôi phục. Đa tạ. Diệp thần chắp tay cảm ơn, sử dụng ảm đạm héo rút nguyện vọng thiên tinh, đem chai này tiên nước vẩy đi lên. Vù vù. Nguyện vọng thiên tinh đạt được hứa nguyện tiên trì ao nước tưới bồi bổ, trong thoáng chốc tóe ra ngàn vạn điều hà thải, tiên khí nhô lên, ngay chớp mắt liền khôi phục linh khí. Diệp thần trong lòng đại hỉ, trong đầu nghĩ, thiên nữ đợi ta không tệ, nếu không phải nàng tương trợ, ta viên tinh cầu này, tuyệt không khả năng khôi phục. Bình kia nước trong ao mặt, còn hàm chứa thiên nữ pháp lực, cho nên có thể để cho nguyện vọng thiên tinh, ở ngay chớp mắt khôi phục, từ phương diện này, vậy đủ để kiểm chứng thiên nữ pháp lực mạnh mẽ, thần thông vô biên. Diệp thần cầm thiên ngục hồn tinh, lập tức bước lên nguyện vọng thiên tinh, quay đầu hướng Tô Uyển Như nói, Tô cô nương, ta chuẩn bị lợi dụng thiên ngục hồn tinh, bổ toàn luân hồi thánh hồn trời, xin ngươi hãy thay ta hộ pháp, không muốn để cho người ngoài quấy rầy. Tô Uyển Như nói, liền cung kính canh giữ ở nguyện vọng thiên tinh hạ, bảo vệ Diệp thần. Diệp thần leo lên nguyện vọng thiên tinh, ở chính giữa nhất tế tự trước đại điện, ngồi xếp bằng xuống, rồi sau đó sử dụng thiên ngục hồn tinh, ánh mắt ngưng mắt nhìn, một hồi xúc động. Ban đầu vì cướp lấy thiên ngục hồn tinh, hắn cùng thiên nữ khá nhiều mâu thuẫn, thiên nữ muốn hắn hy sinh thiện nhu, hắn không có đáp ứng. Nào nghĩ tới cuối cùng, khối này thiên ngục hồn tinh, đâu đâu vòng vo một chút, vẫn là rơi xuống trong tay hắn. Luân hồi thánh hồn thiên, lên. Diệp thần một tiếng khẽ quát, đỉnh đầu linh quang tách thả ra, thần hồn hơi thở chấn động, một phiến khoáng đạt bầu trời, từ đỉnh đầu hắn trên mở ra. Đó chính là trong truyền thuyết luân hồi thánh hồn trời, đã từng 33 thiên thái thượng thần khí, xếp hạng thứ nhất tồn tại. Thiên phú sáu đạo, ở nơi này phiến trên bầu trời, thiên thần hồn nói, diệt quỷ hồn nói, nhân gian hồn nói, vạn thú hồn nói, tu la hồn nói, mỗi người chiếm theo một cái khu vực, chỉ có thuộc về địa ngục hồn đạo khu vực, trống trơn như vậy. Bởi vì địa ngục hồn đạo thiếu sót, cái này phiến bầu trời quy luật không hoàn toàn. Từ đầu đến cuối không có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Thánh hồn bổ toàn, sáu đạo quy nhất, địa ngục hồn nói, khảm hợp. Diệp thần sử dụng thiên ngục hồn tinh, vận chuyển binh tự quyết, đem ngày trước ngục hồn tinh, cắt kim loại luyện hóa, luyện tạo thành địa ngục hồn đạo mảnh vỡ. Địa ngục hồn nói, vốn chính là dùng thiên ngục hồn tinh chế tạo, lúc này Diệp thần đạt được thiên ngục hồn tinh, chính là trực tiếp chế tạo. Đã từng địa ngục hồn đạo mảnh vỡ, đã sớm bị đánh nát. Thật may, Diệp thần binh tự quyết thần thông, vô cùng tinh thâm, ngay chớp mắt, liền đem đất ngục hồn đạo mảnh vỡ, tại chỗ chế tạo được, khảm hợp đến luân hồi thánh hồn ngày trời mặt. Rắc rắc, luân hồi thánh hồn trời, cuối cùng một khối mảnh vỡ, rốt cuộc khảm nạm lên. Cái này phiến bầu trời, vậy rốt cuộc khôi phục nguyên vẹn. Ở bổ toàn luân hồi thánh hồn thiên ngay tức thì, từng trận bàng bạc khoáng đạt, tràn đầy linh hồn uy áp hơi thở, bắt đầu từ cái này phiến bầu trời bên trong bộc phát ra. Nguyện vọng thiên tinh hạ, Tô Uyển Như đang yên lặng bảo vệ, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ đáng sợ thần hồn đánh vào, gào thét tới, kinh được nàng vội vàng coi giữ tâm thần. Nhưng, vậy cổ thần hồn đánh vào, đích thực quá đáng sợ, cho dù lấy nàng thiên huyền cảnh 5 tầng thiên thực lực, lại cũng khó mà ngăn cản. Trong thoáng chốc, Tô Uyển Như rên lên một tiếng, gương mặt trắng bệch, tim thật giống như gặp phải búa tạ gõ, thân thể mềm mại mềm nhũn, quỳ ngã xuống, hướng Diệp thần phương hướng, run lẩy bẩy, quỳ bái. Vậy cổ thần hồn đánh vào, chính là tới từ luân hồi thánh hồn thiên. Luân hồi thánh hồn trời, đại biểu luân hồi hồn thể, một khi gom đủ, là được có thế gian cường hãn nhất tinh thần hồn lực, chư tà không vào, vạn pháp bất xâm. Diệp thần rốt cuộc bổ toàn luân hồi thánh hồn trời, vào giờ khắc này, hắn cảm thấy mình tinh thần hồn lực đã đạt đến thế gian vô địch cảnh giới. Nếu như đơn thuần lấy tinh thần hồn lực mà nói, coi như là vũ hoàng cổ đế, mà tổ vô thiên, cũng kém hơn hắn. Trước đây ở cấm thiên khu, Diệp thần còn bị đế thích thiên đánh lén, thiếu chút nữa bị tâm ma chiếm đoạt. Nhưng hiện tại, Diệp thần có tuyệt đối chắc chắn, coi như hắn không đề phòng, đế thích thiên cũng không thể dung chuyển hắn chút nào. Bởi vì, hắn luân hồi thánh hồn trời, đã bổ toàn. Đại biểu hắn tinh thần hồn lực, đạt tới đời này nhất đỉnh cấp, đế thích thiên tâm ma, cũng không tổn thương được hắn. Thậm chí, coi như đế thích thiên tâm ma, tu luyện tới tột cùng nhất cảnh giới, Diệp thần vậy có nắm chắc, có thể chống lại. Nếu như tột cùng nhất tâm ma thẩm phán,
thật muốn bùng nổ, thế gian tất cả mọi người đều phải bị tâm ma giết chết, nhưng Diệp Thần liền có nắm chắc, hắn sẽ không phải chịu một chút xíu tổn thương. Thế giới hiện thật, đã không có bất kỳ vật gì, có thể dung chuyển hắn tinh thần. Đây chính là luân hồi thánh hồn thiên sức mạnh to lớn sao? Diệp Thần rung động thật sâu, hắn có thể cảm nhận được, mình tinh thần hồn lực, đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bước, cường đại đến coi như là tột cùng nhất tâm ma, cũng không thể dung chuyển chút nào. Nếu như hắn cùng Vũ Hoàng Cổ Đế, thần hồn đụng nhau, vậy Vũ Hoàng Cổ Đế thần hồn, đều phải bị hắn đụng nát. Nói riêng về tinh thần hồn lực, Diệp Thần đã là thế gian vô địch. Luân hồi thánh hồn trời, không hổ là đã từng xếp hạng thứ nhất thái thượng thần khí, thật là vô địch. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, ở bổ toàn luân hồi thánh hồn thiên hậu, hắn xương cổ khớp xương, rắc 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 vang dội, lại có hai đạo gông xiềng, trực tiếp bị giải khai. Lúc này Diệp Thần, chạm ra số lượng, đã đạt đến 92 đạo. Bổ toàn luân hồi thánh hồn trời, chỗ tốt quá nhiều, tinh thần hồn lực thế gian vô địch, không sợ tâm ma, liên phá hai đạo sinh tử huyền quan, hơn nữa tương lai đột phá tim gông xiềng, coi như thất bại, Diệp Thần vậy sẽ không chết. Hắn đạo tâm, có luân hồi thánh hồn thiên bảo vệ, vô luận như thế nào, đều sẽ không bể tan tành mất đi. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ dưới, thu hồi luân hồi thánh hồn trời, từ nguyện vọng thiên tinh trên hạ xuống, thấy Tô Uyển Như quỳ xuống đất, run lẩy bẩy hình dáng, chậm rãi nói, Tô cô nương, không có sao chứ. Tô Uyển Như kinh hoàng ngẩng đầu, run lẩy bẩy nhìn Diệp Thần, môi vù vù động, muốn nói gì, nhưng bỗng nhiên lúc này, nàng phát hiện mình thân thể. Lại có thể biến thành đen trắng, thật giống như suy diệt, hàng hoàn cảnh chung quanh, cũng là nhanh chóng bạc màu, biến thành đen trắng, hoang cổ hơi thở đang lan tràn. Ừ, Diệp Thần sửng sốt một tí, lúc này mới phát hiện, theo luân hồi thánh hồn thiên bổ toàn, lại có hai đạo gông xiềng chém ra, hắn tiềm năng phóng thích, liền đại hoang không kinh cũng đột phá. Hiện tại, Diệp Thần đại hoang không kinh, đã đột phá đến tầng thứ tư, thiên hoang trọng đồng cảnh giới. Hắn ánh mắt, hiện ra trọng đồng dị tượng, hoang cổ hơi thở lăn lăn chào đáng, để cho được chung quanh hết thảy, đều là nhanh chóng rơi vào đen trắng suy diệt tình cảnh. Coi như Tụ Huyền Như là thiên huyền cảnh 5 tầng thiên cường giả, nhưng ở Diệp Thần thiên hoang trọng đồng hạ, cũng có suy diệt chết, hóa thành bụi bặm nguy hiểm. Thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Diệp Thần lật đật đem thiên hoang trọng đồng thu hồi, ánh mắt lại khôi phục bình thường hình dáng, chung quanh đen trắng thế giới, lần nữa khôi phục sắc thái. Tô Uyển Như vậy khôi phục như cũ, người đổ mồ hôi lạnh, như cũ quỳ xuống đất, nói, luân hồi chi chủ, người thần uy thông trời, đệ tử không khỏi sợ hãi, cúi đầu màng bái. Diệp Thần bật cười khanh khách, đem Tô Uyển Như đỡ lên, nói, Tô cô nương, không cần câu nệ như vậy, nếu như không phải là ngươi thiên ngục hồn tinh, ta cũng không khả năng đột phá đến này bước to như vậy. Tô Uyển Như run rẩy đứng dậy, nhìn Diệp Thần ôn hú gương mặt, nội tâm cũng là thoáng vững vàng lại. Nói, đây đều là thiên nữ đại nhân ý, đệ tử chỉ là phụng mệnh làm việc. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, cũng không có sâu hơn cứu đi xuống, nhớ tới giả thiên ma đế chuyện, liền hỏi, Tô cô nương, ta muốn gặp chân lý Phật tổ, người có biện pháp không? Tô Uyển Như xuất thân chúng sanh giới, hơn nữa lại là thế gia đại tộc người, có lẽ có biện pháp thấy chân lý Phật tổ. Tô Uyển Như sửng sốt một chút, nói, luân hồi chi chủ, người muốn gặp Phật tổ làm gì? Diệp Thần nói, có một số việc phải xử lý. Ma tổ vô thiên thiện niệm hóa thân, năm đó cái đó em bé, chính là bị chân lý Phật tổ nuôi dưỡng. Biển người mờ mịt, muốn tìm vậy thiện niệm hóa thân, chỉ có dựa vào chân lý Phật tổ. Tô Uyển Như không có hỏi nhiều, mày liễu hơi cao lại, nói, Phật tổ chí cao vô thượng, chính là ta chúng sanh giới thần vũ trụ, người muốn gặp hắn, chỉ sợ khó hơn lên trời. Diệp Thần nói, Tô cô nương có thể có biện pháp. Tô Uyển Như trầm ngâm một hồi, nói, biện pháp mà, ta đây là có, chỉ là không biết có thích hợp hay không ngươi. Diệp Thần nghe được có biện pháp, nhất thời ánh mắt sáng lên, nói, biện pháp gì? Mời nói. Tô Uyển Như nói, ngươi cùng ta về nhà nói sau. Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng Tô Uyển Như rời đi hang. Tô Uyển Như thu hồi địa hoàng thần thư, biến dạng hư không, và Diệp Thần trở lại vong yêu thành. Mới vừa may mắn là có địa hoàng thần thư hơi thở bao phủ, Diệp Thần bổ toàn luân hồi thánh hồn trời, gông xiềng xông phá dị tượng, cũng không có khuếch tán ra, người ngoài vậy cũng không biết. Hai người trở lại vong yêu thành, Tô Uyển Như nói,
Phong Ưu Thành gia tộc lớn nhất, chính là ta Tô gia. Mang Diệp Thần đi Tô gia đi tới. Diệp Thần gật đầu một cái, hỏi, người Tô gia có thể gặp Phật Tổ. Tô Uyển Như không biết làm sao lắc đầu một cái, nói Phật Tổ chí cao vô thượng, ngay cả là ta Tô gia, vậy không tư cách yết kiến, nhưng thật may, gần đây lớn chân lý chùa, sắp cử hành Phật tử tranh cử, ở chúng sanh giới chọn Phật tử. Phật tử ganh đua tư cách, ta Tô gia mặc dù không có bắt được, nhưng thiên nữ đại nhân ban cho ta một khối chân lý cổ làm, dựa vào tấm lệnh bài này, có thể trực tiếp tham gia Phật tử tranh cử. Vừa nói, Tô Uyển Như móc ra một khối lệnh bài cũ kỹ, phía trên in một cái Phật chữ. Nàng nói tiếp, nếu như có thể thông qua Phật tử tranh cử, trở thành Phật tử, liền có thể yết kiến Phật Tổ, đạt được thiên đại ban phúc. Diệp Thần nói, đã như vậy, Tô cô nương, người trực tiếp cầm tấm lệnh bài này cho ta không được sao? Tô Uyển Như nói, không được, Diệp đại ca, ta muốn cùng người nhà ta nói một tiếng, tấm lệnh bài này, ta vốn là muốn cho biểu ca ta, hắn là Diệp Lâm Uyên thân truyền học trò. Tô Uyển Như vì không bại lộ Diệp Thần thân phận, lúc này đối Diệp Thần gọi, cũng là thay đổi. Diệp Lâm Uyên thân truyền học trò. Diệp Thần nghe nói như vậy, con người nhất thời kịch liệt co rúm lại. Tô Uyển Như nói, đúng vậy, gia chủ đại nhân tâm tư kín đáo, hai bên đặt tiền cuộc, phái ta đi cùng thiên nữ học nghệ, phái biểu ca ta đầu tựa vào Diệp Lâm Uyên tọa hạ. Như vậy thứ nhất, Vạn Khư Thần Điện cùng Nguyện Vọng Thần Giáo tranh đấu, vô luận ai thắng ai thua, ta Tô gia cũng sẽ không lỗ lã. Nàng nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói nhưng hơi có chút thê lương ý. Diệp Thần tim đập bịch bịch, nói, vậy Diệp Lâm Uyên, rốt cuộc là ai? Hắn một mực không biết Diệp Lâm Uyên thân phận chân thật, chỉ là bây giờ nghe Tô Uyển Như nói đến, Diệp Lâm Uyên tựa hồ cũng cùng Vạn Khư có liên quan. Tô Uyển Như kinh dị nói, Diệp đại ca, ngươi không biết sao? Vậy Diệp Lâm Uyên, và ngươi như nhau, cũng coi như là và luân hồi tương quan tồn tại, hắn bây giờ là Thái Thượng Diệp gia cao tầng, là Diệp Thuần Quân cánh tay phải cánh tay trái. Diệp Thần nói, Diệp Thuần Quân. Tô Uyển Như nói, ừ, Diệp Thuần Quân, chính là 10 đại thiên quân lão tổ một trong, Thái Thượng Diệp gia lão tổ, bất quá hắn đã sắp chết, Diệp Lâm Uyên vì tránh nạn, cũng không biết tung tích. Diệp Thần đầu ông ông tác hưởng, chỉ cảm thấy trước mắt một đoàn rối ren, nói cái này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tô Uyển Như thấy Diệp Thần cái bộ dáng này, cũng biết hắn là thật không biết, nàng là biết tất cả ngọn nguồn, nhưng tạm thời tới giữa, cũng không biết kể từ đâu, chần chờ một tí, thoáng biết rõ đầu mối, liền nói. Diệp đại ca, người gặp qua Diệp Lâm Uyên sao? Diệp Thần gật đầu nói, gặp qua, ban đầu hắn thiếu chút nữa đem ta giết chết. Tô Uyển Như nói, ừ, thật ra thì nói đến, luân hồi chi chủ, hẳn là hắn, không phải ngươi. Diệp Thần ngạc nhiên, nói, vì sao? Tô Uyển Như nói, lúc ấy, luân hồi thiên mệnh, cần phải trên đất tìm vực Diệp gia, luân hồi mới chủ, sắp ra đời. Diệp Lâm Uyên, chính là Diệp gia thiên tài, hắn là có khả năng nhất, thừa kế luân hồi thiên mệnh, trở thành luân hồi chi chủ người. Nhưng, lúc ấy Thái Thượng thế giới chiến tranh kết thúc, thế giới quy luật sụp đổ, cần vững chắc, Vũ Hoàng Cổ Đế chuẩn bị chế tạo 8 đại thiên kiếm, củng cố thế giới. 8 đại thiên kiếm bên trong, luân hồi thiên kiếm đúc, cần dùng đến luân hồi chi chủ thiên đế cốt, một khi thiên đế cốt bị đào đi, luân hồi hẳn phải chết. Khi đó Diệp gia lão tổ Diệp Thuần Quân, coi Diệp Lâm Uyên là mình sinh, đối hắn 10 phần thương yêu, không đành lòng thấy hắn bỏ mình, cho nên cuối cùng rất miễn cưỡng nghịch chuyển thiên mệnh, đem luân hồi khí số, chuyển tới một đứa bé sơ sinh trên mình. Diệp Thần nghe đến chỗ này, cả người phát run, nói, vậy em bé. Tô Uyển Như gật đầu một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần, nói, vậy em bé, chính là đã từng là ngươi, vốn là luân hồi thiên mệnh, là thuộc về Diệp Lâm Uyên, cuối cùng trời xui đất khiến, mới chuyển tới ngươi trên mình. Diệp Thần đầu anh đích một tiếng, một phiến chỗ trống. Khó trách hắn ở Diệp Lâm Uyên trên mình, vậy bắt được luân hồi nhất tộc hơi thở. Lúc đầu Diệp Lâm Uyên, vốn chính là tâm trái đất phực người của Diệp gia, thậm chí thiếu chút nữa thừa kế luân hồi thiên mệnh. Chỉ là vận mệnh cơ biến, trời xui đất khiến, cái này luân hồi thiên mệnh, cuối cùng chuyển tới Diệp Thần trên mình. Tô Uyển Như nói tiếp, vốn là thiên đế cốt bị đào, luân hồi hẳn phải chết, nhưng đã từng là ngươi, lại có thể còn sống, thiên nữ đại nhân cùng ta tán gẫu qua chuyện này, nàng dùng hứa nguyện tiên chỉ theo dõi qua, ngươi kiếp trước, cuối cùng có thể sống sót, là bởi vì là một cái bí mật lớn bằng trời.
Còn như điều bí mật này là cái gì, thiên nữ cũng không biết. Nhưng cũng có thể cùng một cái cụ già có lẽ có chút liên lạc. Ngay lúc nói chuyện, Tô Uyển như bàn tay huy động, một món khói mù dâng lên, hội tụ thành một bức tranh. Này, ngươi xem, đây chính là thần bí kia lão nhân, Diệp đại ca, đem ngươi tới nếu như gặp phải hắn, tốt nhất vẫn là xác định một tí, cuối cùng không có hắn mà nói, ngươi hết thảy sớm đã không có, ngươi cũng không biết ra đời. Hình ảnh bên trong, hiện lên một cái thần bí cụ già. Diệp thần thấy thần bí kia cụ già trong nháy mắt, đầu cũng thiếu chút nữa nổ, nói cái này. Đây không phải là thần bí kia cụ già, lại có điểm xem hắn ở trái đất ra ra. Bất quá lại có chút không giống, nhưng chán tới giữa khí thế nhưng lại rất giống. Tô Uyển như thấy Diệp thần tâm trạng kích động, ngạc nhiên nói, làm sao, Diệp đại ca, người đã gặp qua cái này thần bí lão nhân. Diệp thần cổ họng ách ách lên tiếng, cả người run rẩy, không nói ra lời, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kết quả này là ra ra, vẫn là nói là người khác. Nếu quả thật là, ra ra của hắn, lại có thể đã cứu hắn đã từng, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn kiếp trước ra đời, khoảng cách hiện tại, cũng không biết nhiều ít vạn năm. Khi đó, ra ra hắn cũng còn chưa có xuất thế, lại làm sao sẽ xảy ra tay cứu thương. Chẳng lẽ nói, ra ra hắn nghịch chuyển thời gian sông dài, vượt qua vạn cổ thời gian, trở lại quá khứ, cứu vớt hắn kiếp trước. Diệp thần tim đập bịch bịch, chỉ cảm thấy trước mắt có dũng khí loại không thể danh trạng, quỷ dị khó lường đồ ở quanh quần. Người này kết quả lai lịch ra sao? Đây chẳng lẽ là ra ra sao? Vẫn là nói loại nào đó ý chí. Tô Uyển như hoảng hốt vội nói, Diệp đại ca, người thế nào? Diệp thần nuốt nước miếng một cái, thoáng bình phục lại tâm tình. Thật may hắn đã bổ toàn luân hồi thánh hồn trời. Tinh thần ý chí cường hãn, đạo tâm vô luận bị bao lớn đánh vào, đều sẽ không bị rung chuyển. Nếu không, đối mặt như thế chuyện quỷ dị tình, hắn rất có thể sẽ tủng sợ hãi tan vỡ. Không có sao, không việc gì, người nói tiếp. Diệp thần khoát tay một cái, ra ra hắn đã cứu vậy một đời mình, thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Nhắc tới, Diệp thần cũng có rất lâu thời gian, không gặp qua ra ra, không biết hắn đi nơi nào. Diệp thần trong bụng suy nghĩ, sau này thấy ra ra, nhất định phải hỏi rõ ràng. Tô Uyển như gặp Diệp thần thần sắc không ngừng biến ảo, khá có chút lo âu, nhưng nghĩ tới Diệp thần có luân hồi thánh hồn thiên bảo vệ, chư tà không vào, đạo tâm vạn kiếp bất ma, quả quyết sẽ không có hỏng mất nguy hiểm, lập tức lấy lại bình tĩnh, nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thần bí kia cụ già, cứu người vậy nhất thế, cuối cùng để cho luân hồi khí vận kéo dài đến trên mình ngươi. Mà Diệp Lâm Uyên, lại cũng không cơ hội làm luân hồi chi chủ, hắn và Diệp Thuần Quân phi thăng tới thái thượng thế giới, cũng được vạn khư thần điện một thành viên, là vũ hoàng cổ đế cống hiến. Diệp thần tâm tình bình tĩnh xuống, lại có chút nghi ngờ nói, ngươi mới vừa nói, Diệp Lâm Uyên vì tránh nạn, hôm nay không biết tung tích, hắn tránh cái gì hỏa. Tô Uyển như nói, Diệp đại ca, ngươi và thiên nữ đại nhân, trước đây thiếu chút nữa bị vũ hoàng cổ đế giết chết, vũ hoàng cổ đế sử dụng binh khí, chính là vậy không vô thần khí mảnh vỡ, truyền thuyết trượng. Người đoán một chút truyền thuyết kia trượng, là từ nơi nào tích góp mà đến năng lượng. Thúc dục không vô thần khí mảnh vỡ, cần tích góp năng lượng, cần năng lượng hùng hậu, có thể tích góp một cái kỷ nguyên thời gian, cũng xa xa không đủ. Vũ hoàng cổ đế truyền thuyết trượng, lại đột nhiên tích lũy đầy năng lượng, Diệp thần trong lòng bộ dạng sợ hãi. Đã đoán được, nói, ừ. Là rút lấy Diệp gia lão tổ, Diệp Thuần Quân hơi thở. Tô Uyển như gật gật đầu nói, đúng vậy, vũ hoàng cổ đế cay nghiệt thiếu tình cảm, hoàn toàn không để ý người thủ hạ sống chết, hắn trước đây vì bổ sung truyền thuyết trượng năng lượng, đã ép khô Diệp gia lão tổ Diệp Thuần Quân khí huyết. Hôm nay, Diệp Thuần Quân khí huyết khô kiệt, kém không nhiều là sắp chết, Diệp Lâm Uyên sợ cái kế tiếp thì phải đến phiên mình, cho nên đã bỏ chạy mất tích. Cũng không người nào biết hắn đi nơi nào. Vậy thật may hắn tránh nạn mất tích, nếu không, chúng ta cũng không có như thế thuận lợi, có thể bắt được địa hoàng thần thư. Nói xong lời cuối cùng, Tô Uyển như trong giọng nói, vậy mang một chút vui mừng. Địa hoàng thần thư, này cùng không vô thần khí, Diệp Lâm Uyên không thể nào tùy tiện thả qua. Lần này, nàng và Diệp thần, có thể như thế dễ dàng bắt được, vậy may mà Diệp Lâm Uyên không dám tùy tiện bại lộ. Muốn né tránh vạn khư đuổi bắt.
Diệp Thần rõ ràng liền tất cả, lại là cảm thấy Vũ Hoàng Cổ Đế tàn bạo cay độc. Chỉ là hôm nay Diệp Lâm Uyên, núp trong bóng tối, cũng là một cái uy hiếp. Lắc đầu một cái, Diệp Thần không có lại ngẫm nghĩ, Diệp Lâm Uyên muốn giết hắn, vậy tuyệt không phải chuyện dễ, dẫu sao hắn có Nhâm Phi Phàm bảo vệ. Ngươi nói biểu ca ngươi, là Diệp Lâm Uyên thân truyền học trò. Diệp Thần nhìn về Tô Uyển Như, hỏi. Tô Uyển Như nói, đúng vậy, hắn lấy được Diệp Lâm Uyên chân truyền, tu vi thiên huyền cảnh 6 tầng thiên đại viên mãn, rất như người thú. 6 tầng thiên đại viên mãn. Diệp Thần hơi trầm tư, hiện tại hắn chạm ra 92, bàn về tổng hợp sức chiến đấu, đủ để chém chết phổ thông thiên huyền cảnh 6 tầng thiên cường giả. Nhưng, đối mặt 6 tầng thiên đại viên mãn, vẫn có chút khó giải quyết. Tô Uyển Như cân nhắc vậy thật lý cổ làm, nói tấm lệnh bài này, ta vốn là đáp ứng cho biểu ca ta, nhưng hôm nay ngươi cũng muốn, ta có thể khó làm, ngươi vẫn là cùng ta về nhà một chuyến, và biểu ca ta thương lượng một tí. Diệp Thần gật đầu một cái, liền đi theo Tô Uyển Như, trở lại Tô gia phủ đệ. Luân hồi thân phận, không thích hợp bại lộ, Diệp Thần liền dùng tên giả Lá Hoang Trần, ngụy trang là Nguyện Vọng Thần giáo đệ tử, và Tô Uyển Như sư xuất đồng môn. Diệp Thần và thiên nữ dây dưa muôn vàn, hắn muốn ngụy trang Nguyện Vọng Thần giáo đệ tử, đó là không chê vào đâu được, nhân quả hơi thở hoàn toàn tướng khế, không có nửa điểm sơ sót. Tô gia gia chủ Tô Liệt, cũng là Tô Uyển Như phụ thân. Nghe Diệp Thần tới thăm, hơn nữa muốn lấy chân lý cổ làm, nhất thời kinh hãi, vội vàng kêu Tô ra tất cả trưởng lão, còn có Tô Uyển Như biểu ca Tô Đạo Quang, đi ra thương lượng. Đại sảnh nghị sự bên trong, Diệp Thần, Tô Uyển Như, Tô Đạo Quang, Tô Liệt các người, phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình. Diệp Thần nội tâm dục dịch, nhưng bề ngoài chấn định, tỉnh bơ, nhàn nhạt ngồi uống một hớp trà, lặng lẽ đánh giá ngồi đối diện hắn một người đàn ông. Nam tử kia chính là Tô Uyển Như biểu ca, Tô Đạo Quang, tu vi thiên huyền cảnh 6 tầng thiên đại viên mãn. Từ trên người hắn, Diệp Thần quả nhiên là bắt được một chút Diệp Lâm Uyên hơi thở, đối phương xác thực như vậy là Diệp Lâm Uyên thân truyền học trò. Tô Uyển Như đứng lên, hướng Tô Liệt và tất cả trưởng lão nói, gia chủ đại nhân, các vị trưởng lão, phụng thiên nữ đại nhân mệnh lệnh, khối này chân lý cổ làm, ta không thể cho các ngươi, thiên nữ đại nhân cũng muốn tranh cử Phật tử. Nàng đối nàng phụ thân cung kính được có chút lạnh nhạt, trực tiếp gọi là gia chủ đại nhân. Tiếng nói rơi xuống sau đó, Tô Uyển Như liền đem trong tay chân lý cổ làm, giao đến Diệp Thần trong tay. Diệp Thần vậy đứng lên, hướng trong đại sảnh đám người, chắp tay, nói các vị, thật là xin lỗi, ta phụng thiên nữ mệnh lệnh, tranh cử Phật tử, khối này chân lý cổ làm, chúng ta Nguyện Vọng Thần giáo liền thu hồi. Nghe được Diệp Thần lời này, phòng khách đám người đều là biến sắc. Tô Liệt gương mặt khá là âm trầm, nói, ha ha, thiên nữ ban thưởng cổ làm, không nói lời nào lại muốn đoạt lại, nơi nào có đạo lý này. Tranh cử Phật tử, tư cách yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc, Tô gia cũng không có tư cách. Mà bằng vào chân lý cổ làm, có thể không điều kiện tham gia tranh cử, bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua. Nếu như có thể trở thành Phật tử, có Phật tổ che chở, Tô gia có thể bảo đảm vạn cổ dài xanh, vĩnh hằng bất diệt. Đây là một cái cá nhảy long môn cơ hội, Tô gia vì thế chuẩn bị không biết bao lâu, bây giờ nghe thiên nữ muốn lấy lại cổ làm, tất cả người đều là tức giận. Diệp Thần nói, Tô gia gia chủ, nếu như có cái gì mạo phạm địa phương, xin hãy tha lỗi. Tô Liệt hừ một tiếng, nói ta Tô gia vì khối này chân lý cổ làm, hiến tặng cho các ngươi Nguyện Vọng Thần giáo, không biết nhiều ít tài nguyên cung phụng, các ngươi hiện tại thu ta Tô gia chỗ tốt. Nhưng muốn đoạt lại cổ làm, đây không phải là hồ nháo sao? Thật lấy vì các ngươi Nguyện Vọng Thần giáo, có thể một tay che trời. Lời nói này nói được nặng vô cùng, đằng đằng sát khí. Phòng khách bên trong, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, Tô Liệt và tất cả trưởng lão, còn có Tô Đạo Quang, ánh mắt đều là vô cùng ác liệt, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần thoáng trả lời sai lầm, bọn họ lập tức liền muốn chen nhau lên, đem Diệp Thần bằng thây vạn đoạn. Cướp lấy chân lý cổ làm. Diệp Thần biết mình tình cảnh hung hiểm, nhưng như cũng duy trì chấn định, nói Tô gia gia chủ, các ngươi dâng ra tài nguyên cung phụng, ta Nguyện Vọng Thần giáo có thể trả lại gấp đôi, khối này chân lý cổ làm, chúng ta là muốn thu hồi, xin hãy tha lỗi. Diệp Thần thu núp bên trong, thiên tài địa bảo rất nhiều, vậy đủ để bồi thường Tô gia, hắn chỉ cần chân lý cổ làm, tranh cử Phật tử. Càn rỡ. Tô Liệt giận dữ, bàn tay vung ra,
muốn giết chết tại chỗ Diệp Thần. Tô Uyển Như lật đật ngăn ở Diệp Thần trước mặt, nói cha, người muốn đắc tội thiên nữ đại nhân sao? Tô Liệt nghe được nàng một tiếng nãy cha, thân thể khẽ run lên, cương tại chỗ. Yên lặng hồi lâu, Tô Liệt tức giận nói, là thiên nữ gánh cỡ tại trước, vậy cũng không oán ta được. Đây là, Tô Uyển Như biểu ca Tô Đạo Quang, đứng dậy, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nói. Thiên nữ muốn tranh cử Phật tử, nơi phái ra người, chính là các hạ sao? Diệp Thần nói, chính là tại hạ. Tô Đạo Quang cười ha ha một tiếng, nói các hạ tu vi bất quá chạm ra cảnh, mưu toàn tranh cử Phật tử, chỉ sợ là hoa trong gương, trăng trong nước một chàng không, ngược lại không như đem chân lý cổ làm cho ta, như ta lên làm Phật tử, sẽ không bạc đãi các hạ. Diệp Thần nói, tranh cử Phật tử, cũng không phải là chỉ xem tu vi, Phật tim tư chất cũng là trọng yếu. Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần cả người Phật quang tách thả ra, màu vàng hà thải lững lờ, bảo tương muôn vàn. Hắn vậy tu luyện qua Phật môn công pháp, thiên long bát thần âm, tám bộ phù đồ khí, chân võ diệt Phật trận vân. Vân, Phật pháp tu vi tương đương thâm hậu. Lúc này hiển hiện ra Phật môn khí tượng, bảo tương trang nghiêm, toàn trường đều kinh hãi. Chúng sanh giới nhà nhà lễ Phật, Tô gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thấy Diệp Thần hiển hiện ra Phật môn khí tượng, Tô Đạo Quang, Tô Liệt, Tô Uyển Như các người, đều là khiếp sợ. Diệp Thần Phật khí thâm hậu như vậy, hắn đúng là có tranh cử Phật tử tư cách. Tô Đạo Quang có chút không cam lòng, nhìn về gia chủ Tô Liệt. Tô Liệt ra mặt kéo động một tí, trầm giọng nói các hạ Phật pháp nội tình, đúng là tinh thâm, nhưng Phật tử tranh cử, chứ muốn cân nhắc Phật tim. Còn muốn cân nhắc tu vi, người tu vi quá kém, đi tranh cử Phật tử, không thể nghi ngờ chịu chết, ngược lại không như đem chân lý cổ làm cho ta Tô ra, người muốn thủ lao gì, mở miệng là được. Diệp Thần cười một cái, nói ta tu vi tuy kém, nhưng muốn nghịch phạt thiên quân, cũng đủ rồi, Phật tử tranh cử cho dù có tu vi so đấu, vậy không làm khó được ta. Lời nói này trầm ổn bên trong, mang ác liệt. Nhưng mà Tô Liệt, Tô Đạo Quang. Còn có Tô gia các trưởng lão, nghe được Diệp Thần nói sau đó, nhưng là ồn ào cười lớn. Tô Đạo Quang khinh thường nói, nghịch phạt thiên quân, các hạ khẩu khí thật là lớn. Ngươi biết đạo thiên quân đại biểu cái gì không? Ta chính là trời quân, ta muốn giết ngươi, một đầu ngón tay đủ rồi. Tô Đạo Quang là thiên huyền cảnh 6 tầng thiên đại viên mãn cường giả, hắn có tuyệt đối lòng tin, có thể nhất kích giết chết Diệp Thần. Dẫu sao, Diệp Thần tu vi. Chỉ có chạm ra cảnh mà thôi. Diệp Thần dửng dưng cười nói, vậy các hạ cứ việc thử một chút. Tô Đạo Quang nhìn Diệp Thần mây thưa gió nhẹ hình dáng, da mặt hơi vừa kéo, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ thằng nhóc này, thật có cái gì bản lãnh nghịch thiên. Đây là, liền Tô Uyển Như, cũng bình tĩnh lui về phía sau, thật giống như nàng đối Diệp Thần thực lực, cũng có tuyệt đối lòng tin. Tô Đạo Quang một hồi kiêng kỵ, nhưng trong đầu nghĩ, mình đường đường thiên huyền cảnh 6 tầng thiên. Làm sao có thể liền một cái chạm ra cảnh cũng giết không chết, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Rất tốt, ta đây muốn xem, các người nguyện vọng thần giáo, có cái gì cao chiêu? Tô Đạo Quang hừ một tiếng, chỉ điểm một chút xiết ra, chỉ gió như kiếm, ác liệt sắc bén, đâm thẳng hướng Diệp Thần đầu vai. Hắn một kích này chỉ là dò xét, chỉ dùng 3 thành công lực. Diệp Thần gặp hắn cũng không đem hết toàn lực. Liền dứt khoát đứng tại chỗ, động một cái không nhúc nhích. Chanh! Tô Đạo Quang chỉ điểm một chút đi giết, đánh vào Diệp Thần trên đầu vai, nhưng giống như đánh trúng tường đồng vách sắt, phát ra kim thiết cổ chung va chạm vậy thanh âm. Cái gì? Tô Đạo Quang một hồi kinh hãi dị, lùi về phía sau 2 bước, chỉ cảm thấy Diệp Thần thân xác, cương quyết đến không thể tưởng tượng nổi bước, hắn chỉ một cái đâm đi qua, không những không có thương tổn được Diệp Thần, ngược lại tay mình đầu ngón tay một hồi đau nhức. Diệp Thần chạm ra 92, lại luyện thành hoang cổ thần thể, thân xác sớm đã là vô cùng cường hãn, Tô Đạo Quang chính là 3 thành công lực, còn không phá được hắn phòng ngự, liền một cái chút nào mau cũng không thể làm bị thương. Xem ra các hạ muốn nhất kích giết ta, vậy không như vậy dễ dàng. Diệp Thần cười một tiếng, bàn tay bỗng nhiên đánh giết ra, Phật Quang nổ tung, 8 bộ phù đồ khí hội tụ, hóa thành một tôn màu vàng kim Phật tháp, hung hăng hướng Tô Đạo Quang đập tới. Tô Đạo Quang bộ dạng sợ hãi, vội vàng rút người ra lui về phía sau. Ta cầu nguyện, không gian phong tỏa, thiên địa không nhúc nhích. Diệp Thần nhất thanh trầm hát, từng tia sương mù trắng xóa, từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, mang nguyện vọng thần lực,
bao phủ bốn phía. Trong thoáng chốc, chung quanh không gian, hoàn toàn bị phong tỏa, ngừng không nhúc nhích. Không tốt! Tô Đạo Quang sắc mặt đại biến, không gian phong tỏa dưới, thân thể cũng cứng lên, trong chốc lát nhúc nhích không được. Cái này không gian phong tỏa, là Diệp Thần lợi dụng nguyện vọng thiên tinh lực lượng, chế tạo ra. Bất quá, Tô gia đám người, cũng không có phát hiện, cũng cho là nguyện vọng thần giáo thần thông. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, khởi động tám bộ phù đồ tháp, lần nữa hướng Tô Đạo Quang đập tới. Tô Đạo Quang gương mặt vặn vẹo, trong lúc nguy cấp, thiên huyền cảnh 6 tầng thiên linh khí, toàn bộ bùng nổ, cuối cùng là miễn cưỡng tránh thoát không gian phong tỏa, rút ra trường kiếm, đang đích một tiếng, ngăn cản ở trước người. Diệp Thần phù đồ bảo tháp đập tới, đánh vào Tô Đạo Quang trên trường kiếm, ép được người sau liên tiếp lui về phía sau, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Tô Đạo Quang hình dáng vô cùng chật vật, chỉ cảm thấy Diệp Thần lực lượng lớn lạ thường, hoàn toàn không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Nghịch phạt thiên quân, Diệp Thần đúng là có cái này tư cách. Biểu ca, người thua. Tô Uyển Như ở bên cạnh xem cuộc chiến, thấy Tô Đạo Quang chật vật như vậy hình dáng, liền mỉm cười cười nói. Tô Đạo Quang đỏ mặt lên, cắn răng nghiến lợi, muốn phải phản kích. Hắn còn không dùng hết toàn lực, nếu như đem hết toàn lực chém giết, ai thắng ai thua, còn chưa biết được. Đa tạ. Diệp Thần nhưng lui về phía sau một bước, chắp tay, không có lại đấu nữa ý. Thiên huyền cảnh 6 tầng thiên đại viên mãn, nếu như liều chết chém giết, Diệp Thần cố nhiên có nắm chắc chiến thắng, nhưng tất nhiên khó giải quyết, không cần phải xé rách ra mặt. Tô Đạo Quang nổi nóng mà bực bội, nhưng cũng không tiện động thủ nữa. Diệp Thần đã lộ ra đủ quá cường hãn sức chiến đấu, hắn đúng là có tư cách nghịch phạt thiên quân. Đạo Quang, coi là. Tô Liệt sắc mặt âm trầm, khoát tay một cái, ngừng Tô Đạo Quang, ánh mắt hơi híp nhìn Diệp Thần. Các hạ thần thông quả nhiên cường hãn, Tô mỗ bội phục. Diệp Thần nói, Tô gia gia chủ, vậy thật lý cổ làm, có thể quay về ta. Tô Đạo Quang không cam lòng, kêu lên, gia chủ đại nhân. Tô Liệt nhìn vậy thật lý cổ làm, trong mắt tràn đầy không thôi, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói thôi, cái này thật lý cổ làm, liền vẫn thuộc về các ngươi nguyện vọng thần giáo. Tô Đạo Quang kêu to, gia chủ đại nhân. Tô Liệt chỉ là lắc đầu, không hề tranh cãi nữa đoạt. Tô Đạo Quang còn không muốn buông tha, Tô Liệt nhưng lạnh lùng nói, người kỹ không bằng người, còn muốn tái đấu sao? Thanh âm rơi xuống, Tô Đạo Quang ngây tại chỗ, không lời chống đỡ. Tô ra tất cả trưởng lão cửa, ánh mắt vậy là đặc biệt thất vọng, rối rít lui trận rời đi. Tô Đạo Quang đường đường thiên huyền cảnh 6 tầng thiên đại viên mãn, lại có thể thiếu chút nữa thua ở Diệp Thần dưới quyền, như vậy chật vật, Tô gia đã không mặt mũi lại đi tranh đoạt. Đa tạ Tô gia chủ tướng để cho. Diệp Thần thuận lợi bắt được chân lý cổ làm, chính là mỉm cười hướng Tô Liệt chắp tay nói cảm ơn. Tô Liệt thở dài một cái, vậy xoay người rời đi. Tô Đạo Quang khẽ cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, nhưng vậy không thể làm gì, hừ một tiếng, xoay người rời đi phòng khách. Diệp đại ca, chúc mừng. Tô Uyển Như khẽ mỉm cười, hướng Diệp Thần chúc mừng. Phật tử tranh cử, quy tắc như thế nào? Diệp Thần cân nhắc chân lý cổ làm, hướng Tô Uyển Như hỏi nói. Phật tử tranh cử, ở 10 ngày sau cử hành, người đi liền biết. Tô Uyển Như cười nói. Diệp Thần nói, vậy kính xin Tô cô nương chiếu cố nhiều hơn. Tô Uyển Như nói, không được, ta phải đi về hướng trời nữ đại nhân phục mệnh, ta có một người bạn. Hắn vậy chuẩn bị tham gia Phật tử tranh cử, người đi theo hắn đi là được. Diệp Thần nói, à. Tô Uyển Như nói, hắn kêu Quy Trần, là Trần Miếu đệ tử, bị chân lý Phật Quang chọn chúng, lấy được ganh đua tư cách, Diệp đại ca, người đi theo hắn cùng đi là được. Diệp Thần gật đầu một cái, trong lòng nghĩ dậy giả thiên ma đế, liền nói, ta còn có một cái bằng hữu muốn đi. Tô Uyển Như nói, có thể, Phật tử tranh cử, là chúng sanh giới buổi lễ trọng thể. Có rất nhiều dự lễ khách mời, người dẫn người tới cũng không sao, chỉ là có thể tham gia Phật tử ganh đua, chỉ có ngươi một người. Diệp Thần khẽ vuốt cằm, biểu thị rõ ràng. Tô Uyển Như nói, vậy Diệp đại ca, ta đi về trước, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Thỏa thuận xong, Tô Uyển Như kêu tới người làm, để cho người làm mang Diệp Thần đi Trần Miếu, nàng thì mang địa hoàng thần thư, trở lại thái thượng thế giới, hướng trời nữ phục mệnh. Diệp Thần gọi tới giả thiên ma đế, Trần nói chuyện lúc trước.
Già Thiên Ma Đế nghe được rốt cuộc có yết kiến Phật Tổ cơ hội, nhất thời đại hỉ, nói, thằng nhóc, vậy chỉ cần ngươi thông qua Phật tử tranh cử, liền có thể gặp được Phật Tổ. Chỉ cần có thể thấy Phật Tổ, liền có thể biết vô thiên vậy thiện niệm hóa thân, rốt cuộc ở địa phương nào. Đến lúc đó, Già Thiên Ma Đế hồn trùng, cũng có thể ung dung hóa giải. Diệp Thần nói, đúng là như vậy, hy vọng hết thảy cũng có thể thuận lợi. Lập tức, Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế, liền đi theo Tô Uyển như người làm, đi Trần Miếu. Trần Miếu ở vòng Ưu Thành Bắc Ngoại Ô, một nơi đặc biệt hoang vu trên đỉnh núi. Vậy Trần Miếu lâu năm không sửa sang, đã đặc biệt đổ nát, chỉ có mấy cái tăng nhân. Tô Uyển như người làm, đơn giản hướng chủ trì phương trưởng, nói rõ ý đồ. Chủ trì phương trưởng lấy làm kinh hãi, nhìn Diệp Thần một mắt, nói, lúc đầu thí chủ cũng muốn đi tham gia Phật tử tranh cử sao. Diệp Thần nói, chính phải. Chủ trì phương trưởng trầm ngâm một hồi, liền xông lên bên trong kêu lên, Quy Trần, Tô thí chủ bằng hữu tới, ngươi. Lời còn chưa dứt, một cái thiếu niên, từ trong miếu bay vậy tựa như chạy đến. Các ngươi chính là Uyển như bạn chị sao? Thiếu niên thần thái phấn chấn, lại không có quy y, mái tóc dài thúc quan, mặt như quan ngọc, vậy không có một chút tăng nhân đần độn trang nghiêm. Hắn vây quanh Diệp Thần và Ma Đế, bên trái xem bên phải xem, mặt vui vẻ, nói các ngươi là Uyển như bạn chị, chính là bạn của ta kêu Quy Trần, các ngươi được a? Diệp Thần và Ma Đế nhìn nhau, một hồi ngạc nhiên, cũng không nghĩ tới cái này Quy Trần, là một cái như vậy cuốn lên hoạt bát thiếu niên. Ngươi chính là Quy Trần. Diệp Thần khá có chút hiếu kỳ nhìn hắn. Vậy thiếu niên nói, đúng vậy, các ngươi tốt. Diệp Thần nhìn chủ trì phương trượng một mắt, phương trượng cười khổ nói, Quy Trần cái đứa nhỏ này, cuốn lên nhảy thoát một chút, nhưng hắn trời xanh Phật cây tuệ tim, tương lai tất thành đại khí, lần này Phật tử tranh cử, hắn chính là bị chân lý Phật quang chọn chúng. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy. Ma Đế lại đột nhiên sắc mặt đại biến, nói, Diệp Thần. Diệp Thần nói, thế nào? Hắn quay đầu nhìn Ma Đế, đột nhiên kinh sợ. Chỉ gặp ở Ma Đế trên trán nổi lên một đóa màu đen hoa sen ma đạo dấu vết, không ngừng lóe lên. Đây là hắn hồn trùng dấu vết. Nếu như vô thiên thiện niệm hóa thân, xuất hiện ở vùng lân cận, Ma Đế trên trán dấu vết, nhất định có cảm ứng. Hiện tại, cái này đạo ấn nhớ, cũng đang không ngừng lóe lên. Chẳng lẽ nói, vô thiên vậy thiện niệm hóa thân, đang ở phụ cận. Trần Miếu bên trong, cũng chỉ có mấy cái lão tăng nhân, và Quy Trần một cái thiếu niên. Chẳng lẽ vô thiên thiện niệm hóa thân, lại có thể ở những người này bên trong? Diệp Thần ngạc nhiên dưới, ánh mắt nhìn về phía Quy Trần. Ma Đế ánh mắt, cũng chết phong tỏa Quy Trần, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, hắn mi tâm hồn trùng dấu vết, nhạt đi xuống, không lại lóe lên. Các ngươi làm sao rồi? Quy Trần thấy hai người diễn cảm khác thường, có chút hiếu kỳ hỏi. Diệp Thần ngắm nhìn Quy Trần, ngón tay không dấu vết, rút lại tay áo bảo bên trong, liền bóp động, ở một cái chớp mắt tới giữa, coi là thanh Quy Trần quá khứ vị lai, các loại thiên cơ nhân quả, rành trong mắt. Không phải hắn. Diệp Thần hạ thấp giọng, hướng Ma Đế nói. Hắn xem bói diễn toán, coi là thanh Quy Trần đi qua, đối phương chỉ là một thông thường nông gia thiếu niên, sau đó bị Trần Miếu thu nuôi, đi qua nhân quả đặc biệt rõ ràng, và Ma Tổ Vô Thiên không có bất luận quan hệ gì. Huống chi, Ma Tổ Vô Thiên thiện niệm hóa thân, là bị chân lý Phật Tổ thu nuôi, theo lý mà nói, người hẳn ở lớn chân lý phía trong chùa, cũng sẽ không ở một ngọn núi dã miếu nhỏ bên trong. Có thể là ta quá khẩn trương. Ma Đế xoa xoa ấn đường, cẩn thận ngưng xem kỹ dưới, vậy không phát hiện Quy Trần trên mình, có đặc thù gì hơi thở, có thể thật sự là hắn quá khẩn trương, tìm Ma Tổ Vô Thiên thiện niệm hóa thân nóng lòng, ngược lại rối loạn trận cước. Đừng nóng, chờ chúng ta thấy chân lý Phật Tổ, hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Diệp Thần nhẹ giọng nói. Ừ, Ma Đế nhẹ khẽ gật đầu. Hai vị đại ca, các ngươi cũng muốn đi tham gia Phật tử tranh cử sao? Quy Trần hào hứng nhìn Diệp Thần hai người, thân thiện hỏi. Hắn ánh mắt rất trong, Diệp Thần thậm chí có thể khẳng định, hắn liền người cũng chưa từng giết, giọng nói đặc biệt chân thành. Diệp Thần nói, đúng vậy, ta phụng Thái Thượng Thiên Nữ mệnh lệnh, đặc biệt tới tham gia Phật tử tranh cử, mới tới chúng sanh giới, cuộc sống không quen, xin quý tự chiếu cố một hai. Quy Trần cười nói, không sao, Phật tử tranh cử,
cuối cùng chọn Phật tử, có thể có nhiều cái, nói không chừng chúng ta cũng có thể bị chọn, nếu là ta bị chọn, Phương Trượng nhất định sẽ thật cao hứng. Vừa nói nhìn về phía chủ trì Phương Trượng. Phương Trượng khẽ mỉm cười, hướng Diệp Thần và Ma Đế nói, cái đứa nhỏ này trời xanh trí thiện, Phật tim cầm đang, chính là tu vi yếu đi một chút, 10 ngày sau Phật tử tranh cử, xin hai vị nhiều hơn nâng đỡ. Quy Trần liền võ đạo gông xiềng, cũng còn không chặt đứt, bề ngoài tu vi so Diệp Thần còn muốn kém. Chí ít, Diệp Thần đã chạm ra 92. Nếu là bàn về tổng hợp sức chiến đấu, Quy Trần càng là xa xa kém hơn Diệp Thần. Đối với mình thực lực, Quy Trần không hề quá để ở trong lòng, cười nói, ta thường xuyên nằm mơ thấy Phật Tổ, nhất định cùng Phật Tổ có duyên phận, lần này Phật tử tranh cử, muốn đến có ta một tiệc vị. Nghe được hắn lần này ngây thơ lời nói, Diệp Thần, Ma Đế và Phương Trượng cũng cười. Phật tử tranh cử ở 10 ngày sau cử hành, địa điểm ở Chân Lý Thánh Địa, cũng chính là lớn Chân Lý Chùa Sơn Môn chỗ. Lớn Chân Lý Chùa, có thể nói là chúng sanh giới nhất là thần thánh địa phương. Trong truyền thuyết chân lý Phật Tổ, chính là cư ngụ ở trong đó. Nếu như không có Phật Tổ pháp dụ, người bất kỳ đều không thể đến gần thánh địa. Lần này Phật tử tranh cử, lớn chân lý chùa sẽ phái người tiếp đón, không cần đích thân chạy tới, vậy không cho phép tử đi. Diệp Thần và Ma Đế, ở Trần Miếu bên trong đợi 3 ngày, quả nhiên thì có lớn chân lý chùa thiền sư, cưỡi thất bảo đài sen, tiếp đón bọn họ đi thánh địa tham gia tranh cử. Diệp Thần trình chân lý cổ làm, để cho được vậy rất nhiều thiền sư, cũng hơi khiếp sợ. Diệp Thần vẫn là giả thác thiên nữ đệ tử thân phận, phụng thiên nữ mệnh lệnh, tham gia tranh cử. Những cái kia thiền sư cũng không hỏi nhiều, bởi vì Diệp Thần có chân lý cổ làm, có thể không điều kiện tham gia tranh cử, không cần bất kỳ lý do gì. Chỉ như vậy, Diệp Thần, Quy Trần thành tựu tranh cử người, Trần Miếu các tăng nhân, còn có Ma Đế, thành tựu dự lễ khách mời. Ở đó chút thiền sư tiếp đón hạ, đi chân lý thánh địa. Ra Diệp Thần ý liêu, Tô gia bên kia, Tô gia gia chủ Tô Liệt, Tô Đạo Quang, còn có rất nhiều Tô gia cường giả, cũng được mời, có thể làm là khách quý dự lễ. Tô Đạo Quang ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, tràn đầy không cam lòng cùng căm hận. Lần trước hắn thua ở Diệp Thần dưới quyền, là nhất thời khinh thường, hơn nữa hắn vậy không dùng toàn lực, cho nên 10 phần không cam lòng. Diệp Thần tự nhiên có thể cảm thấy Tô Đạo Quang căm hận, nói thật, đối phương là Diệp Lâm Uyên học trò, hắn vậy có hứng thú quyết chiến một phen, kiến thức một chút Diệp Lâm Uyên chiêu pháp, chỉ bất quá hiện tại Phật tử tranh cử sắp tới, tự nhiên bất tiện gây thêm rắc rối. Rất nhanh, Diệp Thần đoàn người đạp thất bảo đài sen, đi tới Chân Lý Thánh Địa. Chân Lý Thánh Địa, khắp nơi đều là kim quang, sáng chói mênh mông, tràn ngập khoáng đạt Phật môn khí tượng. Một tòa thật to pho tượng Phật Tổ đứng sừng ở thánh địa giữa quảng trường, nguy nga, làm người ta màng bái. Trong hư không, có từng cơn cổ xưa ngâm sướng cầu nguyện đang vang vọng, đãng địch nhân tâm thần. Nơi này chính là chân lý thánh địa sao? Diệp Thần trong lòng cũng lại yên tĩnh xuống, ánh mắt híp lại, thiếu nhìn phương xa. Ở chân lý thánh địa chỗ sâu, một tòa kim sơn đứng sừng sững. Vậy tòa kim sơn, không biết nhiều ít trượng cao, một mực thông đến đám mây chân trời. Ở chân trời mây trôi vần quanh hạ, một tòa miếu to lớn, xây ở đứng trên đỉnh núi. Chư thiên phạm sướng, từng cơn hay ca, tất cả loại cổ xưa Phật âm, ngàn vạn điều sáng chói huy hoàng Phật khí, cũng từ vậy trong chùa miếu nhô lên đi ra, sáng đẹp kỳ quan. Đó chính là chúng sanh giới nhất là thần thánh, nhất là minh mông, cường thịnh nhất lớn chân lý chùa, trong truyền thuyết chân lý tượng trưng. Vậy tòa Kim Sơn, chính là kêu Cực Nhạc Sơn. Tương truyền bước vào Cực Nhạc Sơn người, là được hưởng thế gian vô cùng vui, vĩnh viễn không lo, nếu là có thể leo lên Cực Nhạc Sơn đỉnh núi, tiến vào lớn chân lý chùa, lại có thể dòm ngó gặp thế gian trí cao chân lý, chứng đạo diệu pháp, kiểm chứng hoa sen. Phương Trượng, nếu là ta có thể trở thành Phật tử, có phải hay không là có thể vào lớn chân lý chùa tu luyện? Quy Trần nhìn lớn chân lý chùa khoáng đạt khí tượng, một hồi hưng phấn nói. Trần Miếu Phương Trượng chắp tay mỉm cười, nói, muốn trở thành là Phật tử, tuyệt không phải chuyện dễ, cần phải đi qua tầng 3 Phật đạo khảo nghiệm, một tầng so một tầng khó khăn, người muốn bước vào lớn chân lý chùa, trước thông qua vậy khảo nghiệm nói sau. Quy Trần vui vẻ nói, Phật tổ che chở, ta nhất định có thể thuận lợi thông qua. Diệp Thần và Ma Đế nhìn nhau, Diệp Thần hạ thấp giọng hỏi, Ma Đế tiền bối, Ma Tổ vô thiên vậy thiện niệm hóa thân,
rất có thể ngay tại chân lý thánh địa, người có thể cảm giác được sao? Ma đế xoa xoa ấn đường, dấu vết lại không có hiện ra, hắn lắc lắc đầu nói, tạm thời còn không có. Diệp thần gương mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, thấp giọng nói, xem ra vẫn là phải cùng Phật tử tranh cử bắt đầu, chỉ cần ta có thể thông qua khảo nghiệm, thấy Phật tổ, liền có thể biết vậy hóa thân kết quả là ai. Lập tức, Diệp thần đoàn người, liền ở chân lý thánh địa ở đây hạ, yên lặng tranh cử ngày đến. Thời gian vội vã, 7 ngày thoáng một cái đã qua, tranh cử ngày cũng là rốt cuộc tới. Cái này 7 ngày thời gian, Diệp thần và ma đế, vậy đang lặng lẽ tìm vậy thiện niệm hóa thân tung tích, đáng tiếc không có thu hoạch. Ma đế mi tâm dấu vết, thỉnh thoảng sẽ lóe lên một tí, nhưng rất nhanh liền tắt đi xuống, cũng không có quá rõ ràng chỉ dẫn. Ma đế rất là nóng lòng, hắn hồn chủng độ phù hợp càng ngày càng cao, nếu như không phải là có chân lý thánh địa Phật khí áp chế, có thể ở 7 ngày thời gian bên trong, hắn đều phải bộc phát. Diệp thần cũng biết tình hình nguy hiểm, thật may tranh cử ngày đã tới, chỉ cần ngày hôm nay thông qua tranh cử, trở thành Phật tử, hắn liền có thể bước vào lớn chân lý chùa, thấy Phật tổ, giải quyết hết thảy vấn đề. Tranh cử ngày đến, để cho được toàn bộ chân lý thánh địa, đều là xôi trào. Khắp nơi răng đèn kết hoa, đốt nhang lượn lờ, bầu không khí tương đối nhiệt liệt. Rất nhiều tân khách, hội tụ ở Cực Nhạc Sơn hạ dự lễ. Hơn 100 cái tranh cử người, ngay ngắn xếp thành mấy cái đội ngũ, cung kính đứng ở Cực Nhạc Sơn xuống bậc thang. Diệp thần ngay tại đội ngũ bên trong, hắn trước mắt là một cái thật dài nấc thang, một mực kéo dài hướng đỉnh núi lớn chân lý chùa. Rất nhiều La Hán, Thiền Sư, Bồ Tát, trôi lơ lửng ở Cực Nhạc Sơn tứ phương bầu trời, ngâm sướng khấn cầu, trong không khí tràn đầy trang nghiêm phản âm. Mời các vị tranh cử người chuẩn bị. Một cái phụ trách khảo hạch thiền sư, cao giọng nói. Diệp thần, Quy Trần cùng tranh cử người, liền nguyên nghiêm túc tâm tình, chuẩn bị tranh cử. Nhưng vào lúc này, trên núi đột nhiên có hai đạo kim quang bắn ra, bao phủ ở hai cái dự lễ tân khách trên mình. Vậy hai cái dự lễ tân khách, chính là Già Thiên Ma Đế và Tô Đạo Quang. Cảm nhận được kim quang bao phủ, Ma Đế và Tô Đạo Quang, đều là sửng sốt một tí. Vậy khảo hạch thiền sư cũng là sững sờ, sau đó vui vẻ nói, các người bị Phật tổ ngoài định mức chọn chúng, cũng có thể tham gia tranh cử. Nghe được khảo hạch thiền sư lời nói, người chung quanh chặc chặc lấy làm kỳ, rối rít hâm mộ hai người vận khí. Diệp thần thấy bị chọn chúng người, vừa vặn chính là Ma Đế và Tô Đạo Quang, tim nhất thời đập mạnh, cái này hai người cùng ta nhân quả không cạn, nhưng trùng hợp như vậy bị chọn chúng, chẳng lẽ vậy chân lý Phật tổ, đã biết ta tới. Ma Đế gặp có tham tuyển cơ hội, lập tức đi tới Diệp thần bên người, thấp giọng nói, Phật tổ có thể biết chúng ta tới, ta hồn trùng, rốt cuộc có giải quyết cơ hội. Diệp thần trong lòng cũng là một hồi kích động, gật đầu một cái. Tô Đạo Quang bị chọn chúng, cũng là gia nhập đội ngũ bên trong, hướng Diệp thần cười hắc hắc, nói, Diệp công tử, xem ra chúng ta có thể chân chính so tài một chút. Diệp thần nhàn nhạt nói, tùy thời cung kính chờ đợi. Vậy khảo hạch thiền sư, gặp tất cả người chuẩn bị xong, hắng giọng một cái, nói, lần này Phật tử khảo hạch, tổng cộng chia tầng 3, tầng thứ nhất là tâm ma kiếp. Các ngươi dọc theo cái bậc thang này, đi thẳng đi lên, chỉ cần có thể vượt qua tâm ma, liền coi là thông qua khảo hạch. Thiền sư tiếng nói rơi xuống, phía trước vậy cái nấc thang, bỗng nhiên hiện ra từng mảnh lưu ly đóa hoa, hoa kia đóa dịch thấu trong suốt, ánh chiếu lưu ly cánh hoa, có thể thấy người dung mạo, thậm chí nội tâm. Như vậy, chúc các ngươi may mắn. Phương xa truyền tới một hồi tiếng chuông, tuyên cáo tầng thứ nhất khảo hạch chính thức bắt đầu. Tâm ma kiếp sao? Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, nếu như ở lúc trước, hắn có thể sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng hôm nay, hắn đã bổ toàn luân hồi thánh hồn trời, tinh thần hồn lực thế gian vô địch, bất kỳ tâm ma cũng không thể thương tổn tới hắn. Cái này tâm ma kiếp, Diệp thần tự nhiên không sợ, chỉ là có chút lo lắng ma đế. Liền nói, Ma Đế tiền bối, người đi theo bên người ta. Ừ, đa tạ. Ma Đế trong bụng cảm kích, hắn biết Diệp thần thần hồn lực lượng, đã cường hãn đến thế gian vô địch bước, đừng nói cái này tâm ma kiếp, coi như là đế thích thiên đích thân tới, cũng không thể dung chuyển Diệp thần chút nào. Theo tầng thứ nhất khảo hạch bắt đầu, không hề thiếu tranh cử người, dẫn đầu bước ra, dọc theo nấc thang đi lên. À, nhưng mà, còn không bao lâu, thì có người tê tiếng hét thảm lên. Bị vậy lưu ly cánh hoa, ánh chiếu ra tâm ma, một hồi kêu rên,
cả người nổ lên hắc khí, ngã xuống đất co quắp lật lăn. Bên cạnh có bảo vệ trật tự lớn chân lý chùa cường giả, lập tức đem tâm ma phát tác người, kéo cách hiện trường. Rất nhiều tranh cử người, từng bước một dọc theo trước bậc thang vào, càng chỗ cao, tâm ma kiếp khó khăn càng như người thú, rất nhiều người không nhịn được, tâm ma dâng lên, ngã xuống đất lật lăn kêu rên. Thậm chí, có người tâm ma bùng nổ được quá kịch liệt, liền ý thức đều bị nuốt hết, lâm vào là dữ tợn quái vật. Bảo vệ trật tự các cường giả, đặc biệt quả quyết, trực tiếp ra tay chém chết, không lưu chút nào tình cảm. Dự lễ các tân khách, thấy cái này tâm ma kiếp khó khăn, như vậy đáng sợ, thậm chí sẽ nuốt phệ ý thức của người, đều là tủng sợ hãi. Cái này tâm ma kiếp khó khăn, có như thế đáng sợ sao? Phật nói, chư pháp đều là không, như vậy ta văn, ta tim tinh khiết, lại tại sao có thể có tâm ma đâu? Quy Trần thấy nhiều người như vậy, bị tâm ma ăn mòn, cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Hắn sải bước ra, vậy dọc theo nấc thang, từng bước một đi lên tiến về trước. Chỉ gặp hắn bước chân như gió, lưu ly cánh hoa ánh chiếu mặt hắn bàng, tràn đầy ngây thơ thuần hậu hình dáng, không có một chút tội nghiệt cùng ma khí. Ngay chớp mắt, Quy Trần liền đạp qua mấy trăm tầng nấc thang, đi thẳng đến sườn núi trên bình đài, thành công vượt qua tâm ma kiếp, liền khí đều không xuyễn một tí. Này, Diệp đại ca, các ngươi vậy mau lên đây. Rất đơn giản. Quy Trần đứng ở sườn núi trên bình đài, hướng Diệp Thần và Ma Đế huy động cánh tay, một mặt hết sức phấn khởi hình dáng. Diệp Thần và Ma Đế nhất thời kinh hãi, cái này tâm ma kiếp tuyệt không đơn giản, rất nhiều tranh cử người đều bị gợi lên tâm ma, bước chân duy gian, thậm chí có người trở thành quái vật. Nhưng Quy Trần, nhưng là vô cùng bộ dáng ung dung, ngay chớp mắt liền độ kiếp thành công, thông qua đệ nhất trọng khảo hạch, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Toàn trường các tân khách, thấy Quy Trần vậy bộ dáng ung dung, cũng là không thể tưởng tượng nổi. Vậy tiểu tử là ai? Hắn lại có thể liền một chút tâm ma cũng không có sao. A-di-đà Phật, Phật Tổ nói thế gian tồn tại một loại người, từ bi lương thiện, trẻ sơ sinh chi tâm, xem ra người nọ chính là trong truyền thuyết trẻ sơ sinh. Đám người tân khách xì xào bàn tán, đều là không thể tin nhìn Quy Trần. Trần miếu mấy vị lão các tăng nhân, chính là luôn miệng niệm Phật. Trong miệng tụng niệm, ngã Phật tử bi, ngã Phật tử bi. Diệp Thần và Ma Đế nhìn nhau, hai người ngưng trọng gật đầu, cũng là dậm chân ra, dọc theo nấc thang đi lên đi. Trong hư không, một phiến phiến lưu ly cánh hoa bay xuống. Long lanh trong suốt lưu ly, rõ ràng tỏa ra mặt người bàng. Diệp Thần lộ ra vậy lưu ly minh quang, hoảng hốt tới giữa, thấy được mình nội tâm. Nội tâm hắn rất nhiều dục vọng, muốn trở nên mạnh mẽ dục vọng. Muốn thành lập luân hồi trật tự dục vọng, muốn chu diệt vũ hoàng cổ đế dục vọng, còn có rất nhiều hơn mịt mờ ý niệm, ví dụ như muốn mang Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh đám con gái, cùng nhau tiêu dao sung sướng vân. Vân, rất nhiều dục vọng, rất nhiều mịt mờ ý niệm, thậm chí có chút xấu xa ý niệm, đều bị ánh chiếu liền đi ra. Những hình ảnh này, người ngoài không thấy được, nhưng Diệp Thần có thể thấy rõ. Hắn thấy rõ liền mình tim. Nếu như những thứ này dục vọng, coi như là tâm ma nói, vậy hắn tâm ma, tuyệt đối là vô cùng mãnh liệt. Nhưng, Diệp Thần khí định thần nhàn, cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Hắn có thể nhìn thẳng mình nội tâm, cũng rõ ràng chắc chắn mình dục vọng. Hắn biết mình hết thảy mong muốn, cái này không phải là ma niệm, không phải tội nghiệt, mà là người bình thường có dục vọng. Huống chi, Diệp Thần bổ toàn luân hồi thánh hồn trời, có luân hồi thánh hồn thiên bảo vệ. Hắn nội tâm vô cùng bền bỉ, thế gian không có bất kỳ vật gì, có thể dung chuyển hắn tâm cảnh. Cho nên, Diệp Thần cũng là đi dạo sân vắng, cũng không có bị chút nào ngăn trở, ung dung thoải mái đi về phía trước, và Quy Trần vậy ung dung. Diệp đại ca, mau tới. Quy Trần thấy Diệp Thần cũng là như thế bộ dáng ung dung, nhất thời đại hỉ, chào hỏi liên tục. Diệp Thần gật đầu một cái, tiếp tục đi về trước phương đi tới, nhưng đi không mấy bước. Hắn liền phát hiện Ma Đế lạc đội. Ma Đế tiền bối. Diệp Thần ngạc nhiên quay đầu, nhưng phát hiện Ma Đế thống khổ cương tại chỗ, cả người hắc khí tràn ngập. Hắc khí kia bên trong, thấm ra ma tổ vô thiên hơi thở. Thằng nhóc, mau ra tay giết ta, hồn trùng muốn bộc phát. Ma Đế vùng vẫy rên thống khổ đứng lên, ở nơi này tâm ma kiếp khảo nghiệm xuống, hắn tâm ma bị câu đi ra. Hắn tâm ma, chính là ma tổ vô thiên. Cái này một tí,
hồn trùng sắp hoàn toàn bùng nổ, hắn thì phải biến thành cái thứ hai ma tổ vô thiên. Cảm nhận được ma đế trên mình, càng ngày càng đậm hơn ma khí, toàn trường người đều là thất sắc. Đó là, ma tổ vô thiên hơi thở. Lúc đầu tên kia, chính là ma tổ vô thiên đồ đựng, trong truyền thuyết ma đế thánh tử. Ma đế thánh tử tới ta chúng sanh giới làm gì? Gay gâu, ma tổ vô thiên sắp đem hắn đoạt xác, hạ xuống. Mau giết hắn. Rất nhiều tân khách kêu to, theo ma đế hồn trùng kịch liệt phản ứng, ma đế tản ra ma khí, bộc phát khủng bố, cả ngày không cũng dâng lên vạn nắng mây đen, ùng ùng vang dội, sấm sét nổ tung, gió lớn bạo dũng. Ma đế tiền bối, chú ý. Diệp thần cũng không kiềm chế được nữa, vội vàng một bước bước ra, sử dụng luân hồi thánh hồn thiên. Rào. Luân hồi thánh hồn thiên ánh sáng sáng chói, nhất thời tách thả ra, to lớn luân hồi hơi thở, chiếu sáng bốn phương. Giờ khắc này Diệp thần, luân hồi khí tượng hoàn toàn hiển lộ. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng đồng loạt hội tụ ở trên người hắn, một hồi rung động ngạc nhiên. Chung quanh rất nhiều lớn chân lý chùa cường giả, vốn là muốn sấm sét ra tay, chém chết ma đế, nhưng thấy Diệp thần luân hồi khí tượng hiện ra, tất cả mọi người đều ngây dại. Ở luân hồi thánh hồn thiên dưới áp chế, chung quanh một phiến phiến lưu ly cánh hoa, rối rít nghiền. Già thiên ma đế tâm ma, vậy rất nhanh lắng xuống, hắn nguyên bản hỗn loạn đen nhánh ánh mắt, dần dần khôi phục trong suốt. Cuối cùng, trên người hắn ma khí tản đi, khôi phục thanh tỉnh. Thằng nhóc, ngươi vừa cứu ta một lần. Ma đế ngơ ngác nhìn Diệp thần, nói. Nếu như không phải là Diệp thần mở ra luân hồi thánh hồn trời, hắn khẳng định phải chết. Coi như không bị ma tổ vô thiên đoạt xác, cũng phải bị chung quanh cường giả chu diệt. Không có sao. Diệp thần thở phào nhẹ nhõm, thật may hắn luân hồi thánh hồn thiên đã bổ toàn, có thể áp chế tâm ma, nếu không, ma đế giờ phút này hồn chủng bùng nổ, hắn còn thật không đè ép được. Lúc đầu luân hồi chi chủ đại giá đến chơi, thật là không có từ xa tiếp đón. Vậy khảo hạch thiền sư xa xa hướng Diệp thần chấp tay hành lễ, thái độ khá là khiêm nhường. Diệp thần gật đầu một cái, nói ta có thể tham gia Phật tử tranh cử sao? Vậy khảo hạch thiền sư nói, dĩ nhiên có thể, luân hồi chi chủ nguyện ý quy theo ta Phật, đó là ta lớn chân lý chùa thiên đại vinh hạnh. Diệp thần khẽ lắc đầu, hắn cũng không có quy theo Phật môn ý tưởng, nhưng lúc này vậy không tiện nói nhiều, liền đỡ ma đế về phía trước tiến về phía trước. Có hắn luân hồi thánh hồn thiên bảo vệ, ma đế không có lại gặp đến tâm ma khốn khổ. Hai người rất thuận lợi đi tới sườn núi chỗ sàn, hoàn toàn thông qua tầng thứ nhất tâm ma kiếp khảo nghiệm. Diệp đại ca, lúc đầu ngươi chính là luân hồi chi chủ. Phật tổ nói, luân hồi chí cao, luân hồi trật tự, chính là chư thiên vững chắc nhất trật tự, ngươi chịu quy theo ta Phật, thật là không thể tốt hơn nữa. Quy Trần mừng rỡ vạn phần, lại mang sùng kính, vô cùng hưng phấn ngước nhìn Diệp thần. Diệp thần không có nói gì nhiều. Chỉ là khẽ mỉm cười, ánh mắt mong xuống phía dưới. Chỉ gặp phía dưới nấc thang, Tô Đạo Quang đang khổ khổ vùng vẫy, hắn vốn là có thể miễn cưỡng chịu đựng tâm ma đánh vào, nhưng Diệp thần hiển lộ thân phận, nhưng để cho hắn hoàn toàn lộ vẻ xúc động. Thằng nhóc này, chính là luân hồi chi chủ. Khó trách hắn cường hãn như vậy, lấy trảm ra cảnh thân, lại có thể nghịch phá thiên quân. Tô Đạo Quang rung động vạn phần, tâm cảnh rung dưới, một cái không xem kỹ. Bị tâm ma ăn mòn, cả người nhất thời hiện lên màu đen tội nghiệt hơi thở. Lại một cái thất bại. Phụ trách khảo hạch thiền sư, lắc đầu một cái, liền phất tay một cái, chuẩn bị kêu người mang đi Tô Đạo Quang. Không. Sư phụ, giúp ta giúp một tay. Tô Đạo Quang đột nhiên ngửa mặt lên trời chợt quát, sau lưng nổi lên một đạo hư ảnh. Đó là một cái thân hình cao lớn nam tử, giữa trán mang động trời chiến ý, hắn vừa xuất hiện. Chính là hơi ra một đạo trảm thiên kiếm khí, phá toái hư không. Chung quanh các loại lưu ly cánh hoa, hết thảy tâm ma tội nghiệt, ở một kiếm này mũi nhọn hạ, đều bị chặt đứt. Diệp Lâm Uyên. Diệp thần thấy cái đó nam tử, cả người nhất thời chấn động một cái. Tô Đạo Quang nơi gọi tới hư ảnh, lại chính là Diệp Lâm Uyên. Diệp Lâm Uyên chỉ là một kiếm, liền đem tất cả tâm ma hơi thở, chém sạch sẽ, thiên địa làm thanh trừ sạch sẽ. Tựa hồ là cảm giác được Diệp thần ánh mắt, Diệp Lâm Uyên vậy mắt lạnh nhìn chằm chằm Diệp thần, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng sát khí. Rồi sau đó, Diệp Lâm Uyên hư ảnh, dần dần tản đi. Tô Đạo Quang lại cũng không có tâm ma khốn khổ, kêu một tiếng, đa tạ sư phụ.
bước nhanh trước sông lên, vậy vọt tới sườn núi trên bình đài, thuận lợi vượt qua đệ nhất trọng khảo hạch. Toàn trường các tân khách, mắt thấy Diệp Lâm Uyên vậy động trời một kiếm, cũng là một hồi xôn xao, bàn luận sôi nổi. Cuối cùng, tầng thứ nhất khảo hạch kết thúc, hơn 100 cái tranh cử người bên trong, có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, chừng hơn 70 cái. Có thể có nhiều người như vậy thông qua khảo hạch, đều là bởi vì Diệp Lâm Uyên. Diệp Lâm Uyên vậy kinh thiên một kiếm, chém hết tâm ma, để cho rất nhiều người cũng chiếm được tiện nghi, thuận lợi vượt qua kiểm tra. Thấy một màn này, vậy khảo hạch thiền sư, cũng không có gì ý kiến. Bởi vì, ải thứ nhất chỉ là khai vị món, phía sau còn có hai ải. Dựa vào may mắn qua cửa, đối mặt kế tiếp hai ải, không thể nào còn có vận khí tốt như vậy. Ta tuyên bố, thông qua tâm ma kiếp người, tổng cộng có 72 người. Tiếp theo, chính là tầng thứ hai khảo nghiệm, chân lý cướp. Khảo hạch thiền sư thanh âm ngẩng cao, theo lời hắn rơi xuống, từ sườn núi kéo dài hướng đỉnh núi trên bậc thang, chính là xuất hiện tầng tầng sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc bao phủ nấc thang, làm người ta không nhìn ra hư thật, một hồi lòng rung động. Khảo hạch thiền sư nói, bước vào sương mù dày đặc bên trong, lắng nghe Phật tổ pháp dụ, trả lời Phật tổ vấn đề, chỉ cần có thể thông qua Phật tổ khảo nghiệm, coi như các ngươi vượt qua kiểm tra. Đám người nghe được lại muốn trả lời Phật tổ vấn đề, đều là kinh hãi. Diệp thần nội tâm ngược lại là vui vẻ, nếu như có cơ hội và Phật tổ mặt đối mặt, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Như vậy, vào đi thôi, chúc các ngươi thuận lợi. Khảo hạch tiếng chuông gõ, trên bậc thang sương mù dày đặc càng nồng nặc, phảng phất có cái gì không thể danh trạng đồ, ẩn núp ở bên trong vậy. Diệp thần, Ma đế, Quy Trần ba người nhìn nhau, rồi sau đó gật đầu một cái, sóng vai bước vào sương mù dày đặc nấc thang bên trong. Nhưng mà, vậy sương mù dày đặc tựa hồ có cái gì quỷ dị lực lượng, rất miễn cưỡng đem ba người phân tản ra. Rất nhiều tranh cử người, tiến vào sương mù dày đặc sau đó, cũng là bị từng cái phân tán. Bên ngoài dự lễ tân khách, cái gì cũng không thấy được, một hồi xôn xao cùng nói thì thầm. Rồi sau đó, bọn họ nghe được ở trong sương mù, truyền ra một đạo thê lương khoáng đạt, như hồng trung đại lữ vậy thanh âm. Chân lý là cái gì? Đó là Phật tổ thanh âm. Diệp thần ở trong sương mù tiến về phía trước, rút ra luân hồi thiên kiếm, duy trì cảnh giác. Nhưng, một đường đi tới trước dưới, hắn cũng không có gặp phải quái vật gì tập kích. Chỉ là bỗng nhiên, trong hư không vang lên một giọng nói, thanh âm kia hỏi hắn, chân lý là cái gì? Diệp thần lấy làm kinh hãi, hỏi, ngươi là người nào? Thanh âm kia nói, lão nạp chính là chúng sanh giới thần vũ trụ, chân lý cổ Phật. Diệp thần vui vẻ nói, lúc đầu tiền bối chính là chân lý Phật tổ, thất kính, thất kính. Diệp thần hoảng bận bịu thi lễ một cái, muốn hỏi ma tổ vô thiên thiện niệm hóa thân sự việc, nhưng lại muốn tựa hồ vẫn chưa tới thời điểm. Thanh âm kia tiếp tục hỏi, luân hồi chi chủ, lão nạp xin hỏi ngươi, chân lý là cái gì? Diệp thần ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, chân lý là cái gì? Hắn nhưng không nghĩ tới vấn đề này. Thanh âm kia ừ một tiếng, nói, đúng vậy, cái thế giới này cuối cùng chân lý, rốt cuộc là cái gì? Cái thế giới này, có thể hay không có vĩnh hằng chân lý tồn tại, có thể minh biện hết thảy thị phi thiện ác? Diệp thần mờ mịt, hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, chân lý là cái gì? Thanh âm kia nói, ngươi không biết sao? Diệp thần thản nhiên nói, ta không biết. Thanh âm kia yên lặng một hồi, liền nói, có lẽ, ngươi có thể nhìn những người khác một chút, là trả lời như thế nào. Thanh âm rơi xuống, Diệp thần trước mắt sương mù dày đặc vặn vẹo, hiện ra từng bức họa. Đầu tiên xuất hiện một màn hình, là Tô Đạo Quang. Tô Đạo Quang đối mặt Phật tổ câu hỏi, cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, chính là đáp chân lý là cái gì. Cái này thế gian chân lý, chính là mạnh hiếp yếu. Cường giả độc tôn. Quả đấm của người nào lớn, người đó chính là đạo lý. Thí dụ như Vũ Hoàng Cổ Đế, một cái cay nghiệt thiếu tình cảm lão gia, lòng dạ ác độc, vô cùng tàn khốc, nhưng hắn hết lần này tới lần khác có thể trấn giữ thiên giới, trở thành chư thiên chí cao, chính là hắn thực lực đủ mạnh mẽ. Cái thế giới này, nhất cuối cùng chân lý, vĩnh viễn là cường giả độc tôn, bên thắng ăn suốt, người thua thực trần. Trong giọng nói mang không cam lòng, cuồng nhiệt, tức giận vân tâm trạng, mạnh hiếp yếu, cường giả độc tôn, đây chính là Tô Đạo Quang câu trả lời. Diệp thần gật đầu một cái,
lời này xác thực có một chút đạo lý. Hình ảnh lại chuyển, Diệp Thần lại thấy, Già Thiên Ma Đế vậy mặt đối với vấn đề này. Già Thiên Ma Đế trầm ngâm một hồi, đáp, nếu như cái này thế gian, thật tồn tại vĩnh hằng chân lý, vậy ta cảm thấy, chính là luân hồi. Luân hồi, chính là chí cao chân lý, chỉ cần thành lập được luân hồi trật tự, sống chết thiện ác, đều có định luân. Diệp Thần nghe được Ma Đế trả lời, sững sờ một chút, nội tâm lại là cảm kích, xem ra Ma Đế là kiên quyết đứng ở hắn trận doanh, thậm chí cho rằng luân hồi chính là cao nhất chân lý. Hình ảnh lại nhảy chuyển, Diệp Thần thấy cái đó gọi Quy Trần thiếu niên, nghe được Phật Tổ câu hỏi sau đó, đảo trong mắt một vòng, nói. Phật Tổ, người hỏi ta chân lý. Vậy dĩ nhiên là từ bi, ta nghe Phương Trượng nói qua, cực kỳ lâu trước kia, đã từng ra đời qua một vị từ bi chủ, nàng từ bi hơi thở, có thể để cho làm ác người buông xuống đổ sát đao, có thể để cho người trong thiên hạ buông xuống tranh đấu, người người từ bi là trong lòng, nhân nghĩa lễ thiện, thiên hạ thái bình. Cho nên nói, nếu quả thật có cái gì chân lý, ta cảm thấy là từ bi chi đạo. Cuối cùng, lại có mấy bức họa chuyển động, Phật Tổ cho Diệp Thần nhìn những người khác trả lời. Cuối cùng, Phật Tổ hỏi, như vậy, luân hồi chi chủ, người trong lòng có đáp án sao? Cái này thế gian cuối cùng chân lý, rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần cúi đầu trầm ngâm, như có điều suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu một cái, nói cái vấn đề này quá lớn, cũng quá phức tạp, ta không biết. Phật Tổ nói, người không biết. Diệp Thần nói, đúng vậy, ta liền gông xiềng cũng còn không chặt đứt, ta ngờ đâu cuối cùng chân lý. Phật Tổ yên lặng một hồi. Nói, vậy lão nạp liền vì ngươi chặt đứt gông xiềng, xông phá sinh tử huyền quan. Thanh âm rơi xuống, Diệp Thần chính là cảm thấy, có một cổ bàng bạc kinh khủng lực lượng, hung hăng bơm vào đến mình trong cơ thể. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Hắn xương sống thắt lưng còn dư lại 4 tiết gông xiềng, ở trong nháy mắt bị xông lên đoạn. 12 đạo sinh tử huyền quan, toàn bộ đả thông. Diệp Thần chạm ra số lượng. Ở trong nháy mắt đạt tới 96 đạo. Chạm ra 96 đạo, đây đã là thiên nữ tư chất. Diệp Thần bộ dạng sợ hãi kinh hãi, không nghĩ tới Phật Tổ ra tay một cái, lại có thể giúp hắn đả thông tất cả sinh tử huyền quan. Hiện tại hắn chỉ còn lại đầu lâu gông xiềng, cặp mắt gông xiềng, tim gông xiềng không có đả thông. Phật Tổ, ngươi! Diệp Thần rung động thật sâu, cái này chân lý Phật Tổ, rốt cuộc cường hãn đến cái gì bước? Tiện tay tới giữa, lại có thể thay mình xông phá sinh tử huyền quan, hơn nữa còn không có chút nào tác dụng phụ. Theo sinh tử huyền quan hoàn toàn đả thông, Diệp Thần cảm thấy mình sức chiến đấu, điên cuồng tăng vọt. Trước kia hắn đối mặt Tô Đạo Quang, có thể còn sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng hiện tại, Diệp Thần có tuyệt đối chắc chắn, có thể đem đối phương chém chết. Sinh tử huyền quan đả thông, Diệp Thần thực lực, là chất bay vọt, hung mãnh tăng vọt. Ồ, người gông xiềng, lại có thể như vậy vững chắc. Lão nạp vốn cho là, chỉ ít có thể vì ngươi đả thông đầu lâu gông xiềng, để cho ngươi trí khôn siêu nhiên, khám phá vô căn cứ, dòm ngó gặp chân lý, không nghĩ tới chỉ là đả thông sinh tử huyền quan mà thôi. Phật Tổ vậy thanh âm trầm ổn, vào giờ khắc này sinh ra chập chờn. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Thần đầu lâu gông xiềng, như cũ vững chắc. Hắn mới vừa xuất thủ, chỉ là đả thông sinh tử huyền quan thôi. Luân hồi huyết mạch, không hổ là chư thiên chí cao, gông xiềng lại cường hãn như vậy. Phật Tổ phát ra xúc động rung động thanh âm. Diệp Thần lật đật chắp tay nói, Phật Tổ, người thay ta đã thông sinh tử huyền quan, ta đã rất là cảm kích, đa tạ, đa tạ. Phật Tổ nói, như vậy, người hôm nay, có thể dòm ngó gặp chân lý sao? Diệp Thần yên lặng, rồi sau đó lắc đầu một cái, nói, không thể, cuối cùng chân lý, ta cũng không biết. Hoặc giả là mạnh hiếp yếu, hoặc giả là luân hồi trật tự, vậy hoặc giả là từ bi đại lộ, ta không thể xác định. Phật Tổ thở dài nói, đây chính là ngươi câu trả lời sao? Thanh âm hắn bên trong, mang vô tận tiếc nuối. Diệp Thần còn muốn nói gì, nhưng Phật Tổ thanh âm đã yên lặng đi xuống, lại không có bất kỳ vang động. Cuối cùng, Diệp Thần trước mắt sương mù dày đặc, xuất hiện một cái kim quang đại lộ, một mực đi thông đỉnh núi. Diệp Thần dọc theo kim quang kia đại lộ, từng bước một đi về phía đỉnh núi. Trong truyền thuyết lớn chân lý chùa, liền thi công ở đứng trên đỉnh núi. Diệp Thần đi tới miếu trước trên quảng trường, nhìn gần trong gang tấc lớn chân lý chùa, càng cảm thấy Phật Pháp trang nghiêm mênh mông,
vô biên vô tận. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần thấy Giả Thiên Ma Đế, Quy Trần, Tô Đạo Quang các người, vậy rối rít từ trong sương mù đi ra, đi tới đỉnh núi. Cuối cùng, có thể thuận lợi qua cửa, đi ra sương mù dày đặc người, tổng cộng có 28 người. Những người khác, thì bị khốn tại sương mù dày đặc bên trong, không tìm được đường lên núi kính. Rồi sau đó, sương mù dày đặc tản đi, những người đó mờ mịt đứng ở trên bậc thang, không biết làm sao. Khảo Hạch Thiền Sư cao giọng nói, ải thứ hai, chân lý cướp kết thúc. Có thể đi lên đỉnh núi người, chính là thành công thông qua Phật Tổ khảo nghiệm. Những người còn lại chờ, toàn bộ sàng lọc, tất cả trở về đi thôi. Cái này ải thứ hai, chính là chân lý vấn đáp. Chỉ có hơn 20 người, có thể thông qua chân lý vấn đáp khảo nghiệm, những người khác toàn bộ sàng lọc. Những cái kia người bị đào thải, rên rỉ than thở, không biết làm sao xoay người xuống núi. Không ít người lẩm bẩm nói nhỏ, cuối cùng chân lý, rốt cuộc là cái gì? Khảo Hạch Thiền Sư tiếp tục nói, cửa ải cuối cùng, trí khôn cướp. Phật Tổ sẽ đích thân khảo nghiệm trí khôn của các ngươi. Nếu không có tuệ tim, không thể thành Phật tử. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần các người đều là nghiêm nghị, không biết cửa ải cuối cùng này, phải như thế nào cân nhắc trí khôn. Lại nghe lớn chân lý chùa bên trong, truyền ra một đạo thê lương âm thanh trầm mạnh, kêu lên, Tô Đạo Quang, ngươi lại đi ra. Chính là Phật Tổ thanh âm. Tô Đạo Quang nghe vậy, lật đật đứng dậy, chắp tay đứng, nói cần nghe Phật Tổ dạy bảo. Phật Tổ nói, người nói thế gian chân lý, chính là mạnh hiếp yếu, người mạnh là vua, vậy ngươi liền cùng luân hồi chi chủ quyết chiến một tràng, ngươi như thắng, lão nạp liền đồng ý ngươi chân lý, truyền thụ ngươi vô thượng Phật Pháp. Cái gì? Tô Đạo Quang ngạc nhiên, không nghĩ tới Phật Tổ lại có thể kêu hắn cùng Diệp Thần quyết chiến. Diệp Thần cũng là ngây ngẩn, không nghĩ tới Phật Tổ sẽ làm ra cái này an bài. Phật Tổ nói, luân hồi chi chủ, người có bằng lòng tiếp nhận quyết chiến. Người như thắng, lão nạp có thể giải đáp người tất cả vấn đề. Diệp Thần trong lòng một hồi kích động, hắn lần này tới, chính là muốn đánh dò ma tổ vô thiên vậy thiện niệm hóa thân rơi xuống, nếu Phật Tổ nguyện ý giải đáp tất cả vấn đề, vậy tránh hợp lòng hắn ý. Lập tức Diệp Thần nói, Phật Tổ, ta nguyện ý quyết chiến. Phật Tổ lại nói, Tô Đạo Quang, vậy ngươi đâu? Tô Đạo Quang ánh mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm Diệp Thần, nổi lên sát cơ nồng nặc. Hắn sớm liền nếu muốn báo thù, lần này Phật Tổ mở miệng, hắn nếu là có thể đánh chết Diệp Thần, thậm chí có thể lấy được Phật Tổ thân truyền, vậy thì thật là vô thượng cơ duyên tạo hóa. Phật Tổ, ta dĩ nhiên nguyện ý. Tô Đạo Quang thanh âm như đinh chém sắt, đáp ứng, chen một tiếng, rút ra trường kiếm. Diệp Thần xem hắn cầm kiếm tư thế, liền tựa như thấy được Diệp Lâm Uyên bóng người. Tô Đạo Quang, thiên huyền cảnh 6 tầng thiên đại viên mãn, hơn nữa còn là Diệp Lâm Uyên thân truyền học trò, thực lực tuyệt đối cường hãn. Nhưng, Diệp Thần không sợ. Hắn lúc này, sinh tử huyền quan đã toàn bộ đả thông, cho dù là cường hãn Tô Đạo Quang, ở hắn trong mắt, cũng bất quá là mộ bên trong xương khô thôi. Diệp Thần tranh đích một tiếng, rút ra luân hồi thiên kiếm. Nhìn thẳng Tô Đạo Quang. Chân núi dự lễ các tân khách, thấy hai người kiếm bạt nỗ trương cảnh tượng, cũng là khiếp sợ. Luân hồi chi chủ uy danh hiển hách, nhưng hắn cuối cùng chỉ có trảm gia cảnh, chẳng lẽ có thể nghịch phạt 6 tầng thiên thiên quân. Trận chiến này, ta xem luân hồi chi chủ, hơn phân nửa muốn thua. Đúng vậy, người xem hắn luân hồi thiên kiếm, cũng còn không khôi phục viên mãn, kiếm khí có chút thiếu sót, tất nhiên không phải vậy Tô Đạo Quang địch thủ. Từng cơn tiếng nghị luận, truyền tới Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thần nắm chặt luân hồi thiên kiếm, ánh mắt sắc bén. Già Thiên Ma Đế, Quy Trần, còn có cái khác tranh cử các người, rối rít lui về phía sau. Phật Tổ thanh âm vang vọng nói, những người còn lại chờ, các ngươi liền đặt tiền cuộc đi, ai đặt chúng, ai là được thông qua ải thứ ba, trở thành ta lớn chân lý chùa Phật tử. Ải thứ ba, khảo nghiệm trí khôn, lúc đầu lại chính là như vậy khảo nghiệm. Tại chỗ tranh cử các người, một hồi kinh hãi, cái này khảo nghiệm nhìn như, so với trước mặt hai ải, thật là dễ dàng quá nhiều. Vừa không có tâm ma ăn mòn, cũng không có sương mù dày đặc che giấu, hết thảy rõ ràng. Chỉ cần đặt tiền cuộc, đặt Diệp Thần và Tô Đạo Quang quyết chiến, ai thắng ai thua, đặt chúng liền vượt qua kiểm tra, đặt không chúng liền sàng lọc. Nếu như là vậy trảm ra cảnh, đối chiến thiên huyền cảnh 6 tầng thiên,
vậy căn bản không cần nghĩ, nhất định là đặt thiên quân cường giả thắng. Nhưng, trước mắt cái này chạm ra cảnh, nhưng là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, để cho tại chỗ không ít người, đều là không nắm được chủ ý. Luân hồi chi chủ, khí vận ngút trời, hắn có lẽ có nghịch phạt thiên quân có thể. Ha ha, nghịch phạt thiên quân, cũng không khả năng nghịch phạt thiên huyền cảnh 6 tầng thiên như vậy ngoại hạng, ta xem hắn nhất định phải thua. Ta cũng cảm thấy hắn nhất định phải thua. Ở một hồi cân nhắc sau đó, không thiếu tranh cử người, lựa chọn đặt tiền cuộc Tô Đạo Quang. Còn dư lại tranh cử người thấy vậy, vậy rối rít theo đại lưu, đặt Tô Đạo Quang thắng được, cũng không coi trọng Diệp Thần. Diệp đại ca, ngươi là luân hồi chi chủ, ta cảm thấy ngươi có thể thắng. Quy Trần rực rỡ cười một tiếng, nhưng lựa chọn đặt tiền cuộc Diệp Thần. Ma đế tự nhiên không do dự, vậy đặt tiền cuộc Diệp Thần. Cuối cùng, toàn trường tranh cử người, chỉ có Quy Trần và Ma đế, đặt Diệp Thần sẽ thắng, những người khác cũng cho rằng Diệp Thần thất bại. Chân núi dự lễ các tân khách, cũng là rối loạn, trực tiếp mở bàn khẩu, cầm ra tất cả loại linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo, tham dự đánh cuộc, cơ hồ 90% người, cũng đặt Tô Đạo Quang thắng, đặt Diệp Thần thắng được, lác đác không có mấy. Tô Đạo Quang nhịn không được bật cười, toàn trường ánh mắt tụ vào, hắn liền khí vận đều là nóng rực liền mấy phần. Luân hồi chi chủ, liền để cho ta xem, người rốt cuộc có nhiều ít phân lượng. Tô Đạo Quang quát to một tiếng, dẫn đầu khua kiếm chém ra. Hắn hút lấy trước khi dạy bảo, không có chút nào khinh địch, ra tay một cái liền khiến cho suốt toàn lực, kiếm thế ác liệt hung hãn. Kiếm đạo lâm uyên, vực sâu như ta, phá. Kiếm khí bén nhọn, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần tập sát tới. Ngay tức thì, Diệp Thần cảm thấy trước mắt mình không gian, bắt đầu vặn vẹo, tựa như xuất hiện một phiến vực sâu không đáy, phải chiếm đoạt người hết thảy. Điều này hiển nhiên là Diệp Lâm Uyên độc chế kiếm pháp, Diệp Thần từ vậy vực sâu kiếm khí bên trong, bắt được Diệp Lâm Uyên nhân quả. Tô Đạo Quang sâu được Diệp Lâm Uyên chân truyền, một kiếm này cường hãn dị thường. Thật may, Diệp Thần đã đả thông tất cả sinh tử huyền quan, hoàn toàn không sợ hãi. Đấu chữ quyết, luân hồi kiếm chém. Diệp Thần một tiếng quát mắng, đấu chữ quyết bùng nổ, trong kiếm phong nổ lên trắng xóa đấu khí, hòa lẫn luân hồi thiên kiếm hơi thở. Hóa thành một cái kiếm sắc bén khí tuyệt chém, trực kích Tô Đạo Quang. Chanh! Diệp Thần kiếm, cùng Tô Đạo Quang kiếm, hung hăng giao phong va chạm, cọ sát ra liên tiếp đốm lửa. Tô Đạo Quang gương mặt chợt biến, chỉ cảm thấy một cổ hung mãnh đại lực, cuốn ngược tới đây. Thằng nhóc ngươi, chiến lực lại tăng lên, phá cho ta! Tô Đạo Quang nguy cấp bên trong, bước chân lui về phía sau, tháo xuống Diệp Thần lực lượng, rồi sau đó lắc người một cái, phá toái hư không. Đi vòng qua Diệp Thần phía sau, một kiếm đâm về phía Diệp Thần khí cơ chỗ bạc nhược. Một kiếm này phương vị, cầm nặn được đặc biệt tinh chuẩn, vừa vặn chính là Diệp Thần luân hồi khí cơ, yếu kém nhất địa phương. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, trong đầu nghĩ, tên này quả nhiên lấy được Diệp Lâm Uyên chân truyền. Diệp Lâm Uyên và Diệp Thần như nhau, xuất thân luân hồi nhất tộc, hắn thậm chí thiếu chút nữa thì thành luân hồi chi chủ, cho nên rất quen thuộc luân hồi khí cơ biến hóa. Diệp Thần cảm nhận được Tô Đạo Quang một kiếm đâm xuống, bước chân nhanh đổi, trở tay một trường, đại thiên trọng lâu như nước thủy triều như biển, như núi lở đất mòn, đánh phía Tô Đạo Quang ngực. Tô Đạo Quang cảm thấy Diệp Thần một trường này, khí thế hung mãnh, lấy mình thiên huyền cảnh 6 tầng thiên đại viên mãn tu vi, lại có thể vậy cảm thấy nghẹt thở. Uyên chữ thần văn, sắc. Tô Đạo Quang vung tay lên, sử dụng một đạo thần văn, lại là 33 thiên thần văn một trong, là một cái uyên chữ. Cái này uyên chữ thần văn vừa ra, không gian liền tựa như biến thành vực sâu. Diệp Thần một trưởng oanh đi giết, giống như luân hãm vào trong vực sâu mặt, lại có thể không tổn thương được Tô Đạo Quang chút nào. Chống đỡ được sao? 8 bộ phù đồ khí, cho ta trấn áp. Diệp Thần đột nhiên chợt quát, bàn tay lại lộn một cái, kim quang Phật khí nổ tung, một tôn phù đồ bảo tháp xuất hiện. Lớn chân lý chùa ngay tại trước mặt hắn. Nơi đây Phật khí đậm đà đến vô biên vô tận bước, Phật môn thần thông cũng có thể bộc phát ra mạnh mẽ nhất uy lực. Ở chân lý thánh địa địa mạch ra chỉ xuống, Diệp Thần 8 bộ phù đồ khí, hung mãnh ngút trời, kim quang lan lan, vậy không thể địch nổi Phật môn chánh khí, ùng ùng nổ, đem Tô Đạo Quang uyên chữ thần văn, hoàn toàn áp chế xuống. Vù vù, ngàn tầng cao to lớn Phật tháp, chính là hiệp mang lan lan phong lôi vậy uy thế,
đánh phía Tô Đạo Quang đỉnh đầu. Sinh tử huyền quan toàn bộ đả thông Diệp Thần, một kích này cũng là mãnh liệt đến trình độ cao nhất. Toàn trường người nhìn Diệp Thần thế công, đều là cảm thấy sâu đậm rung động. Một cái chạm ra cảnh, lại có thể bùng nổ này cùng cường hãn thần uy. Thật là không tưởng tượng nổi. Vô số khiếp sợ thanh âm vang lên, giờ khắc này Diệp Thần, liền giống như đấu chiến thắng Phật vậy, uy mãnh vô địch. Diệp đại ca uy vũ. Quy Trần vô cùng hưng phấn kêu gào, là Diệp Thần trợ uy. Ma đế chính là thần sắc bình tĩnh hình dáng, hắn tuyệt đối tin tưởng Diệp Thần thực lực, sinh tử huyền quan toàn bộ đả thông Diệp Thần, tuyệt không phải Tô Đạo Quang có thể chống lại. Rất nhiều đặt tiền cuộc Tô Đạo Quang tranh cử các người, kinh hãi dị thất sắc, nào nghĩ tới Diệp Thần hung mãnh như vậy, mấy cái đối mặt liền bộc phát ra nghịch thiên thần uy, giống như là trấn áp thế gian vô địch chiến thần. Tô Đạo Quang vậy thật sâu cảm thấy sợ hãi, rõ ràng cảm thấy Diệp Thần sức chiến đấu, so với trước đây ở Tô gia, lại có một cái chất bay vọt. Nếu như nói lúc trước, hắn còn có phản kháng Diệp Thần có thể, hiện tại Diệp Thần sinh tử huyền quan đả thông, hắn là liền một chút cơ hội cũng không có. Sư phụ, giúp ta chu diệt luân hồi. Sinh tử huyền quan, Tô Đạo Quang ngửa mặt lên trời gầm thét, cả người linh khí nổ. Giao. Trên người của hắn, thiên trọng vạn nặng ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thân ảnh cao to. Đó là Diệp Lâm Uyên bóng người. Diệp Lâm Uyên to lớn thân ảnh khổng lồ, bao phủ Tô Đạo Quang. Diệp Thần phù đồ bảo tháp, hung hăng đập tới, lại bị Diệp Lâm Uyên cong ngón tay bắn ra, trực tiếp bắn trở về. Thấy Diệp Lâm Uyên hư ảnh xuất hiện, toàn trường xôn xao. Tô Đạo Quang cùng Diệp Thần quyết chiến, nhưng triệu hoán sư dài hạ xuống, có tính hay không phá hư quy củ. Bất quá, lớn chân lý chùa bên kia, không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ Phật tổ vậy ngầm cho phép. Tô Đạo Quang tim đập bịch bịch, ngước nhìn Diệp Lâm Uyên thân thể, kêu một tiếng, sư phụ. Diệp Lâm Uyên cũng không có xem hắn, chỉ là yên lặng nhìn Diệp Thần, trong mắt bên trong, mang tức giận, khinh thường, ác liệt phân. Vân các loại ý định giết người. Luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Lâm Uyên nhàn nhạt nói. Diệp Lâm Uyên. Diệp Thần ra đầu nhất thời tê dại, cả người bắp thịt căng thẳng. Lão tổ khí huyết khô kiệt, mau không chịu nổi. Ta hôm nay, liền bắt ngươi máu, cứu vãn lão tổ. Thiết huyết thương khung, cho ta trấn áp. Diệp Lâm Uyên ánh mắt ý định giết người nổ tung, bàn tay vung ra, thương khung hóa thành máu đỏ màu sắc. Toàn bộ chân lý thánh địa khí tượng, đột nhiên đại biến. Tất cả kim quang Phật khí, sáng chói sáng mờ, toàn bộ ảm đạm xuống. Bị vô cùng dâng trào, vô cùng nổ tung thiết huyết khói lửa thay thế. Diệp Lâm Uyên một trưởng này, lại là giống như kẹp theo thiên quân vạn mã khói lửa liều chết xung phong, hung mãnh cuồn cuộn hướng Diệp Thần lướt đi. Đây là trong truyền thuyết cấm thuật, hồng hoang tám cấm một trong, thiết huyết thương khung. Thiết huyết thương khung vừa ra, đầy trời đều là thiết huyết khói lửa, giơ tay nhấc chân tới giữa, như có thiên quân vạn mã đụng liều giết, uy thế đặc biệt khủng bố. Diệp Lâm Uyên biết rõ mình hạ xuống, chỉ có một đạo hư ảnh, nếu như không dùng tới cấm thuật, căn bản không có thể tổn thương Diệp Thần. Diệp Thần nhìn Diệp Lâm Uyên thương khung thiết huyết bàn tay lớn đánh tới, nhất thời cảm thấy một loạt nghẹt thở, phảng phất có thiên quân vạn mã, ở trong cơ thể hắn xông ngang đánh thẳng, muốn nghiền nát hắn hết thảy. Chú ý! Già Thiên Ma Đế kêu to, liền muốn tiến lên trợ trận. Diệp Thần nhưng là khoát tay chặn lại, ánh mắt kiên định. Nếu như Diệp Lâm Uyên bản thể hạ xuống, hắn có thể sẽ kiêng kỵ vạn phần. Nhưng nếu như, Diệp Lâm Uyên chỉ là một đạo hư ảnh, Diệp Thần không sợ. Nhân Hoàng Thánh Đao, cho ta chém chết. Diệp Thần đột nhiên chợt quát, sử dụng Nhân Hoàng Thánh Đao, hung hăng kéo một cái. Suy rồi. Một nhỏ đoạn sáng bóng thân đao, bị Diệp Thần rút ra. Chỉ là một nhỏ đoạn, thế nhưng một nhỏ đoạn thân đao, bộc phát ra mũi nhọn. Nhưng là kinh thiên liệt địa. Màu vàng kim đao mang, như dễ như bớn, mang phá giết vũ trụ vạn giới đáng sợ uy thế, hung hăng chém chết ra. Thế giới hiện thật lời nói, căn bản không cách nào hình dạng một đao này ác liệt, một đao này mũi nhọn. Toàn trường tất cả người, thấy một đao này chém ra, đều có một loại ảo giác, tựa như đầu mình, đã bị cắt đi, không có bất kỳ ngăn cản cùng vãn hồi có thể. Phốc xích. Đao mang thoáng qua. Diệp Lâm Uyên vậy to lớn nguy nga bóng người, trong nháy mắt liền bị chém bể. Khói lửa cuồn cuộn thiết huyết thương khung, thiên quân vạn mã đụng khí thế,
ở Diệp Thần một đao này sát phạt hạ, cũng giống như hoa rơi nước chảy vậy, toàn bộ chôn vùi chết. Không thể nào, ngươi lại có thể rút ra Nhân Hoàng Thánh Đao. Diệp Lâm Uyên chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần trong tay đao. Hắn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng bóng người đã bị chém bể, hắn cả người rất nhanh tiêu tán đi. Keng! Diệp Thần trong tay vậy một nhỏ đoạn thân đao, cũng là nhanh chóng rụt trở về.